Xin chào các bạn, ngày hôm nay Tâm Tình sẽ mang đến cho các bạn một bộ truyện mới có tên Bạn gái cũ của Tổng Giám Đốc, tác giả Liên Liên. Xin mời các bạn cùng dành thời gian và lắng nghe nhé. Sau khi tan học tại cửa trường trung học, người đến người đi đầy cổng trường, cầu ái tĩnh xinh đẹp, khuôn mặt trắng nõn đeo một chiếc mắt kính thật to, cầm trên tay một ít sách vở cùng hỏa đám người đi qua đi lại. Tiểu tĩnh, Hạ Phong cao lớn đẹp trai đi tới, trong ánh mắt lóe lên một vài tia sáng. A, à, anh đã đến rồi. Quay đầu thấy một chàng trai anh tuấn xuất hiện, Cầu Ái Tĩnh nở nụ cười ngượng ngùng, lập tức đi về phía anh. Xin lỗi khiến em đợi lâu. Hạ Phong săn sóc giúp Cầu Ái Tĩnh cầm lấy túi sách. Không biết, không đợi bao lâu thật. Bình thường ở trước mặt mọi người, Cầu Ái Tĩnh là người miệng lưỡi lưu loát nhưng khi gặp được Mỹ Nam thì cũng giống như chuột gặp phải mèo, trừ nói chuyện cả lâm khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ lên tình yêu đầu tiên làm cho hình tượng nữ tú tài cơ trí cũng kém cách xa vạn dặm Hạ Phòng đi ở bên cạnh cô cũng không lên tiếng gương mặt Tuấn tú khẽ mỉm cười thản nhiên hưởng thụ cảm giác được cô gái có thành tích tốt nhất miến mộ uhm, thật thoải mái nghĩ đến ngày hôm nay trên danh sách đi săn đã ghi xếp lại tên tuổi của nữ tú tài, trong lòng tràn đầy tự mãn cùng đắc ý của đàn ông. Bảo cô gái đem xe đạp dừng lại ở ven đường, Hạ Phong liền kéo cô đi tới rừng cây sau trường. Anh đang làm gì? Hôm nay em còn muốn đi học bổ túc. Cậu ái tĩnh đỏ mặt, thấp giọng bày tỏ cùng chàng trai. Anh muốn hôn em. Hạ Phong hành động không kiềm chế được. Mặc dù qua lại với học muội khôn ngoan, còn là muốn làm gì thì làm. Hạ Phong Anh hôn tới vừa nhanh vừa vội, làm cầu ái tĩnh giật mình, nhưng nụ hôn đầu không lưu loát cùng ngọt ngào khiến cô không thể đẩy anh được. Cô chỉ ở trong ngực anh, không lưu loát mà rên rỉ. Hạ Phong không lên tiếng, thi triển kỹ thuật hôn thận tốt, làm cho cô điên đảo. Anh hôn cô, tay vén lên váy giải của cô, kẽ vuốt về cặp mông đẹp của cô. Toàn thân cậu ái tĩnh vô lực, choáng váng đầu óc, mắt cũng hoa lên, cô nhu thuận trong ngực anh, cùng anh quần lấy nhau, may mà sau lưng có thể dựa vào tường đào nên không bị ngã xuống. Hai người ôm nhau thật chặt, Hạ phòng biết ôm cầu ái tĩnh chưa trổ mã hoàn toàn, chết tiệt, cũng đã lớp 10 rồi còn như chưa trổ mã, trong lòng ghét bỏ nhưng cũng không có biểu lộ trên mặt. Bởi vì hôm nay, hắn có nhiệm vụ quan trọng hơn là phải làm là... Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, Ái nha, mình cảm thấy được. Đỡ ôn nhu hé miệng, rìu ra rìu rít. Không đúng, không phải hình dáng kia. Trần Khả cũng tiếp lời. Ở phòng khách của viện thẩm mỹ. Lệ Mỹ Tư trước mặt, có bốn mỹ nữ xinh đẹp như hoa, đang không ngừng nói chuyện. Như đang thảo luận nên ăn mặc như thế nào mới phù hợp với người tình trong mộng. Nhưng mình cảm thấy được, ái tĩnh nên... Hướng Duy Mỹ có ý kiến khá nhiều, các cậu thật là phiền đấy mình nói không cần rồi mà vạn tĩnh che lại lỗ tai sắp bị bạn tốt của mình làm phiền chết rồi kể từ khi ba người bạn tốt có bạn trai thì khổ nạn của cô cũng bắt đầu bởi vì bọn họ sợ cô về sau sẽ biến thành một kẻ lẻ loi hiu quạnh cả ngày nhìn đâu ngó tây bị nhóm nhiều chuyện giòm ngó cho nên bạn tốt của cô đứng lên làm mai chính là muốn đem cô ra ngoài tiêu thụ cho nên họ mới đến nơi này viện thẩm mỹ lệ mỹ tư này. Các tầng lầu chia ra làm thẩm mỹ mặt, thẩm mỹ răng, tóc, liệu pháp nước, chỉnh hình, spa, tạo hình toàn thân. Ở chỗ này, tuyệt đối có thể thỏa mãn được những cô gái muốn trở nên xinh đẹp. Cậu mới phiền đấy, tại sao lại không cần? Về sau bọn mình đều gả đi, chỉ còn lại cậu, vậy muốn làm sao bây giờ? Hướng duy mỹ khí thế bước người, kéo cổ tay cậu ái tĩnh, không cho cô chạy trốn, Hôm nay mình nhất định thay đổi cậu từ đầu đến chân. Mình thế này là được rồi, vì sao phải vì đàn ông mà thay đổi bản thân mình? Cậu ái tĩnh thả chết cũng không nghe theo. Người đẹp mới tạo được ấn tượng tốt, cậu làm ơn vào đi. Chân cả cậu xin bạn tốt, có người muốn bỏ tiền giúp cô ấy tạo hình mà cũng... Buổi gặp mặt tốt thế mà lại, hay ra... Sớm biết vậy, tối nay cô đã ở nhà nói chuyện yêu đương. Mạc ưu ừ, chỉ đang còn ở nhà đợi cô mà. Đúng vậy, coi như không vì đàn ông kia thì ít nhất cũng phải vì mình chứ. Nếu như cậu ăn mặc xinh đẹp nhưng vẫn không thể gả, ít nhất người ta nói cậu kén chọn, mắt thẩm mỹ cao mà không phải nói cậu là kẻ không ai muốn. Đỗ ôn nhu xuống tay từ nhược điểm của bạn tốt. Ai ai cũng biết miệng lưỡi thế gian đáng sợ, sao lại muốn bị người khác nói xấu. Công lực của những bà tám đó rất đáng sợ nhé cậu nói người nào không ai muốn hả? Cậu ái tĩnh để đẩy gọng kính, khuôn mặt thông minh không chịu thua kém, khó chịu nhìn chằm chằm đồng đảng. Trần khả khả cùng hướng duy Mỹ dùng ánh mắt bội phục nhìn đỗ ôn nhu. Tuyệt đối không phải là mình nói, đỗ ôn nhu dùng hai ngón tay che miệng, bày tỏ cô tuyệt đối giữ yên lặng, không tham dự thảo luận. Ghê tợm, cậu ái tĩnh hử mũi tức giận. Mặc dù tức giận đến toàn thân phát run, nhưng cô cũng muốn vào thử xem sao. Ngay cả vì cô chưa kết giao bạn trai cũng bị người ta đưa lên trang web thảo luận, tiến tới lên báo trang đầu, cho nên cô tuyệt đối tuyệt đối không thể bị đám đàn bà tám đó nói cô không ai muốn. Được, chúng ta vào. Cầu Ái Tĩnh bị lời nói của Đỗ Ôn Nhu kích thích, buông tay hướng Duy Mỹ ra, quyết định muốn vào thẩm mỹ viện cấp 5 sau này sửa sang lại xem. Thật tốt quá tiếng hoan hô của Trần Khả như sấm động. Việc này không nên chậm trễ, hướng duy Mỹ vội vàng đem bạn tốt tới tận cửa, chỉ sợ cô đổi ý. Thế này mới đúng, cậu rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt rồi. Không cần nói nhảm nữa, đi vào nhanh một chút. Đỡ ôn như vội vàng đẩy thắt lưng của Văn Tĩnh. Hiện tại đến cùng là tình huống gì đây? Cậu ái tĩnh bị bạn tốt thúc giục ở bên cạnh, có chút không thể làm gì khác hơn là bước vào cửa chính của thẩm mỹ viện ô oh my god sắc mặt cầu ái tĩnh trắng bệch trốn ở trong nhà vệ sinh nữ không dám đi ra cô nhìn chằm chằm vào hình dáng của chính mình trong gương không dám tin lúc này cô mặc một bộ lễ phục sang trọng sau lưng lộ đến phần eo váy bằng chất liệu chip phôn êm ái làm cho cô có thể que được những đường cong hoàn mỹ tóc thì bấn lên thành búi đơn giản cầu ái tĩnh không thể tin được mấy người bạn tốt liên tiếp biến cô thành bộ dáng quyến rũ giống như vậy. Trên người cô cũng đã thay đổi không ít, còn phải trò chuyện với những người đàn ông khác ở trong bữa tiệc, có lầm hay không? Nếu như cô phải thay đổi thành bộ dáng như vậy mới có đàn ông theo đuổi, cho dù nói cô thế nào nữa thì cô cũng tình nguyện không để ai lấy cô làm vợ. Cậu ái tĩnh nhìn chằm chằm bóng dáng trong gương kia, khuôn mặt thanh tú nhìn không ra biểu tình. Ai nhà, nghĩ cũng biết cậu trốn ở chỗ này. Hướng Duy Mỹ nhìn khắp hội trưởng bữa tiệc cũng không thấy bạn tốt, liền đi tới nhà vệ sinh nữ, quả nhiên để cho cô tìm được người rồi. Duy Mỹ, mình muốn về nhà. Nhìn thấy khuôn mặt hưng phấn của chị em tốt, nguyên cả một bụng hỏa của cậu ái tĩnh bỗng dừng tàn hết, chỉ là biểu thị thế thôi. Họ chỉ là muốn giúp cô có bề ngoài rạng rỡ lên mấy phần, cũng làm cho cô được coi trọng hơn mà thôi mặc dù tâm tình không tốt nhưng cô vẫn có thể giữ được lý trí mà phân tích động cơ của các bạn mình cậu còn chưa kiêu vũ với bất kỳ một người đàn ông nào trong đêm nay đấy hướng duy mỹ cười hì hì đưa mắt nhìn bạn tốt nhưng cậu ái tĩnh thật khó khăn mà nhìn bạn tốt của mình không cho cậu trở về hôm nay mình sẽ liều mình cùng quân tử đó chân khả cũng sáng ngời bước vào nhà vệ sinh nữ trên người phủ một bộ váy dạ hội trường hợp này cô rất ít khi tham gia bởi vì dù là công việc cô không phải xuất hiện ở dạng tiệc hôm nay thật vất vả bốn người chúng ta đều ở đây mình không cho phép cậu như vậy thật mất hứng đỡ ôn nhu cưỡng chế bạn tốt ở lại được rồi được rồi ở lại thì ở lại một người không nói lại ba người cậu ái tĩnh chỉ có thể giơ cờ đầu hàng toàn phần ngoan ngoãn đi theo mọi người vào đại sảnh bữa tiệc a à, họ tới đứng ở góc uống rượu. Đới bằng trình thấy mấy phụ nữ tiến vào trong hội trường, liền dẫn bạn tốt đi lên trước, hội hợp với đám người phụ nữ. Không sai, anh đã nhận lời tìm một người bạn trai cho bạn tốt của bạn gái mình. Mạc ưng trí và pháo kính dương đứng ở một bên, dùng ánh mắt đồng tình nhìn bạn tốt trên thương trường của mình. Đầu năm nay người làm mai cũng không dễ làm. Cũng mấy hôm nay gánh trách nhiệm nặng nề này không phải mình vốn đới bằng chỉnh nghĩ đến bộ dáng cháo trắng rau dưa của cô kế toán công ty mình sợ rằng nói không ra những lời đề cử tốt đẹp gì thật không ngờ cô ấy sửa soạn lên lại có bộ dáng mê người lại xinh đẹp như vậy thật đúng như câu người đẹp vì lụa ừ, không tệ không tệ như vậy sẽ không quá mất thể diện với người anh giới thiệu tới lúc này sắc mặt của đới bằng trình mới tốt đẹp một chút giới thiệu bạn trai cho cậu ái tĩnh người được giới thiệu cũng tương đối nể mặt với đới bằng trình lập tức vươn tay muốn mời cầu ái tĩnh kiều vũ cầu ái tĩnh dưới áp lực của bạn tốt không thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn tiếp nhận lời mời thấy tình hình thuận lợi như thế mấy người phụ nữ cũng buông xuống tảng đá trong lòng mình đi theo bạn trai tiến vào giản nhảy cô là bạn tốt của bạn gái đới tổng lôi văn vừa mới trở về nước đối với vẻ đẹp của cầu ái tĩnh tương đối có thiện cảm Đúng vậy. Cậu ái tĩnh đi theo từng bước nhảy, chỉ lễ phép cười vì sự gian sóc của lôi văn. Tiếng nhạc tuyệt vời lại vang lên bên tai mọi người. Cậu ái tĩnh chỉ lễ phép mỉm cười khiêu vũ cùng người đàn ông mà cấp trên giới thiệu, dường như rất vui vẻ. Hạ Phong ngồi ở trên ghế sa lông, trên tay cầm một ly rượu mạnh. Anh là tổng giám đốc tập đoàn Hạ Thị, mới trở về nước tiếp quản sự nghiệp được 5 năm, liền đem sản nghiệp tập đoàn điện tử hạ thị phát triển hơn trong thương giới. Nhưng trên thương trường, người mạnh cũng có lúc thất bại. Đây là thời điểm anh vừa kết thúc một cuộc hôn nhân, khiến tâm tình của anh rất kém. Mới theo lời mời của Phó Kính Dương mà tham gia bữa tiệc này, Phó Kính Dương còn nói, chỉ cần trong cuộc đời của anh xuất hiện một cô gái tốt, giúp anh chuẩn bị cơm ăn, áo mặc, anh sẽ rất nhanh quên được sỉ nhục và tổn thương mà người vợ trước mang lại cho anh lãng tử vô tâm theo tính tình thích náo nhiệt của anh thích hợp với loại phụ nữ nhàm chán đó sao nhưng tiếp tục nhốt mình ở trong nhà thấy tất cả đồ dùng của người phụ nữ kia để lại tình cảnh ngọt ngào phóng tú thường ngày lại hiện lên trước mắt sự bi thương của anh cũng không dừng lại được cho nên anh mới tiếp nhận lời mời của pháo kính dương xuất hiện tại bữa tiệc này anh cũng không muốn quen người phụ nữ, chỉ là muốn mượn bầu không khí của bữa tiệc để rời đi sự chú ý của mình. Khụ, thật là nhách nhác. Không nghĩ tới từ trước tới giờ, người luôn tung hoành tình trường như Hạ Phong cũng có lúc bị phụ nữ làm cho chật vật như lúc này, có lẽ thật là do ông trời muốn trừng phạt anh đi. chẳng mắt anh hiện lên nỗi ưu buồn. Đột nhiên, Hạ Phong bị đụng, rượu trong ly cũng bị đổ ra ngoài, anh còn chưa hiểu tình huống gì thì một cô gái dáng vẻ yểu điệu liền ngã ở trong lòng anh. Cẩn thận! Hạ Phong một tay cầm ly, một tay nắm chặt cánh tay của giai nhân không để cho cô té ngã ở trong ngực mình. Cảm ơn! Cậu ái tĩnh nhách nhác ngã ở trong lồng ngực của anh. Cô biết mình đụng người ta làm đổ rượu ra. Không sao, chuyện như vậy là khó tránh khỏi. Hạ Phong tác phong nhanh nhẹn, nhẹ nhàng đưa tay ôm bên eo của cô. Anh, cô liếc mắt một cái liền nhận ra chủ nhân của khuôn mặt tuần tú đang tươi cười này. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, người cô vừa yêu vừa hận có thể lại xuất hiện trước mặt cô một lần nữa. Chỉ là, người đàn ông này dường như không nhận ra cô. Ừ, mỹ nữ từ trời rơi xuống này có thể đem trái tim âm u của Hạ Phong thoáng dịu chút tôi rất xin lỗi đổ rượu lên áo của anh cậu ái tĩnh miễn cưỡng nói ra lời nói nên nói liền vội vàng muốn bỏ dậy từ trên người anh cô gái có nguyện ý nhảy với tôi một điệu không thấy người phụ nữ mình yêu mến ở trong ngực của người đàn ông khác lôi văn cảm thấy bất an trong lòng tôi thân thể cậu ái tĩnh thoáng lui về phía sau cô chính là vì tránh né hắn đuổi theo mới có thể ngã ở trên người hạ phong chuyện này không thể được tôi đã mời cô ấy điệu nhảy tiếp theo rồi tại sao lại có thể chấp tay nhường kẻ khác được hạ phong từ trong thân thể của cô và trong lời nói nhanh chóng đoán được đối diện cô là người theo đuổi vô ý nên tự động ôm cô vào ngực bá đạo dẫn cô vào trong sàn nhảy ách tại sao lại có thể như vậy tại sao anh ta có thể tự tiện quyết định cô đồng ý khiêu vũ với anh lúc nào vậy hả cầu ái tĩnh nhìn chằm chằm anh đang nghĩ nên từ chối như thế nào. Đừng nóng giận, cô không muốn kêu vũ với hắn ta đúng không? Hạ Phong lửi miếng cười, khoe mắt hướng về phía lôi văn đang đứng. Cậu ái tĩnh không còn lời nào để nói, chỉ có cách trấn an mình, đi theo anh khiêu vũ. Gặp lại người yêu cũ, anh xuất hiện trước mặt cô như thế này, còn mang theo cô đi khiêu vũ. Chỉ là, trong đầu óc của anh đã không có bóng dáng của cô rồi. Cầu Ái Tĩnh vừa thương tâm vừa vui mừng, trong lòng tràn đầy ngỗ vị, cuối cùng cô ngoan ngoãn để Hạ Phong dẫn mình khiêu vũ, không nói thêm bất kỳ lời nào nữa. Không nhớ rõ cô cũng tốt, cô không cần anh nhớ cô, cô nhớ anh, có đôi lúc anh xuất hiện trong giấc mơ của cô, trong mơ anh theo đuổi cô không phải vì tiền đánh cuộc mà vì vẻ đẹp của cô, giống như hiện tại cũng vậy. Ừm Người đàn ông dùng đầu lưỡi cạy đôi môi của cậu ái tĩnh ra, bữa bãi đòi hỏi ngọt ngào từ cô. Dưới ánh sáng yếu ớt, môi của cô bị bịt kín, hơi thở tinh khiết của phái nam bao quanh cô. Hạ Phong ôm chặt sai nhân yểu điệu trao ngực. Anh muốn ăn cô, chúng ta vẫn còn ở bên ngoài. Cậu ái tĩnh dựa vào lý trí còn sót lại mà nhắc nhở mình, không thể luống cuống ở trước mặt anh. Nếu để cho người quen nhìn thấy, tin tức chuyển đi, Mặt mũi của cô còn đặt ở nơi nào được, nhưng cô cũng không muốn trốn tránh sự dẫn dụ của Hạ Phong. Ở đêm thần kỷ này, cô như cô bé lọ lem đi giải thủy tinh, dễ dàng có được tâm tư của Hoàng tử. Đến ngày mai, khi phép thuật hết hiệu lực, cô và anh lại trở thành người xa lạ. Thử dịp tối nay, cô cần phải chấm dứt tâm nguyện nhiều năm. Cô muốn liên kết thân thể với anh, cho dù về sau không có gì, cô đều không hối hận cô đang ở trong đêm xinh đẹp nhất này. Vậy còn không dễ dàng, chúng ta đi thuê phòng. Không ngờ cô có ý nghĩ như vậy, Hạ Phong mừng rỡ như điên, dứt lời, anh kéo cô đi tới khách sạn. Thân thể của hai người dây xưa không dứt, đôi môi dán chặt vào nhau, khó khăn đi về hành lang phía trước, nhưng vẫn tìm được phòng, mở cửa đi vào. Vừa vào cửa, cậu ái tĩnh liền đá đôi giày cao gót xuống, cả người mềm yếu như không xương tựa trong ngực hạ phong và sau đó họ đã ân ái với nhau cô biết anh đã quên cô nhưng cô chưa từng quên năm đó khi quen biết thì anh giống như hoàng tử tôn quý ở trên cao mà cô chỉ là một người rất bình thường anh theo đuổi cô khiến cô có cảm giác như trong mơ sau đó lại chứng minh anh chỉ siêu đùa cô mặc dù cõi lòng tan nát cô cũng chỉ có thể chán nản rời đi nói cô không hận là giả đấy nhưng bỏ qua oán hận cũng là điều có thể chưa tưởng nghĩ tới thân thể của bọn họ sẽ có thể khắc quần quýt như vậy hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội cô có thể cảm nhận nhịp tim đang đập liên hồi trong lồng ngực thân thể của cô dâng lên một cỗ hương phấn khát vọng ở chung với anh máu trong người cũng nóng lên tình dục ngủ say nhiều năm trong người cô cũng theo vút ve hạ phong mà thức tỉnh cô muốn anh sau đó, sao phòng hết sức yên tĩnh, nếu không phải trên hành lang chuyển đến tiếng máy hút bụi, anh nhất định sẽ cảm thấy hoan ái kịch liệt tối hôm qua là giấc mộng. Hạ Phong nhìn người đang ngủ say trong ngực, ánh mắt không cách nào di chuyển. Đến bây giờ, anh vẫn chưa tin bản năng của mình lại nhiều như vậy, tâm tình phiền muộn vì phát sinh quan hệ với cô gái phía dưới mà người mất sạch. Dã nhân thật sự chưa khai hóa, tuy rằng phần lớn thời gian đều do anh cưỡng chế đòi hỏi, nhưng phản ứng của cô cũng không tồi nhìn thấy nụ cười của cô khi ngủ trên da thịt trăng nõn toàn dấu hôn của anh tim của anh cực kỳ thỏa mãn nhìn thấy cô gái ngủ say bên cạnh khoái mịn hạ phong lại hiện ra tiên nghi hoặc anh rốt cuộc nên làm sao mới phải bây giờ dung điện thoại di động đột nhiên vang lên hạ phong đi xuống giường nhanh chẳng bắt máy cũng không muốn tiếng vang đột nhiên đánh thức cô gái đang trong giấc mộng xảy ra chuyện gì anh đi tới ban công nghe điện thoại thiếu ra không xong rồi thiếu phu nhân quay trở về dọn sạch đồ bên đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng kêu gào của trần tẩu cô ta còn mặt mũi trở lại anh cho là cô ta cùng tình nhân chạy trốn tới nam mỹ ít nhất mấy năm nay sẽ không dám trở lại không nghĩ tới anh lại đoán sai rất tốt cô ta tốt nhất hiểu được đường về nhà đi như thế nào bà cố gắng hết sức giữ cô ấy lại tôi lập tức quay về ra lệnh cha trần tậu giữ trần vợ trước xong hạ phong lập tức cúp máy trở về phòng nhanh chóng đổi lại quần áo của mình hạ phong liếc mắt nhìn người ngủ say trên giường thời gian tốt đẹp đã kết thúc anh để trên đầu giường một sấp tiền hơn nữa lấy ra danh thiếp của mình viết số di động của mình ở trên đó anh không cho rằng sẽ có người phụ nữ nào cam lòng không cùng anh liên lạc cũng không phải người phụ nữ nào lên giường cùng anh đều sẽ có số tiền của anh mà báu vật trên giường này là ngoại lệ nếu không phải có chuyện xảy ra ngoài ý muốn anh nghĩ sẽ cùng cô ăn bữa trưa rồi sau đó tiếp tục ở trong khách sạn cao cấp này cùng nhau trải qua ngày nghỉ tuyệt vời đều là người phụ nữ chết tiệt kia phá hư kế hoạch của anh thật là đáng ghét chưa bao giờ có loại cảm giác mệt mỏi không thể bỏ dậy nổi này, tứ chi vô cùng nặng nề. Ái tĩnh di động thân thể một cái, đã cảm thấy đầu muốn nứt ra, toàn thân đau nhức. Cô rút cuộc làm sao vậy? Đau khổ mà mở mắt ra, ái tĩnh phát hiện. Mình như thế nhưng lại ngủ ở trong phòng khách sạn cao cấp. Còn mày, cô cố gắng tìm kiếm trí nhớ bị phân tán, quay đầu, mới từ trong gương nhìn đến trên người mình xuất hiện đầy dấu vết sau hoàn ái cô một tay che miệng chỉ nhớ phân táng giống như hợp lại hình ảnh một buổi tối kích tình cuồng dã hiện lên cô nhớ tới mình cũng bị người đàn ông kia anh ở đâu nhìn xung quanh căn phòng bóng dáng của hạ phòng đã biến mất trong phòng tắm cũng không có bất kỳ tiếng vang nào xem ra anh đã đi rồi ái tĩnh thấy đầu giường bày một sấp tiền trước mặt trong lòng hiện lên cảm xúc bị thương cô không nghĩ tới anh lại dùng tiền mặt để giải thích hành động tối hôm qua. Anh coi cô là kỹ nữ còn là giúp đỡ lẫn nhau. Đối mặt với tình huống như vậy, ai tĩnh nhàn nhạt, nhạt cợt ở trong lòng. <laughs> cô mới tiết kiệm được tiền tìm ngưu lang chứ. Đầu năm nay muốn lên giường với người đàn ông đẹp trai, lại dũng mãnh, cũng cần phải có tiền. Nhưng cô biết chính xác rằng kích tình tối hôm qua là cô tự nguyện, cho nên đã không còn gì để nói. Mí môi mỏng lại, Ái tĩnh quật cường mở tủ treo quần áo trong phòng, quyết định tắm một cái trước, còn chuyện từ nay nữa. Tình cảm của người phụ nữ hiện đại nâng lên cũng thả xuống được. Người đàn ông ngủ cùng một buổi tối hôm sau chạy mất cũng không có gì, bọn họ cũng không quen thuộc, cô vốn dĩ cũng không có mong đợi anh sẽ đợi cô. Ái tĩnh bước chân tập tĩnh, đi chậm chạp vào phòng tắm trước tiên thư thái ngâm nước nước nóng đã những phận khác đợi đầu cụ không đau lại nói buổi sáng thứ hai theo thường lệ cực kỳ u buồn tất cả người đi làm đều có thứ hai biến chứng trải qua liên tiếp hai ngày nghỉ tốt đẹp đối mặt với công việc bận rộn cũng sẽ có tâm tình không tồi tệ mà đợi ở phòng kế toán ai tĩnh trừ tâm tình tồi tệ bên ngoài sắc mặt còn u ám dường như thân thể cũng không thoải mái cô miễn cưỡng dựa vào thành ghế đề phòng mình ngã từ trên xuống thế nào gì cả của cậu tới sao từ phòng làm việc của tổng giám đốc đi ra đỗ ôn nhu vội vàng về bàn làm việc của mình đi qua chỗ ngồi của bạn tốt quan tâm hỏi thăm không có rất tốt vẫn là câu trả lời ngắn gọn đơn giản như cũ ai tĩnh nâng mắt kính lên một tay sống cầm tay kia bưng cốc cà phê cô cần cà phê đậm đặc bởi vì cô cần phấn chấn tinh thần mau tới ăn đi Trần khả cầm một hộp sô cô la đẹp đẽ cười hì hì chạy vào phòng kế toán thoạt nhìn có vẻ rất ngon ngón tay mảnh khảnh đột nhiên đưa ra ở trước mặt mọi người chọn lấy một viên kể từ sau khi Trần khả yêu đương liền mang một đống vật kỳ lạ cổ quái về nhà hướng duy mỹ từ xa thấy cô ấy đang cầm một cái hộp tinh xảo liền tự động theo đuôi ở sau lưng. Người kia mua sô-cô-la như vậy tới tặng quà cho cậu à? Thoạt nhìn có vẻ rất đắt tiền, tuyệt đối sẽ không phải là thần dữ của mua cho. Đỗ ôn nhu lột ra lớp vỏ màu đỏ, nhét sô-cô-la vào trong miệng. Ách! Bên trong nhân là thịt quả anh đảo ngâm rượu, bên ngoài kẹo mềm thêm cảm giác ngọt không lẫn lộn được. Cùng sô-cô-la bình thường, mua được là hoàn toàn khác nhau ăn ngon đến mức đầu lưỡi cũng muốn cắn đi. Hồ, lấy thêm một viên là được rồi. sô cô la trong miệng còn chưa có nốt vào, đỡ ôn nhu lại đem một viên khác bỏ vào túi. Mình rất hào phóng chứ, đồ tốt đem đến mọi người cùng nhau nếm thử. Trần Khả cười he he, bày tỏ. Là bạn trai của cậu thật hào phóng chứ. Hướng Duy Mỹ liếm sạch ngón tay, chính xác chỉ ra. Mình dám cá trong phòng cậu còn có một hộp. Đâu, nào có. Mặt chân khả lúc đỏ lúc trắng, tuyệt đối không khai ra chính mình giấu riêng. Kẻ trộm tốt. Không hổ là bạn tốt, thất hiểu tính cách của nhau. Cậu dám thế không? Mấy người phụ nữ đem mặt lại gần, nhìn chằm chằm vào mắt chân khả. Mình mời các cậu ăn sô-cô-la, còn phải tiếp nhận chất vấn các cậu sao? Chân khả chuột dạ lui về phía sau hai ba bước, mặt mất tự nhiên. Cậu đang nói thật à? Wow, nói phét mà bước ra đi cái gì nói thật nói láo mình nghe không hiểu Ô ô thật ghê tởm đó làm gì tới rảnh sô cô la của cô mấy người phụ nữ tranh cãi đang náo nhiệt lại có người không đếm xỉ đến một chút tiếng động cũng không có phát hiện tình huống kỳ lạ đỡ ôn nhu sở lưng hướng duy mỹ ừm uhm. hai người dừng lại cãi vã đồng thời nhìn về phía phương hướng đỡ ôn nhu chỉ mới phát hiện cậu ái tĩnh u rũ ở bên cạnh uống cà phê. Đối với chuyện thảo luận của các cô một chút hứng thú cũng không có. Có sô-cô-la cao cấp để ăn, không vui sao? Hướng suy Mỹ song lòng tràn đầy nghi ngờ. Theo như tính tình trước kia của ái tĩnh, không phải gọi nhiều cũng cung cấp đủ dấu điên. Thế nào hôm nay cô ấy chẳng những chưa ăn sô-cô-la, liền bỏ đi tìm tòi để cũng không có hứng thú, thật quỷ dị. Xem ra, cô nên cầm cống phẩm tới lấy lòng ái tĩnh trước thì hơn. Cô nàng này không biết xảy ra chuyện gì chứ? À, mình là nghĩ tới mình cùng ưng trí ở bên ngoài chơi chừng mấy ngày, sợ trong lòng của người không có bạn trai không thăng bằng mới mang sô cô la tới. Cô làm sao sẽ biết ái tĩnh vì sao buồn buồn không vui chứ? Hừm, hoàn hảo đấy. Buổi tối thứ sáu mình bị đôi giày cao gót kia hành hạ đến gần chết ngày nghỉ ngủ thẳng đến lúc đi, không có hứng thú biết các người đi đâu chơi đâu. Ai tính phần chấn tinh thần giải thích mới không thừa nhận mình bởi vì không có bạn trai mà ghen tị đấy. chuyện cô và Hạ Phong không có bị phát hiện bởi vì mấy người bạn tốt đều bị bạn trai của mình cuốn lấy, không có ai về nhà. tình hình này để cho cô thở vào nhẹ nhõm. trước đây người nào cùng bạn trai làm điều mập mờ, cô đều suy hỏi tới cùng. Hiện tại chính mình qua đêm cùng Hạ Phong mà bị phát hiện, không để cho họ ẩm ý chết mới là lạ. Nhưng thân thể của cô giống như bị ba chiếc xe tải nghiền qua, vô cùng khó chịu, cho nên mới không muốn nói chuyện. Thật không giống với cá tính của cậu. Hướng duy mỹ tầm tắc lấy làm lạ, cái này giống như cháu con mà có nhân tính, khẳng định trời sắp đổ mưa máu rồi. Cậu quá kén chọn, bằng trình nói cậu cũng không cho đàn ông cơ hội, như vậy muốn tìm bạn trai rất khó đỗ ôn nhu đem lời của bạn trai mình nói lại một chữ không thiếu mình cũng không có nói muốn tìm ái tĩnh hơi yếu ớt hưởng ứng tiền một hạ phong đã để cho cô khổ sở nhiều năm như vậy cô làm sao chịu đựng được chiêu đủ của đàn ông đây ai coi như là xong đi dù gì giá trị con người lão công tương lai của ba người chúng mình cũng không tệ cho dù cậu đối với hôn nhân không có hứng thú nhưng tối thiểu cũng có thể giúp cậu chọn cái thật tốt. Cậu dù sao cũng là gã lần đầu chứ. Đỗ ôn nhu nghĩa khí mười phần khích lệ bạn tốt tích cực phấn chấn lại. Mấy người phụ nữ nghe được lời khích lệ của đỗ ôn nhu cũng rất vô lực, thiếu chút nữa ngã nhào. Dù sao cũng phải gả lần đầu, cô đây là cái tâm tình gì à, đem tình yêu thành trò chơi. Cái gì gọi là dù gì cũng muốn gả lần đầu. Đang đắm chìm ở trong bể tình, Hướng duy mỹ cũng không hiểu cái logic của bạn tốt là không gặp được ưng trí, mình cũng không muốn phải lập gia đình, độc thân rất tốt. Trần Khả cũng không chê vào đâu được. Không có yêu qua, cuộc sống nhiều nhảm chán, mặc dù nói không biết đàn ông có được hay không, nhưng luôn là muốn thử mới biết từ vị. Đỗ ôn nhu kiên trì. Ai nói mình không có hưởng qua tư vị của đàn ông? Mím chặt môi mỏng ái tĩnh hỏi ngược lại hớ cậu không không thể nào ba người trợn ta mắt nhìn bạn tốt các cậu yên tâm mình có nói yêu qua chỉ là phát hiện mình rất không thích hợp cũng không muốn gả cho người có tiền cho nên mới phải cự tuyệt những đối tượng kia hạ thể chùa sát đau đớn như nhắc nhở cô lúc trước hoang đường cỡ nào các cậu không cần giới thiệu bạn trai cho mình nữa đâu trong sinh mệnh cô đơn không có đại hòa tâm hạ phong kia cũng rất đủ vốn. Cô nghĩ cô sẽ không bao giờ tiếp nhận bất kỳ người đàn ông ác bá nào đối đãi với mình như thế nữa. Thật, riêng một hạ phong là đủ rồi. Quẻ miệng ái tĩnh hiện lên nét cười nhạt nhạt, khuôn mặt thanh tú đầy mấy phần bất đắc dĩ cũng không nói ra được, hạnh phúc. Kiên trì như vậy, ái tĩnh rất đẹp, lại rất thần bí. Từ trực giác của phụ nữ, ba người đồng thời cho là ai tĩnh nên có đối tượng yêu mến chỉ là cô ấy chưa từng nói người nọ là ai ai nếu ai tĩnh kiên trì như vậy họ cũng không thể miễn cưỡng cô ấy được không biết là hạng người gì khiến ai tĩnh nguyện ý trải qua tuổi thanh xuân cô đơn như vậy không oán cũng không hối hận thanh xuân của phụ nữ là thoáng chốc mà người đó đáng giá để cô ấy chờ đợi như vậy họ muốn hỏi làm gì Hạ Phong lười biếng bắt điện thoại di động. Nghĩ hẹn anh đi ăn một bữa cơm, không biết cái người này bận độn tới lúc nào mới có thời gian rảnh rỗi. Ông nói bên kia truyền đến giọng nói cười tủm tỉm ngọt ngào. Gần đây cũng không có việc gì, hôm nào? Nói ra mấy chữ đơn giản, lập tức tắt máy. Ừ, sắc mặt tổng giám đốc rất tệ, khẳng định tâm tình không tốt. Trong phòng làm việc của tổng giám đốc, mấy nhân viên nhìn nhau một cái, lập tức tăng nhanh tốc độ báo cáo, nói cho hết lời liền lập tức rời đi. Trong chốc lát, cả gian phòng làm việc chỉ còn lại hai người, Hạ Phong và Phó Kính Dương. Tổng giám đốc tâm tình không tốt sao? Ngồi ở trên ghế salon xem tạp chí về đàn ông, dùng giọng điệu nhạ báng hỏi thăm. Hừm, Hạ Phong liếc xéo bạn tốt một cái, dùng lỗ mũi hử tức. Tài liệu chất ở trên bàn nhiều giống như ngọn núi, để cho tâm tình của anh không được tốt nhưng để cho tâm tình của anh cạn không tốt nguyên nhân chính là vì người phụ nữ chết tiệt kia hạ phòng tâm tình thấp thỏm nhìn chằm chằm điện thoại di động cô ấy thế nào lại không có gọi điện thoại cho anh biết hũ nút sĩ diện này sẽ không hủy đi đài của mình phó kính dương mở miệng hỏi chị dâu lại gọi điện thoại tới quan tâm anh sao người phụ nữ kia dám đến tôi liền gọi bảo vệ đuổi cô ta đi ra ngoài hạ phong tăng thêm giọng nói bày tỏ căn cứ vào tự ái của đàn ông anh tuyệt đối không làm cho người ta hiểu lầm anh còn lưu luyến cái người phụ nữ lẳng lơ đó vậy anh không thoải mái nơi nào liền nói đi tôi không phải thầy bói đoán không ra anh không thoải mái nơi nào vào kinh dương đem tạp chí bỏ trên bàn có chút không kiên nhẫn còn không phải là anh kéo tôi đi tham gia cái bữa tiệc quái quỷ gì tư vị bị phụ nữ khinh thường thật không dễ chịu, đây là anh chưa bao giờ có kinh nghiệm. Cô để cho anh nhớ thật kỹ, anh cố tình lúc này mới nhớ tới, anh căn bản không biết người phụ nữ cùng anh lên giường tên gọi là gì, chẳng lẽ anh bị xem thành đối tượng tình một đêm sao? Thật sự là quá tốt. Ngày cả năm đó, người khiến anh mê đắm tới mức thất điên bắt đầu, nhất định phải cưới ngải lâm vào cửa, cũng không dám đối với anh như vậy trừ cái bảo bối này. Vì anh còn nói cô là bảo bối. Cô để cho anh muốn tìm người cũng không từ mọi cách, chỉ biết họ của cô là cầu. Chỉ là với manh mối này, anh phải làm sao để tìm được người? Hạ Phong ngồi phịch ở trên ghế, đối với tình huống trước mắt, có chút bất lực. Phó Kinh Dương thấy bạn tốt chán nản, tự hù gặp khó khăn lớn, muốn cười phá lên, cái người thưởng thắng nơi tình trường này cũng có thời điểm thất bại. Anh nên mở sâm banh ăn mừng sao? Nhưng mà anh vẫn tốt bụng một chút, dù sao anh đã có tiểu thân ái xinh đẹp nhất, cười nhạo người khác thất bại nơi tình trường là hành động không nên. Anh vẫn là tốt bụng một chút, quan tâm thử xem người phụ nữ gì để cho anh kinh ngạc được. Buổi tối muốn đi đâu chơi? Trước khi tàn việc 10 phút, khắp nơi yên tĩnh không có phong ba, vùi ở máy vi tính tự như nhìn công việc phía trước, trên thực tế mượn MSN, nói chuyện phiếm, phụ nữ quan tâm nhất chính là cái này. Tôi muốn cùng Anna đi ăn cơm, rồi xem phim, đến PUB chơi. Mọi người trò chuyện thân thiện, chỉ có ai tĩnh không có tham gia, cô uống cà phê, câu được câu không sửa chữa báo cáo. Không chỉ có như thế, ngay cả trang web bát quái cô cũng không còn cập nhật hoặc làm bất kỳ hoạt động mới nào. Điều này làm cho tập đoàn nhân viên đều mất hết hứng thú. Thế nhưng, không có hoạt động mới có thể chơi, không có bát quái mới có thể giải trí mọi người. Ai, chủ bút báo lá cải này thật sự là thất trách. Rất nhiều người tới hỏi thăm ái tĩnh. Cô nói gần đây tất cả mọi người rất an phận, nên cô không thể kiếm được chút tin tức nào cả cũng không thể muốn cô phát ra tin tức tổng giám đốc một ngày mấy lần tới nhà vệ sinh đi phát loại tin tức nhàm chán này mới thật là tổn hại đến bắt quái chuyên nghiệp của cô thấy trên gương mặt thông tuệ xinh đẹp đầy biểu tình chính nghĩa mọi người liền tin tưởng gần đây trong công ty ngay cả nhân vật quan trọng cũng rất an phận trên thực tế chỉ là cô không có tâm tình quan sát thay đổi của người khác làm xong chuyện nên làm cô liền muốn về nhà Hướng về phía tivi ngẩn người, nói xong cũng không muốn nói, lại có hơi sức gì đi cập nhật website. Tâm Bị Thương cần có rất nhiều thời gian yên tĩnh để lấp đầy, cô cần rất nhiều an tĩnh cùng chỗ trống để cô buông tha mối tình đầy đau đớn này. Cho nên, cô không muốn nói chuyện, cũng không muốn làm bộ vui vẻ để che giấu tâm trạng của mình. Dù sao chị em của cô đều có hạnh phúc của mình rồi, cũng không còn người biết cô thất tình. Cô chỉ muốn ở trong căn phòng của mình Không khóc không kêu Sống yên phận Sẽ không có người biết cô ở bên trong len lén chảy nước mắt Không biết qua bao lâu Người trên mở SN từng người một rời mạng Sắc trời ngoài cửa sổ cũng càng ngày càng mờ mờ Ái tĩnh mới đứng dậy thu dọn đồ đạc Chuẩn bị về nhà Gần đây cô thường xuyên ngồi ngẩn người như vậy Vô duyên vô cớ khóc thút thít Hoàn hảo là không có ai bên cạnh nếu không nhất định êm mặt về nhà. Đeo túi sách lên, ai tĩnh mới chịu đi ra khỏi công ty, lại đột nhiên bị một người đàn ông xuất hiện ngăn trở đường đi. À, không tưởng được người đang xuất hiện ở trước mắt cô. Không sai, em chính là người đó. Đôi mắt sắc bén của Hạ Phong đánh giá người phụ nữ ăn mặc tất quỳ củ trước mặt. Bộ đồ công sở vừa người, viền kính mạ vàng, dáng vẻ vô cùng giả dặn, thông minh, cùng kiểu mị đêm đó hoàn toàn không giống nhau. Thế nhưng khuôn mặt xinh đẹp, anh tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Còn có khi, cô thấy anh thì đáy mắt lóe lên ánh sáng ngạc nhiên. Như loại trò đùa dài của con nít thành công, phản ứng của cô làm chai lòng bị nhục của anh thoáng được đền bù. Nhưng anh cũng xác định, thật sự cô cũng không có liên lạc theo ý tứ của anh. Nhường cái Sững sờ nửa ngày, cổ họng khúc khốc của ái tĩnh mới phát ra được thanh âm nói với người đàn ông đang ngăn trở đường đi của cô <laughs> ghê tởm tính toán đêm đó ăn sạch sành xanh cứ như vậy quăng anh sao anh vì cái gì muốn chặn lại hạ phào ngăn ở trước mặt cô lại vô liêm sỉ hỏi ngược lại cắn chặt đôi môi ái tĩnh cảm giác mình không cần nói chuyện cùng anh cho nên cô chợt lách người muốn từ bên cạnh đi vòng qua anh không cho đi Hạ Phong kéo lấy cổ tay ai tĩnh Không để cho cô rời đi Tôi muốn kêu lên Cô mới không chịu uy hiếp Anh muốn nói mọi người biết Em ngủ cùng anh xong liền lập tức Muốn ném bỏ anh đi Lần đầu tiên bị phụ nữ ném bỏ Hạ Phong cũng không đếm xỉa đến ra tay của cô Hương tợn cảnh báo Hả? Anh thế nhưng Ai tĩnh không biết tin lời nói Chính mình nghe được mở ta mắt nhìn chằm chằm anh muốn biết loại lời nói không biết hẹn này có thật từ trong miệng của anh nói ra hay không em cho là trừng mắt lớn như vậy anh liền sợ sao thuận thế ôm lấy eo thon của cô anh cũng trừng cô phụ nữ ở trên giường hạ tổng rên để ít đi một người thì có vấn đề gì sao tôi còn tưởng rằng ngủ qua coi như xong thanh âm thanh thúy lời nói vô tình nếu không phải là hạ phòng đã có chuẩn bị tâm tư anh đại khái sẽ bị lời nói lãnh khốc của ái tĩnh chết tức chết. Anh nghe nói bình thường em giả bộ rất kéo léo, ở trong công ty danh tiếng rất tốt, em không muốn bị mọi người biết. Thì ra, em là phụ nữ dầm đãng như vậy chứ. Nhìn chằm chằm gương mặt thanh tú, Hạ Phong ở bên tay cô vừa nói lời tàn khốc. Anh... Ái tĩnh cắn đằng nghiến lợi, anh lại dám nói như vậy. Đi thôi, lát nữa tất cả nhân viên công ty đi ra đều muốn vây xem đấy đôi môi xinh đẹp của người đàn ông lộ ra một nụ cười thản nhiên ai tĩnh quay đầu thoáng nhìn mới phát hiện trong đại sảnh bảo vệ còn chưa đi tất cả đồng nghiệp đều dừng lại tại chỗ mang theo ánh mắt hứng thú rào rạt nhìn bọn họ đáng chết trễ như thế không trở về nhà vẫn còn ở lại công ty làm gì mà người đàn ông chiếm được thế thượng phong ngắn ngủi cũng mặc kệ sắc mặt của ái tĩnh có khó coi, dắt tay của cô bước đi. Hiện tại, anh đói muốn chết, phải đi ăn cơm trước. Bị cưng rắn kéo đi ăn cơm, ái tĩnh trầm mặt, cả người phát ra hơi thở lạnh như băng, ngủ yên trên ghế, không nói lời nào. Mau ăn, em lại ngẩn người, miếng cũng lạnh rồi. Hạ Phong như không có việc gì kêu lên, cũng không đợi cô trả lời, liền đưa chiếc đũa ra, bắt đầu vớt miếng trong nổi đất. Mặc dù đói bụng, anh rất có phong độ thân sĩ giúp cô múc một chén nhỏ trước. Nhìn bàn đầy món ăn, lòng của ái tĩnh bị làm ấm rồi, thật là không có nghĩ đến. Không nghĩ tới là dưới loại tình huống này, lấy được ân cần, chở che của anh. Năm đó, cô ngước đầu, dùng ánh mắt lấy lòng đưa mắt nhìn anh. Chỉ cần anh vui vẻ, vô luận anh nói gì cũng không quan trọng, ngay cả lời nói dĩu cợt cô đều có thể làm bộ như nghề không hiểu, chỉ cần được ở bên cạnh anh là tốt rồi. Bất luận cô nhân nhượng thế nào, duyên phận của bọn họ cũng chỉ có ba ngày ngắn ngủi, rồi sau đó chính là quên lãng thật dài. Không nghĩ tới 10 năm, tình hình lại đảo ngược, cô như thế lại có thể hưởng thụ đến trở trè của Hạ Phong. Hạ Phong biết mình đang dốc hết sức lấy lòng phụ nữ, anh chính là người năm đó vứt bỏ phụ nữ như giải rách sao bên môi ái tĩnh nở nụ cười đắc ý. Hạ Phong lại hiểu lầm ý của cô, cho là gia nhân rốt cuộc cũng bị dụng tâm của anh đả động. Anh phải chịu khó để ý hơn rồi, đem một con tôm hùm đã bóc vỏ gấp vào trong chén ái tĩnh. Ăn đi, ăn thật ngon. Người đàn ông cười đến rất vui vẻ. Lúc mang cô đến nhà hàng Quế Hoa này, anh đặc biệt dặn dò đầu bếp chính để hai con tôm hùm ở trên nồi miến. Bởi vì nếu mà gọi hai nồi, cô có lẽ ăn không vào bất kỳ món ăn nào khác. nhưng lúc này, thế là món ăn cao cấp. hơn nữa hai người chia sẻ một hồi, tình cảm sẽ ngọt ngào hơn. ái tĩnh trầm mặc ăn, để ý món ăn quảng đông, trên mặt cũng không có vẻ mặt đặc biệt. bất kể người ngồi bàn bưng đến món ăn lạ mắt, quỳ hiếm cỡ nào, cô đều chỉ là yên lặng ăn cơm, lặng lặng cùng hạ phong cái gì cũng chưa nói người đàn ông đã từng tổn thương cô đang không tự chủ đền bù cho cô giờ phút này cô thật sự không cần nói gì chỉ cần im lặng hưởng thụ là tốt rồi tôi muốn về nhà để nén tức giận ai tĩnh nhìn chằm chằm người đàn ông kiên quyết mang theo cô chạy xung quanh nếu là người phụ nữ của anh anh đối với chỗ ở của anh nên có chút hiểu đi Hạ Phong lái xe đến biệt thự rộng rẫy của Hạ Gia ở ngoại ô thành phố. Dừng xe ở trong sân nhà rộng lớn, Hạ Phong liền lôi kéo tay nhỏ bé của Ái Tĩnh đi vào một đình nghỉ mát. Trước mắt là bể phun nước hùng vĩ, căn nhà cung đình nghỉ mát rất khác biệt, hai bên đủ loại cây cối rậm rạp, cao vút. Kỳ ngạc nhìn cảnh trí trước mắt, Ái Tĩnh còn tưởng rằng mình đi nhầm vào trong chuyện cổ tích. Người đàn ông có khuôn mặt điển trai, chính là hoàng tử được tất cả phụ nữ ái mộ, mà cô là cô bé độ lem, mang giày thủy tinh, bất cứ lúc nào cũng lo lắng nửa đêm lại tới. Thích nơi này sao? Hạ Phong ho nhẹ một tiếng, cắt đứt suy nghĩ của ai tĩnh. Ừ, ngẩng đầu lên, cô mất hồn nháy mắt. Người phụ nữ này làm cho tâm trạng của anh nhộn nhạo như vậy. Anh ôm lấy mặt của cô, đôi môi móng bỏng rơi vào mắt cô. Chữ vợ trước là ngả lâm, anh không mang những người phụ nữ khác tới nơi này. Anh không cần mang bạn trên giường tới hiểu biết sinh hoạt cá nhân của mình, nhưng cô gái xinh đẹp mà dạo hỏa trước mắt này, thế nhưng anh lại không nhịn được muốn cùng cô chia sẻ toàn bộ cuộc sống. Không cần, tôi nói không cần. Ái tĩnh không ngừng dùng răng. Tại sao không cần? Thân thể của em rõ ràng không phải nói như vậy. Bàn tay hạ phòng ôm lấy hông của ái tĩnh, không cho cô trốn tránh mà hôn cô. Hai chân ái tĩnh vô lực mềm nhũn, dựa ở sức lực đàn chắc của người đàn ông, thở hồng hộc bởi vì tay anh đang không an phận ở trên người cô hoạt động. Tôi không có. Nhưng cô không thể nói ra được nhiều lời hơn, môi đỏ mọng lại bị che lần nữa. Gió đêm khẽ thổi qua, ánh trăng sáng người khiến hình dáng gia nhân xinh đẹp rõ ràng hơn. Sau đó, họ đã ân ái với nhau. Trần Tẩu nghe xong vấn đề của thiếu gia, cười he he chật vỗ ngực, bày tỏ chuyện như vậy dễ giải quyết, không cần hao tổn tâm trí. Cái kia liền gây phiền toái Trần Tẩu rồi. Hạ Phong như chút được gánh nặng, lúc này mới kết thúc trò chuyện. Trần Tẩu gật đầu một cái, bước chân nhanh hơn, cao hứng bừng bừng đi tới phòng bếp. Hôm nay bà có thể phải thi thố tài năng, thay thiếu gia giữ người yêu lại. Tối hôm qua, sau khi nghe được người làm báo tin thì bà có dự cảm thiếu gia lại động lòng nếu không phải thiếu gia sẽ không đem người phụ nữ đó về nhà bây giờ nghe được thiếu gia tỉ mỉ kể lại sở thích ăn uống đặc biệt của cô gái đó bà cũng biết sự cảm của mình không sai hơn nữa càng làm cho người ta vui vẻ chính là cô gái này đối với món ăn sang trọng tự hồ không có hứng thú gì mà thiếu gia đối với cô cũng không có gì nắm chặt mới có thể giao phó phải nơm nớp lo sợ chỉ sợ không biết dụng tâm người yêu đối với mình nhìn dáng dấp cô gái thiếu gia yêu lúc này chính là người thường không phải những tiểu minh tinh kia cũng không phải là dáng vẻ cô nàng nhà giàu cao ngạo chỉ là một điểm này bà sẽ phải vỗ tay hoan hô thiếu gia của bà nên có một cô gái tốt bên cạnh sẽ quan tâm cậu ăn cơm mặc quần áo lưu ý cậu ta cửa sớm muộn gì cuộc sống như thế mới gọi là hạnh phúc nếu như bọn họ nguyện ý sinh thêm mấy tiểu bảo bối nữa đảm bảo ngay cả lão phu nhân đang ở thụy sĩ cũng sẽ chạy về trở về trong đêm Trần tàu giống như đã thấy được cảnh tượng gia đình đông đúc lần này càng thêm tràn đầy tinh thần tính toán là một bàn thức ăn tinh xảo ngô bà chuẩn bị hai bàn chủ nhân một bàn bọn họ ở phía sau chủ nhân bận rộn cũng một bàn mọi người được ăn vui vẻ đảm bảo làm việc sẽ còn có sức lực. Chờ đợi ngày hạnh phúc cũng không xa, thực sự nghĩ tới liền cao hứng. Sau khi hoàn ái sáng đêm tỉnh lại, đã là 3 giờ chiều, ai tĩnh vội vàng mở điện thoại di động ra, phát hiện giọng nói hộp thư khiến mấy bạn tốt nổi giận, vội vàng gọi điện thoại về, còn đánh bài liều lấy cớ cùng bạn học thời trung học uống rượu say khớt. Cậu xảy ra chuyện gì à? Bao nhiêu tuổi rồi lại còn chơi loại này, hướng duy mỹ tức miệng mắng to thật xin lỗi làm cho người ta lo lắng bị chửi là phải ái tĩnh không dám cãi lại nhớ mời bọn mình ăn bánh bao hấp đỉnh thái phong bồi thường tổn thất bọn mình lo lắng cả đêm cũng không ngủ nghe hướng duy mỹ cố ý nói rất thảm xong khiến ái tĩnh rất ái náy được chứ bên ngoài cắt đất bồi thường còn có thể thế nào hạ phong một bên thưởng thức bộ dáng khéo léo của ái tĩnh một bên thông báo vương mụ có thể chuẩn bị ăn cơm rồi. Kết thúc cuộc trò chuyện với bạn tốt, ái tĩnh rất không vui vẻ nhìn chằm chằm đầu sọ gây nên. Hạ Phong vội vàng dụ dỗ cô đi tắm nước nóng, liền trở lại ăn ngay. Không cho phép anh theo tới. Ái tĩnh nhìn chằm chằm người đàn ông, cảnh báo trước. Được được được, em nói thế nào liền như vậy, là anh có lỗi với em. Hạ Phong lấy lòng, chỉ sợ đem bạn gái làm phát bực nhìn đến anh đợi ý hơn nữa thái độ phối hợp sắc mặt của ái tĩnh mới thoáng chuyển biến tốt vào trong phòng tắm hạ phòng chạy đến phòng bếp nhìn phương mụ thi triển tài nghệ ừ bánh trôi mặn thơm ngào ngạt thật là làm cho người ta chảy nước miếng ái tĩnh rửa mặt xong đi xuống lầu liền bị mùi thơm hấp dẫn bụng không có tiền đồ vang dội ừng ực nhìn thấy lão phu nhân liền lành cười ha hả vẫy tay về phía cô cô lập tức cũng không có khách khí, bưng một chén bánh trôi mặn, lựa chọn vị trí khách xa hạ phong nhất, ngồi xuống ăn ngấu ăn nghiến. Này thật sự quá khi dễ người rồi. Thái độ ái tĩnh thật đả thương lòng của hạ phong. Cô có bánh trôi mặn có thể ăn cũng là anh cậu xin tới. Cô hẹp hỏi như thế này, chỉ để ý mình không để ý tới anh. <laughs> không sao. Hạ Phong vừa uống nước, vừa thử máy ghi âm trong phòng bếp sau thì xác định chức năng bình thường. Anh lấy ra một băng ghi âm thần bí, nhìn tiểu nữ nhân ăn đang vui vẻ một cái, sau đó bắt đầu phát ra. Phốc, tiếng ngâm nga tuyệt hảo khiến ai tĩnh đem nước canh trong miệng phun ra ngoài. Lớn như vậy còn như vậy, thật không vệ sinh. Hạ phòng lắc đầu một cái, lạnh lạnh phê bình. Anh mới không vệ sinh đấy. Ai tĩnh tức giận, mặt đỏ lên. Thậm chí có người vô sỉ như vậy đem thể lực cô toàn bộ ép cô sau khi làm cho thần chí mơ hồ hơn nữa ghi âm lại đối thoại trên giường làm thành cam kết theo đuổi tình yêu thành công anh rốt cuộc muốn như thế nào ai kêu em chỉ lo ăn bánh thôi cũng không quan tâm tới anh hạ phong lộ ra biểu tình buồn bã anh ái tĩnh bị tức đến nói không ra lời chỉ có thể hỏi ngược lại ăn cơm còn phải cùng anh nói chuyện phiếm sao không phải hạ phong thấy đạt tới mục đích liền đem máy ghi âm đóng lại sẽ đem bằng ghi âm cẩn thận từng ly từng tí các trong túi nếu không đây hắc hắc không nghĩ tới hoàng tử cũng có diễn xuất ngây thơ này sao ái tĩnh vừa nhìn hạ phong thu đủ vừa tiếc hận nếu như không phải là diễn xuất cô cũng tốt cô thật sự muốn đem cái tin tức này bán mấy tờ báo lá cải khiến phụ nữ tính ảo tưởng đến hạ phong bớt một ít muốn ăn chén bánh trôi mặn kia của em thoạt nhìn dáng vẻ rất ngon nơi đó có một nồi đầu bếp nấu một nồi anh tội gì chấp nhất muốn chén trên tay cô cái đó ăn không ngon hạ phẳng bắt đầu tính khí đổ bỡn làm sao đây là đồ cùng một nồi chứ nhìn hạ phòng nửa ngày ai tĩnh rốt cuộc buông thà tranh chấp với anh cầm chén kia trên tay nâng đến trước mặt anh lười phải tranh với anh thiếu ra mời anh ăn chén này. Sau khi cầm chén để xuống, cô sẽ đi lấy một chén, khoái khoái lạc lạc ăn. Hạ Phong ăn chén canh trước mặt này, nhìn lại ai tĩnh một chút, cảm giác bánh trôi trong chén thời điểm ai tĩnh ăn không có ăn ngon như vậy. Chén này quá bình thường rồi, anh muốn chén kia. Phách vương lần nữa ra lệnh. Này, không phải anh quá nhảm chán chứ, rõ ràng chính là đồ giống nhau. Thấy Hạ Phong lại muốn đem băng ghi âm đặt lên bên trong máy, ái tĩnh đứng yên, giờ cờ đầu hàng. Được, chúng ta trao đổi. Cô cũng không có hơi phục vụ thiếu gia cáo kỉnh này, liền đem chén hai người đang cầm trao đổi. Hạ Phong mím môi môi mỏng, nhìn ái tĩnh ăn rất thích, chính mình tự ăn cũng không thể nào. Chỉ trong chốc lát, anh rốt cuộc biết vấn đề ở nơi nào, anh muốn cùng em ăn chung chén, vậy thì ăn sẽ rất ngon anh không cần tự mình ăn một chén. Nói xong, anh ngồi vào bên cạnh ái tĩnh, tự ý cầm thìa trong chén bánh trôi của cô. Ừ, cảm giác quả nhiên rất ngon. Ái tĩnh nhìn ngây người, người đàn ông này quả nhiên rất nhảm chán. Nhưng nhìn anh vẫn múc bánh trôi trong chén, cô cũng không thuận. Cô đói đến nỗi, ngự dán vào lưng rồi, anh lại vẫn muốn cướp đồ ăn của cô. Vì vậy nhanh chóng đưa thìa ra, cùng Hạ Phong rảnh vớt bánh trôi trong chén. Nếu anh xuống giường hãy thu lại phong độ thân sĩ, vậy thì đến đây đi, muốn cướp đồ ăn, cô tuyệt đối sẽ không rảnh cùng người thua đấy. Đối với tỉnh nhân trống rỗng mấy mọc ra này, ai tĩnh hoàn toàn không có cách nắm bắt anh. Dù sao hai người ở trên giường rất hòa hợp, anh lại săn sóc, cho nên cũng coi như là chấp nhận anh. Chỉ là rất kỳ diệu, bọn họ chưa từng công khai ở bên ngoài, Vừa mới bắt đầu Hạ Phong còn không quan tâm, bởi vì chỉ cần anh gọi điện thoại hẹn cô, cô đều đồng ý. Chỉ là địa điểm ước hẹn sẽ cửa thành Hạ ra. Nhưng đã lâu về sau, Hạ Phong liền bắt đầu buồn bực. Gần đây, anh thường ở trong nhà vệ sinh, ngần người soi gương. Anh biến dạng rồi sao? Sức quyến rũ của hoa hoa công tử không còn sao? Nếu không tại sao ái tĩnh không muốn cùng anh ra ngoài? Hạ Phong bắt đầu nghiên cứu diện mạo của mình, rốt cuộc là nơi nào có nhiều nếp nhăn, anh vẫn chưa có dấu hiệu đầu trọc mà tổng giám đốc hạ cậu là tự nhiên cuồng yêu à? làm gì mà soi gương lâu như vậy? tôi còn tưởng rằng cậu ở bên sau ngủ thiếp đi đấy. phó kính dương đi ngang qua tập đoàn hạ thị đặc biệt lên xem một chút. không nghĩ tới ở phòng làm việc của tổng giám đốc đợi nửa tiếng vẫn không nhìn thấy người, anh mới theo ám hiệu của thư ký chạy đến nhà vệ sinh xem một chút. Cậu mới thích rình coi đấy, lén lén lút lút chạy đến, nghĩ hù dọa người nào. Hạ Phong cố làm ra vẻ rửa tay, mới theo bạn tốt đi ra nhà vệ sinh. "Tìm tôi có việc sao?" "Kỳ quái, không có sao không thể tìm cậu." Trở lại phòng làm việc, pháo kính dương bưng cà phê thư ký mới pha lên, vừa nồng lại vừa thơm mát, uống ngon cực kỳ. Cố tình như vậy thư ký không phải của ai. Ai? Giống như bạn gái hiền tụy cũng sẽ không là của anh. Bạn gái của anh chỉ biết so lớn tiếng với anh, mắng thô tục, đi an ủi người đàn ông thất tình khác. Yêu đến chết thảm, tóm lại là anh xấu số. Nhưng mà bạn tốt nên so với anh may mắn. Trước anh hỏi người phụ nữ kia, cậu ái tĩnh thật là keo léo hơn nhiều. Uống hai miệng cà phê hương nồng mới phân chấn tinh thần, phó kính xương mới mở miệng. Gần đây như thế nào, cái gì gần đây như thế nào? Hạ Phong lười biếng liếc bạn tốt một cái, điền cuồng, ai biết cậu ta đang hỏi cái gì? Tôi đương nhiên là hỏi cậu với ai tĩnh. Anh hỏi người phụ nữ khác làm gì à? Nhớ ngày đó, anh theo đuổi Duy Mỹ cũng là ai tĩnh cung cấp tình báo. Hiện tại cô ấy động tâm, anh đương nhiên muốn quan tâm rồi. Hắc, cậu biết tôi và cô ấy nói yêu thương sao? Hạ Phong hai mắt sáng lên, bộ dáng thất vọng lúc trước biến mất dùng đầu gối nghĩ cũng biết cái người này hoa hoa công tử. Đối với một người phụ nữ có hứng thú thì đương nhiên là ôm cô ấy vào lòng rồi hãy nói. Nguyên lai là nghĩ ai? Cậu có thấy qua tôi và cô ấy cùng nhau ra ngoài sao? Hạ phòng vừa vạc rã rượi hỏi. Cậu theo đuổi thất bại? Thật là không thể tin được, cư nhiên sẽ có con mồi từ trong tay hoa hoa công tử này chạy trốn. Không phải. Nghĩ như vậy thật sự quá vỗ nhục người, anh có đuổi không kịp phụ nữ sao? Hạ Phong đứng dậy, kéo lòng cả vạt, một tay dây trên chán, cặp chân dài kiêu ngạo kia ở trong phòng bước đi thong thả, bước đi thong thả, nhìn ra được anh âu lo. Rốt cuộc là thế nào? Có thể đem tổng giám đốc phong lưu làm cho chật vật như vậy, quả nhiên không phải người bình thường, vào kính dương mở mắt lớn, càng thêm tò mò. Chính là... Thôi, tìm người thương lượng dù sao vẫn tốt so với để chính mình duy trì lo lắng. Hạ Phong đi tới bên cạnh bạn tốt, đặt mông ngồi xuống, bắt đầu nói chi tiết về chuyện hai người luôn luôn ngẫu nhiên, không có biện pháp ở bên ngoài gặp mặt. Không nghĩ tới Hạ Phong là tổng giám đốc cao quý, cũng có thời điểm bị phụ nữ ghét bỏ. Phó Kinh Dương nghe được chân mày nhíu lại, chống cầm. Anh nhìn chằm chằm bạn lâu năm. Hạ Phong rất tuấn tú, lông mày là lông mày, mắt lạ mắt, hình dáng đẹp như vậy, tại sao có thể có phụ nữ không thích đây? Cậu cảm thấy như thế nào? Hạ Phong nhìn chằm chằm quân sư, anh ta làm gì mà không nói chuyện? Tôi cảm thấy như vậy. Phó Kính Dương ở bên tài Hạ Phong nói ra diệu kế tuyệt hay. Hạ Phong vừa nghe vừa gật đầu. Người ta nói, sự bất khai hỷ, quan kỷ tắc loạn. Quả nhiên rất có đạo lý. Loại kiểm tra lòng của phụ nữ này Trước kia anh có thể nói ra 108 điều, nhưng sau khi đụng phải cậu ái tĩnh, anh ngay cả một điều cũng phải để cho người khác nhắc nhở. Ai, thật thảm, thật quá thảm. 6 giờ tối, cậu ái tĩnh đi từ công ty đi ra. Chiếc xe thể thao mở bạc của Hạ Phong liền dừng ở lề đường bên ngoài tòa nhà, tất cả người đi ngang qua đều sẽ hướng nơi đó nhìn lâu hơn một chút. Sang mặt ái tĩnh biến hóa, vội vàng xài bước chạy đến bên xe, Thế nào nhanh như vậy đã đến? Anh mới gọi điện thoại hẹn nửa giờ sau mới tới cơ mà. Đói bụng. Hơn nữa hôm nay có một bữa tiệc, cho nên chạy nhanh tới đón em. Hạ phòng bên giải thích, bên thay yêu tĩnh mở cửa xó. Bữa tiệc, ái tĩnh nâng cao âm cuối, trên mặt tràn đầy biểu tình không dám tin. Mấy người bạn anh biết, lúc ở nước ngoài làm buổi party nhỏ bên bờ biển, muốn chờ suốt đêm. Hạ phòng nhanh chóng đem xe lái đi. Không được hôm nay em mặc đồ công sở. Lúc này ai tĩnh mới buông lỏng tâm tình. Hoàn hảo không phải là mấy buổi tiệc giao lưu thương nghiệp gì. Cô cũng không muốn ở nơi nào cùng Duy Mỹ, Trần Khả ôn nhu mở tiệc gặp bạn bè cũ nữa. Cho nên, anh mới chạy nhanh tới đón em, đem em đi mua trang phục phù hợp. Hạ Phong nghiêm túc bày tỏ. Cũng tốt. Trần chờ nửa ngày, ai tĩnh mới gật đầu, không có nói mình về nhà thay quần áo là được bởi vì hôm nay quá bận rộn, không có thời gian nói chuyện với Duy Mỹ nên cũng không biết hôm nay họ có kế hoạch gì. Ngộ nhỡ họ không có cùng bạn trai hẹn hò, toàn bộ đều ở nhà xem HBO, ăn gà chiên. Lúc Hạ Phòng đem cô trở về thay quần áo, chuyện cô có bạn trai không phải bị biết sao? Khóe mắt Hạ Phòng liếc về hướng khuôn mặt tâm sự nặng nề của ai tĩnh. Dựa vào giác quan thứ sáu của đàn ông, anh có thể xác định Người phụ nữ của anh thật sự không muốn cùng anh tham dự bữa tiệc công cộng này. Mặc dù không có con số thống kê nói rõ ràng giác quan từ xấu của đàn ông có đúng hay không, nhưng lần này trở lại, anh có thể kết luận tuyệt đối chính xác. Nhất định phải ăn mặc như vậy sao? Ái tĩnh dịu mặt, mặc lễ phục trói mắt, tự rỡ từ phòng thử quần áo đi ra, kháng nghị với Hạ Phong. Em mặc như thế rất đẹp mắt, Hạ Phong đang cùng phụ tá nói chuyện điện thoại quay đầu lại, thấy ái tĩnh xinh đẹp bộ dáng, ánh mắt sáng lên. Lần đầu tiên gặp mặt, cô cũng dùng bộ dáng khiêu gợi như thế chiếm đoạt tim của anh. Cũng chỉ là bữa tiệc nhỏ, ái tĩnh ục ục kêu la, vạn phần khó chịu. Cô chính là không thích mặc cái này loại lễ phục hở hang, chẳng những không thể mặc áo ngực, còn vải vóc mềm mại, vô cùng vừa người, chỉ cần không cẩn thận sẽ giả ánh sáng đáng chết cực kỳ hơn nữa cô còn phải đi giải cao gót cùng mới có thể làm cho tạo hình toàn thân hoàn mỹ hơn nhưng mặc loại lễ phục này đi giải cao gót sẽ làm cô run sợ trong lòng ngộ nhỡ té ngã đó cũng không phải là chuyện đùa chắc chắn thể diện vứt hết xuống Thái Bình Dương mà từ ánh mắt tán thưởng của Hạ Phong cô biết anh thích cô ăn mặc như vậy cô nhớ tới lần gặp mặt kia cô cũng ăn mặc như vậy thôi một bữa tiệc nhỏ anh cũng muốn biến thành như vậy Vậy thì cứ như thế đi Dù sao đi nữa Anh hiểu được So với đổi trang sức anh đưa cho bạn gái trước Thì bộ lễ phục này cũng rẻ hơn nhiều Ái tĩnh không cho phép Trong lòng mình có ý tưởng ăn dấm chua Để tay ở trên cánh tay của Hạ Phong Anh đã hài lòng Vậy chúng ta xuất phát thôi Wow Anh từ đâu kiếm được mỹ nhân như thế hả Hai người vừa mới bước vào hội trường nhiều người đàn ông liền xông tới, sau đó chính là hướng về phía bả vai Hạ Phong vỗ một cách mãnh liệt. Nụ cười trên mặt ái tĩnh cứng ngắc, bước chân từ từ, rời khỏi tâm điểm bị bao vây. Hội trưởng bữa tiệc trang trí bằng băng gấm, bóng bay cùng hoa hồng, cảm giác lãng mạn, lịch sự tào nhã, cô không biết phong cách buổi tiệc của người có tiền đều như vậy, khó trách Hạ Phong muốn dẫn cô đến cửa hàng cao cấp mua quần áo. Mặc dù cô không biết bạn bè của Hạ Phong, nhưng cô biết trên bàn ăn nguyên liệu tốt. Đến trước bàn ăn, bảo ngư, tôm hùm, thịt dê nướng, trứng cá muối, vân vân. Ừ, thật tốt quá, đều là thức ăn cao cấp. Lần này tạm thời bị gọi tới, còn ăn mặc và diễn như vậy, cuối cùng cũng có một chút thu hoạch nhỏ. Ái tĩnh cầm lên đĩa, tính toán chặn mấy món ăn ngon đến bên cạnh, vui vẻ ăn. Cậu ái tĩnh, một giọng nói giống như đã từng quen biết vang lên ở sau tai của cô. "Cậu đáng chết rồi." Thanh âm cắn răng nghiến lợi mềm mại vang lên. "Cậu tốt nhất có lý do thật tốt tại sao cậu và tổng giám đốc tập đoàn Hạ Thị cùng xuất hiện." "Các cậu cũng ở nơi đây sao?" Ái Tĩnh cười khan, ngẩng đầu lên. "Thế giới này thật là nhỏ." Ở trường hợp này, còn có người dùng giọng nói cắn răng nghiến lợi nói với cô sẽ không có người khác chính là các bạn tốt của cô. Mấy người kia không giải thích được, nhận được giã nhân là bạn trai, cũng là để cho cô chế nhạo bạn tốt thật ở trên lầu website bát quái. Thật sự là trùng hợp. Có câu nói, Sơn Thủy hữu tương phùng, thật đúng là không sai, không nghĩ tới cô hết sức phủi sạch, tránh cùng hạ phòng đến công cộng, bữa tiệc cao cấp với nhau, kết quả lại gặp được họ ở loại party cá nhân này. Cô còn có thể nói cái gì đó, chỉ có thể nói người có tiền gặp mặt mọi người chạy tới bảo đi không chạm mặt cũng rất khó khăn chỉ là một lần liền gặp phải ba vận khí của cô cũng không khỏi thật tốt quá chứ mình nói lần này chủ bút của báo lá cải nên đổi người rồi chứ chân khả đẩy đẩy cánh tay ái tĩnh thay đổi người làm gì ái tĩnh than thở mình sợ cậu sẽ xấu hổ với bát quái của chính mình mình giúp cậu viết bài trân khả cười hì hì nói cô viết văn anh văn rất nhiều viết văn trung văn cũng cũng rất tuyệt đảm bảo ở trên người cô không thành vấn đề thật là cảm ơn cậu rồi cô thật là nhớ chết mình có thể viết về tổng giám đốc hạ hướng duy mỹ cũng trả sát tay nhào nhào muốn thử có phó kinh dương làm bạn trai lần này có giá trị nhất rồi không có yêu sách của anh ấy cô còn không biết ái tĩnh và hạ phong đang kết giao lần này là mọi người cùng nhau bắt bớ bọn họ hắc hắc tạp chí kinh tế vừa mới phỏng vấn anh ấy duy mỹ không cần lo lắng ái tĩnh cười khan không dứt cậu dám không mình độc quyền hướng duy mỹ trợn to mắt ác bá nhìn ái tĩnh không dám không dám ái tĩnh chỉ cảm thấy rất muốn khóc mọi người xem trước mặt đến nói đỡ ôn nhu dùng giọng nói kiểu kiểu non nớt nhắc nhở mọi người mọi người mặc dù không giải thích được nhưng vẫn là phối hợp ngẩng đầu mỉm cười mấy người các cô cứ như vậy bị máy ảnh chụp hình lại tiểu nhu cậu đây là ái tĩnh có dự cảm không tốt thật vất vả ở chỗ này gặp phải mình nhờ phục vụ giúp chúng ta chụp chung chờ một chút còn phải chụp cậu và hạ tổng đấy đỡ ôn nhu thật vui vẻ ồ oh, anh ấy đang nói chuyện cùng bạn bè không rảnh đâu ái tĩnh vội vàng nói cho cô ấy biết mình đã vừa mới hỏi anh ấy rồi Anh ấy nói xong cũng được Còn nói mặc kệ lúc nào cũng có thể Đỡ ôn nhu cười đến điểm đạm Cậu thật là quá lo lắng rồi Ai tĩnh quả thực là khóc không ra nước mắt Sẽ không á Khó có khi cậu tiêu thụ ra ngoài được Mình thỉnh thoảng lo lắng một chút Cũng sẽ không sao Đỡ ôn nhu đáp trả tinh ranh Vì chờ đợi một màn này Họ đã chuẩn bị rất lâu rồi Như thế nào Thích thú sao hạ phong bưng một ly rượu tới đưa đến trước mặt ái tĩnh mà ái tĩnh đang bị mọi người khai thác bí mật cũng không quản mọi việc tất cả đều uống vào bụng cô không điếm xỉa đến rồi hạ phong tác phong nhanh nhẹn đứng ở bên cạnh cô lấy thái độ bạn trai tốt nhất thân mật che chở cho cô ở đây sẽ không ai tin tưởng bọn họ không phải người yêu tình huống như vậy khiến ái tĩnh có miệng khó trả lời kế hoạch trong tình yêu của cô không phải như thế Cô cho là sẽ rất đơn giản Đơn giản bắt đầu Duyên tận liền kết thúc Không cần công bố cũng không có chúc phúc Thật là muốn hôn em Giọng nói khàn khàn cắt đứt suy nghĩ của cô Anh không cho cô thất thần Ở trước mặt của anh Dưới ánh đèn u ám mập mờ Hạ Phong ôm hông của ái tĩnh Mỉm cười Gương mặt tuấn tú ngày càng tà khí Mùi của anh nhẹ nhàng vẽ qua viền tai của người yêu Khiến cho cô khẽ rùn rẩy không được, mọi người đang ở đây. Cô một bên cự tuyệt, một bên phối hợp kêu vũ với bước chân của Hạ Phong. Tiểu tĩnh, mặc dù mới mấy giờ trước, nhưng anh vẫn rất nhớ bộ dạng của em trên xe. Tất 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 cả, làm cho anh không cách nào tự kiềm chế mà nghĩ tới. Anh kể lại cho cô nhớ tới triển miên ở trên xe. Hạ Phong đối với cô tùy thời cũng nhiệt tình như lửa. Em bảo anh không nên nói nữa, anh nghe không hiểu quốc ngữ à? Ái tĩnh ụ ụ kêu la, lấy tay che môi của Hạ Phong, ngăn cản anh ta nói ra nhiều lời mắc cỡ hơn. Đối mặt chiều đùa trắng trợn của tỉnh nhân, lòng của ái tĩnh đều bị vứt đi ngoài chín tầng mây, tỉnh lại đem toàn bộ tinh thần ứng phó với anh. Bên môi Hạ Phong lộ ra một nụ cười tà ác. Hạ Phong không nói lời nào, cư nhiên làm ra hành động so với lời của anh còn tà ác gấp trăm lần, khiến trực giác ái tĩnh lui về phía sau. Quá mức hốt hoảng cô căn bản quên cái đại sảnh thật ra thì cũng không thật sự rộng lớn. Trọng tâm không vững, thân thể liền ngã về hướng phía ban công. Cô không nhịn được thét giói tay. Hạ Phong kịp thời đưa tay ra, nắm ở hông của tỉnh nhân, thuận thế đem khuyên đảo cô kéo về sau ngực. Quá trình nguy hiểm khiến sắc mặt ái tĩnh trắng bệch. Buông em ra. Tại sao? Hạ Phong hỏi thẳng thừng, một tay thật chặt nắm cả hông của bạn gái, lúc này hai người cũng đã đi tới ban công tay ải tĩnh trở thành mục tiêu môi lưỡi hạ phòng tả ác xâm phạm vị anh vững vàng nắm chặt cố định ở trên môi tí bỉ thưởng thức cô chợt kinh hồn vừa thẹn vừa tức cũng không dám làm ra hành động động tác phản kháng tương đối lớn bởi vì ban công và đại sảnh chỉ cách nhau vẹn vẹn có một cái cửa sổ sát đất và rèm màu đậm nặng nề dày cộm còn rất nhiều người vẫn còn ở bên trong phòng khách đi lại giai điệu du dương không hoàn toàn từ bên trong chuyển tới. Ngăn cách yếu kém và không an toàn như vậy, chỉ cần có bất kỳ một tiếng động nào cũng sẽ khiến mọi người bên trong chú ý. Thật sự quá tệ. Ái tĩnh ngẩng đầu, chống lại ánh mắt đùa dài của Hạ Phong. Trong nháy mắt, cô giác ngộ bất kể mình nói gì đều vô dụng. Hạ Phong căn bản là cố ý khi dễ cô, không muốn công khai lỏng của anh. Đều là người quen, bị nhìn thế thì thế nào, Hạ Phong nhún nhún vai, cô chính là giận anh một bộ dáng cợt nhả, trời sập xuống đều có người chống đỡ, nhưng cô lại không thể làm gì. Sau đó bọn họ rời giường rửa mặt trước, về phần tỏ tình, tối nay tốt lắm, anh tuyệt đối sẽ làm cho cô hiểu được tâm ý của anh đấy. Ai tĩnh một bên xem tivi, một bên uống sữa tươi thập cẩm lúa mạch và hoa quả. Tiểu thư, em không phải kêu đói bụng sao, ăn hamburger trước chứ đợi lát nữa anh lại mang em ra ngoài ăn bữa tiệc lớn. Hạ Phong thức ăn đẩy tới trước mặt, ái tĩnh dặn dò cô nhiều, ăn nhiều một chút. Cái này đơn giản là bữa ăn sáng là chính bản thân anh làm cho. Nơi này là biệt thự của bạn anh, chỉ có ngày nghỉ hoặc làm party thì mới có nhiều người. Cho nên cũng không có người làm ở nơi này, chỉ là trong tủ lạnh có một chút thức ăn, cho nên bọn họ hiện tại mới có thể, đều có thể đói. Em có sữa tươi cùng bánh bích quy là tốt. Ai tĩnh chỉ về phía mình ở phòng bếp trùng trùng điệp điệp lấy lấy. Thật vất vả làm ra bánh bích quy trái cây phô mai. Chỉ ăn cái này thôi à? Hạ Phong nhướng mi suy nghĩ hồi lâu. Đáng chết, em muốn giảm cân. Bình gâu. Ai tĩnh quyết định xem kênh quốc hương xem kỹ. Nhìn người ta ở hoang đảo cần cụ tiết kiệm vượt qua một tháng như thế nào. Cô mới không cần nhịn thức ăn ngon đâu rồi, ngộ nhỡ thầy đại bụng vậy thì thảm ăn cơm không nên nhìn tivi hạ phòng đoạt lấy điều khiển tivi tắt tivi tức giận làm gì mà dữ dội như vậy anh thật là kỳ quái kêu đói chính là em ăn không có vài ngụp cũng chính là em trọng điểm là không có để anh và trong mắt ở bên cạnh anh lại dám xem tivi cái người phụ nữ đáng giận này không có người phụ nữ nào dám đối với anh như vậy đấy tối hôm qua ăn nhiều quá em sợ lại ăn nữa sẽ biến thành heo mập thật là làm gì vừa tỉnh lại hỏa khí lớn như vậy anh có tức giận khi rời giường phải hay không vậy vợ anh đáng thương ái tĩnh ở trong lòng nhắc đi nhắc lại nhưng nhìn thấy sắc mặt người đàn ông không tốt cô cũng thông minh không mở miệng tránh cho gặp phải bão lớn vậy thì có cái gì quan hệ em trở nên béo là vinh quang của anh bày tỏ anh nuôi rất tốt hạ phong xem thường chỉ ăn ít đồ, gầy đến da bọc xương, phụ nữ xem ra đáng sợ nhất. Anh mới không muốn ôm ván giặt đồ. Mới không cần. Ái Tĩnh bĩu môi, công khai cự tuyệt. Tại sao? Em không muốn gả cho anh sao? Hạ Phong một tay kéo người yêu, thuận tiện liếm sạch sữa tươi bên môi cô. Gả cho anh á? Ái Tĩnh nghiêng đầu, ánh mắt quái dị nhìn người đàn ông trước mặt. Thế nào? Em không muốn gả. Hạ Phong quyết định nói ráng ra anh muốn biết vị trí của mình trong lòng cô gái anh yêu mến là như thế nào em cũng không muốn nhiều như vậy ái tĩnh giả vờ khúc khích tính nhanh chóng lờ vấn đề của anh vậy bây giờ nghĩ đi người đàn ông sao có thể để cho cô trốn tránh chứ hạ phòng cũng cười đất quái dị bướng bỉnh mà nháy mắt mãnh liệt đối với tỉnh nhân đầu quá nhỏ không nghĩ ra được ái tĩnh dứt khoát sở trả vô lại em không muốn anh liền trực tiếp mang em đi cục dân chính công chứng kết hôn. Đem người phụ nữ áp đảo trên ghế sofa, hai người bốn mắt nhìn nhau, anh dùng giọng nói kiên định tuyên cáo quyết tâm của mình. Ái tĩnh kinh ngạc đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt, giống như chưa từng thấy qua hạ phong như vậy. Thế nào? Bị nhìn lâu cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng, huống chi ánh mắt của cô không giống tán thưởng, cũng không vui sướng khi được cậu hôn. Anh cho là nghe được anh cậu hôn, ái tĩnh sẽ thật cao hứng bởi vì cô không hề giống những cô gái lúc trước anh qua lại có ý tưởng vui đùa một chút đối với tình yêu hoặc là những cô gái kia hám tiền muốn mượn hôn nhân để đến với anh đảo được nhiều tiền hơn ái tĩnh là một cô gái có ý tưởng rất kỳ lạ so với đối tượng anh gặp gỡ trong quá khứ phải rất khác cũng khơi lên dục vọng chinh phục trong anh nói đơn giản anh yêu cô ở trong đoạn hôn nhân thứ nhất ngại lâm vì bởi vì mang thai con của anh anh mới kết hôn cũng bởi vì môn đăng hộ đối cho nên anh và người nhà nhắc tới chuyện kết hôn cũng không có trở ngại quá lớn nhưng cảm giác anh là bị đứa trẻ đẩy vào trong hôn nhân thái quá chính là kết hôn không bao lâu khi anh ra nước ngoài lúc khả lâm gọi điện thoại nói cho anh biết bác sĩ nói trong bụng của cô là phôi thai dị dạng tốt nhất không cận sinh cô và cha mẹ của cô cũng đi bên viện, đem con lấy xuống. Vì vậy, người của hạ gia từ đầu tới đuôi đều không xác định ngã lâm có mang thai thật hay không. Cũng bởi vì chuyện này, bà nội anh giận đến bỏ ra nước ngoài, tuyên bố chỉ cần đứa cháu dâu này ở nhà, bà tuyệt đối không trở về Đài Loan. Mặc dù anh cũng không phải bởi vì chuyện này mới ly hôn với ngã lâm, chỉ là sau khi ly hôn, anh cũng không còn xin lão nhân gia ở Thụy Sĩ trở lại. Không khí ở Thụy Sĩ rất tốt, hoàn cảnh thanh nhã, rất thích hợp cho lão nhân gia ở. Đài Loan quá ồn ào, không khí lại ẩm ướt, đối với lão nhân gia cũng không tốt. Sau khi lão nhân gia rời đi, đại sạch hạn gia trở nên rất yên tĩnh, mặc dù anh cũng không nhạn rỗi, nhưng trong lòng cũng có cảm thấy có chút tịch mịch. Anh thường nghĩ, nếu như kết hôn cùng cô gái có cá tính thích hợp, cuộc sống gia đình của anh sẽ hòa thuận vui vẻ một chút hay không? Có lẽ còn có thể đem lão nhân ra trở về. Mà cô gái trước mắt hoàn toàn có khí chất của người vợ, ra tay của cô, anh có thể nghĩ đến dạng lúc về già của bọn họ, cảm giác hạnh phúc liền dâng lên. Đây không giống như lời anh sẽ nói, ái tĩnh nhàn nhạt, nhạt bình luận. Đối với việc hạ phong cầu hôn, cô cũng không có rất vui vẻ. Thật cũng không bởi vì lúc học cao trung bị người đàn ông này đùa dẫn mà muốn trở về báo thù. Hiện tại cùng anh lui tới là bởi vì cô muốn cùng anh nói yêu thương, muốn hưởng thụ không khí khi yêu. Cô thừa nhận mình vẫn rất thích anh, nhưng là Hạ Phong tưởng khiến cô bị tổn thương nặng nề. Cô không cho là người đàn ông này sẽ vì cô dừng lại như vậy. Cô cũng không hy vọng xa vời rằng anh sẽ dừng bước lại. Cô chỉ hy vọng là một đám mây đã từng thổi qua bên cạnh anh, vậy thì đủ rồi. Cô không có nghĩ qua sẽ dắt tay với ai cả đời, nhất là người đàn ông trước mặt. Cô tuyệt đối sẽ không cùng anh kết hôn, tuyệt đối sẽ không. Hiện tại anh nói xong rồi, em suy nghĩ thử xem. Hạ Phong kiên nhẫn. hôn nhân đại sự nhá, em muốn được suy nghĩ thật lâu đấy. Ai tĩnh cười tủm tỉm, không trả lời thẳng sau đó hôn lên môi mỏng khiêu gợi của Hạ Phong, không hề để cho anh nói chuyện nữa. Ăn xong bữa ăn đơn giản, Hạ Phong cùng Ái Tĩnh đến trung tâm thương mại đi mua sắm. Đi qua cửa hàng chăn màn cối đệm, thấy mấy bộ màu sắc và hoa văn mới mẻ độc đáo, ga trải giường làm bằng vải bông nguyên chất, Hạ Phong không khỏi dừng bước lại, kéo tỉnh nhân vào cửa hàng tham quan. Em cảm thấy bộ ga trải giường hoa hồng kia như thế nào? Hạ Phong nhìn rất chuyên chú Cũng không tệ lắm, rất đẹp Ái tĩnh gật đầu Tuy bộ ga trải giường kia là hoa văn hoa hồng Lại dùng đường cong đơn giản vẽ ra Đặc biệt trang nhã Vậy thì quyết định cái này đi Người đàn ông bàn bàn ngón tay Muốn bày tỏ ý muốn mua với người bán hàng Đảng tốt đẹp Chăn ga gối đệm làm gì Ái tĩnh liền vội vàng kéo cánh tay tỉnh nhân Không hiểu tại sao Hỏi xong ý kiến của cô sẽ phải mua đồ Hôm nay Hạ Phong không bình thường, mấy giờ trước còn cầu hôn với cô, thật đúng là bệnh thần kinh. Trước tiên cô phải khai thông rõ ràng với anh mới được. Hai người đi tới ngoài cửa hàng, Hạ Phong mới giải thích, đã chuẩn bị kết hôn, anh đương nhiên là muốn mua đồ dùng cho chúng ta rồi. Anh, em nói em còn đang suy nghĩ cơ mà. Anh quả nhiên còn đang suy nghĩ chuyện này, anh còn chưa hết hy vọng à? trên sàn ái tĩnh hiện lên một hàng hắc tuyến hạ phòng cũng mặc kệ cô nghĩ như thế nào đã đã có suy nghĩ vậy thì bày tỏ cô cũng không bài xích chỉ là không muốn kết hôn bây giờ mua đồ chuẩn bị trước cũng được anh muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem giấc mộng về ngôi nhà chung của hai người tạo dựng nên không có nhanh như vậy đang lúc ái tĩnh không biết nên làm thế nào với người đàn ông nóng vội này thì một tiếng kinh hô của phụ nữ chuyển đến từ phía sau bọn họ. Hạ Phong, là Hạ Phong sao? Nghe được âm thanh khản khàn, Hạ Phong không hề tưởng dự cảm. Anh nhíu mày, nhanh chóng xoay người. Ngải Lâm, cô lại trở về rồi. Cái gì gọi là em lại trở về rồi? Em nhớ anh không được sao? Thành âm Ngải Lâm tràn đầy sức sống. Cô nhảy đến trước mặt Hạ Phong, hai tay ôm chặt cổ của anh, nhiệt tình hôn, dấu son môi màu đỏ trong xốc lát liền in lên gỏ má tuần mỹ của người đàn ông đáng chết vợ trước đã ly hôn lại vẫn đối với anh nhiệt tình như lửa điều này làm cho hạ phong vô phúc hưởng thụ anh gần đây thế nào sao đối với người ta lạnh lùng như vậy ngải lâm cũng mặc kệ hạ phong bên cạnh còn có phụ nữ tiếp tục quần lấy anh thể hiện sức quyến rũ cô buông tay hạ phong không chịu nổi bạch tụ dính trên người dụng hết toàn lực muốn đem tay người phụ nữ ở trên người bỏ xuống. Trước kia anh vẫn rất yêu thích, em hôn anh như vậy mà. Thế nào không có mấy ngày cũng không thích. Ngại lầm nũng nịu oán giận, mặc áo cổ thấp bó sát người, ra sức dính trên người hạ phong. Hai người bọn họ đứng ở cùng một chỗ, xác thực tương đối khá đẹp đôi. Ái tĩnh đứng ngựa bên đường, nhìn hạ phong bị người phụ nữ ôm chặt không thả, trong lòng yên lặng bình xét khuôn mặt thanh lệ không có nửa phần dao động đáng chết cô đừng dính chặt như vậy hạ phòng tức điên rồi hôm nay là ngày anh thổ lộ với ái tĩnh tại sao lúc này ngài lâm chạy đến tham gia náo nhiệt làm gì anh nghĩ đến ái tĩnh hiểu hết hiểu biết anh hoàn toàn quyết tâm không nghĩ tới sẽ chạy ra chỉnh dạo kim này đáng chết bà tám rốt cuộc muốn thế nào cô tá rốt cuộc có nhớ bọn họ đã ly hôn hay không anh nên ra tòa án xin lệnh cách ly, yêu cầu ngại lâm cách xa anh 2 mét sau. Trời đánh, cô ta nhất định phải phá hư hạnh phúc của anh như vậy sao? Vừa rồi em là có ý gì? Thật vất vả hất ra ngại lâm đang cuốn quyết chặt lấy, Hạ Phong nắm chặt cánh tay tỉnh nhân, hai người vọt đến ngõ hẻm không người nào lui tới. Cái gì là có ý gì? Ái tĩnh không hiểu. Em xem, anh bị người phụ nữ kia ôm, tại sao lại không giúp anh giải vây? em coi như tức giận cũng tốt tại sao lại cũng không có phản ứng hạ phòng lửa giận lên cao anh đối với cô thổ lộ đến nước này còn kém là không có tự mình đến nhà cô cầu hôn cô cư nhiên một chút cảm động cũng không có anh bị người phụ nữ khác quấy dày cô cũng thở thở ơ ơ em cảm thấy được cô ấy là bạn gái trước của anh hoặc là càng thân mật cô ấy muốn nói chuyện với anh nên em muốn giữ vững phòng độ mới không thất lễ ái tĩnh bình thản trả lời đối với tỉnh địch đột nhiên xuất hiện cũng không có quá nhiều ý kiến em không phải yêu thích anh sao chưa từng thấy qua loại phụ nữ này hạ phong lúc này coi như là lãnh giáo thích á nếu không làm sao sẽ lên giường với anh vậy em nên phản ứng hơn lần đầu tiên cuộc phụ nữ tranh chấp nặng nhẹ hạ phong có chút không biết diễn đạt hơn như thế nào ái tĩnh bền mồi lộ ra nụ cười Đáng chết, em dám dĩu cợt anh. Hạ Phong tức điên lên, không nghĩ tới anh đường đường một hoa hoa công tử sẽ cùng bạn gái sao đo ghen người nên phải có phản ứng gì. Em không có, chẳng lẽ anh muốn nhìn hai người phụ nữ nên đánh nhau ngoài đường phố mới cao hứng sao? Ái tĩnh hỏi ngược lại. Dĩ nhiên không phải, anh ghét triết lý của phụ nữ. Vậy được rồi, em cũng không muốn làm loại phụ nữ này, cho nên em yên lặng xem hai người ôn chuyện đó không phải là rất tốt ái tĩnh chẳng mắt lóe ra ánh sáng cơ chí em nhìn người phụ nữ yêu mến hạ phong bị chặn một câu đều không nói ra được hiện tại đến cùng là như thế nào quá khứ anh ghét phụ nữ vì anh đánh mất lý trí hiện tại người phụ nữ trước mặt này hợp lý tưởng của anh thiếu hụt những phản ứng kia quá thế nhưng anh lại không có thói quen hạ phong bắt đầu chán ghét mình ai phản ứng của cô ấy thật bình tĩnh, nói không cần chọn khăn trải giường sớm. Hạ Phong hướng về phía điện thoại, ủ rũ trần thuật. Bên đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng kinh hô. Làm sao có thể? Phụ nữ đối với đề tài kết hôn này rất nhạy cảm đó. Thế nào không thể nào? Phương pháp của quân sư quạt mo vô dụng sẽ không làm. Cần gì không thừa nhận thất bại, còn lớn hơn kinh sợ tiểu quái, thảm hại hơn chính là ở giữa còn chạy ra ngải lâm làm xáo trột. ái tĩnh cũng làm như không có chuyện gì xảy ra anh hoài nghi bọn họ căn bản không đang nói yêu tất cả tất cả cũng chỉ là áo giác của anh mà thôi cậu thảm rồi cô ấy có thể chỉ đem cậu làm bạn bè mà không phải là đối tượng kết hôn thật là hòa hòa công tử lần này là ngựa mất móng rồi không thể nào khi lên giường với tôi cô ấy là xử nữ chưa tưởng nghe qua sự nữ tìm bạn bè đấy. Nếu như nói Ngại Lâm tìm bạn bè, anh còn tin tưởng. Vậy cậu tự nói xem, tại sao cô ấy không muốn kết hôn với cậu? Xảo biện phải hay không? Vậy tự mình nói lý do thôi. Cô ấy yêu tôi không có bằng tôi yêu cô ấy sâu như vậy. Đây là Hạ Phong mô phỏng nghĩ ra tới kết luận, tàn nhẫn khiến anh buồn bực đến về nhà. Tất cả phụ nữ đều thích anh, chỉ có cầu ái tĩnh không đủ yêu anh Cô tùy thời có thể nắm giữ hành tung của anh Mà anh không thể Cô nghĩ tắt điện thoại di động liền tắt điện thoại di động Không cùng anh ước hẹn Cũng không cùng anh ước hẹn Ở trong tình yêu Là cô có tự do vô hạn Ừ thật thảm Không nghĩ tới hoa hoa công tử Cũng có ngày này Tôi cũng cảm thấy như vậy Đây coi như là báo ứng sao Hạ phong bên môi là nụ cười khổ sở ngồi ở trước quầy rượu, Hạ Phong gọi phục vụ, rót giúp anh một ly rượu. Khoản khoản, hiện tại giá rượu rất nghiêm, cậu cũng không nên uống quá nhiều. Bên đầu điện thoại kia cảm thấy có cái gì không đúng, vội vàng dặn dò. Biết rồi, chờ một chút ngồi taxi về nhà không phải được sao, cho anh là đầu heo sao. Cần tôi đi qua cùng cậu uống không? Bạn tốt không phải làm giả, hoạn nạn thấy chân tình. Không cần. Hạ Phong trực tiếp cự tuyệt, loại thời điểm buồn bực này ai anh cũng không muốn gặp chỉ có rượu mới là bạn tốt của anh cạn chén á tiểu tĩnh mình cảm thấy được người đàn ông của cậu thiếu dạy dỗ đỡ ôn nhu cột bím tóc mặc áo ngủ chuột mít cây ôm tạp chí đang xem tập ảnh chạy đến bên cạnh ái tĩnh nói thế nào ái tĩnh uống một ngụm trà tiếp tục nhìn chăm chăm tivi này Điều này cũng rất quan trọng Cậu phải nghiêm túc Cùng mình thảo luận Vẫn còn xem tivi Anh ta muốn chạy mất đó Đỡ ôn nhu tức giận Cầm điều khiển tivi Tắt tivi Dày Đáng diễn đặc sắc Ai thỉnh kêu oa oa Nhưng đỡ ôn nhu cũng không đem điều khiển tivi trả cho cô Buồn ngủ Hai người các cậu ở phòng khách ẩm ý cái gì Trần Khả nghe được phòng khách có tiếng kêu gào Vội vàng chạy đến tham gia náo nhiệt các cậu nhìn đỡ ôn nhu hiến vật quý giống như nhau đồng thời xem tạp chí số mới nhất ra bên trong báo viết tình huống tổng giám đốc tập đoàn hạ thị đang hẹn hò lại còn cùng một nữ minh tinh ra vào khách sạn hòa tầm đại củ cải chân khả đạt đến chán ghét phê bình anh ấy trước kia cũng như vậy có cái gì ly kỳ mình sớm thấy nhưng không thể trách rồi ai tĩnh để đẩy mắt kiếng đối với tình huống này cũng không lưu tâm. Anh ta cũng là bạn trai của cậu, cậu phải quản lý, đỡ ô nhu xem thường. Mặc dù bên ngoài xã giao không thể miễn, anh ta cũng phải bận tâm cảm thụ của cậu, không thể để cho những hình này lại lưu truyền bên ngoài chứ. Đánh răng xong, hướng duy Mỹ cũng chạy đến. Trên thực tế, cô ở chỗ phó kính dương liền nhìn thấy bài báo này, anh ấy còn đặc biệt xem tạp chí nhận được dấu vào góc nhưng kỳ lạ, là vẫn bị cô nhìn thấy cũng không biết lúc nào sẽ chia tay quản anh ấy khi gió nhiều như vậy làm gì ái tĩnh lời nói ra mà không làm cho người ta kinh ngạc thì chết cũng không ngừng thái độ của cô đối với mọi cử động của hạ phong ở bên ngoài là không nhìn không nghe không liên quan chuyện của cô cậu như vậy bà người phụ nữ trợn tròn mắt không nghĩ tới ái tĩnh lại nói yêu thương là như vậy có trách hạ phong to gan như vậy không có dao mình muốn đi ngủ ái tĩnh không muốn bàn lại để gối ôm xuống nhanh chóng đi khỏi phòng khách cô không muốn thấy dáng vẻ kinh ngạc của chị em tốt ban đầu cô cũng biết hạ phòng nhất định sẽ có người phụ nữ khác đấy cũng là nguyên nhân chủ yếu cô không chịu công khai tình yêu hiện tại nhìn tấm hình tạp chí bát quái cô cũng bị lưu lụy thành đối tượng thảo luận còn phải chịu đựng ánh mắt thương hại của mọi người Ai? Ngày mai thật không muốn đi làm. Anh... Ái tĩnh ngừng mắt nhìn Hạ Phong. Như thế nào? Người đàn ông bình tĩnh nhìn bạn gái, trong lòng lại vui mừng chờ bão táp sắp tới. Tại sao còn phải hẹn em ra ngoài? Ái tĩnh khẽ nhíu mày, không hiểu. Tại sao không? Anh mới phát hiện nhà hàng ăn ngon sẽ dẫn em tới đó thưởng thức. Anh còn đặc biệt đem cả nhà hàng đều bao hết rồi, chờ ái tĩnh hùng hằng phát tiết xong nhà hàng sẽ để nhạc công trình diễn tại chỗ mà anh sẽ ở phía sau gió êm sóng lặng lấy ra bó hoa cùng nhẫn kim cương tại chỗ hướng ái tĩnh cầu hôn anh sẽ cam kết với ái tĩnh cười xong tuyệt đối không trăng hoa bởi vì sự xuất hiện của cô đã khiến anh đang chìm đắm trong tình yêu chỉ cần cô nguyện ý gả cho anh anh nhất định không hề cùng những người phụ nữ khác xuất hiện ở nơi công cộng nữa trong lòng hạ phong hiện lên đủ loại hình ảnh lãng mạn phô trường khiến phụ nữ vui vẻ mà em cho là chúng ta đã xong rồi căn bản không cần trở lại những chỗ tiêu tiền này ai tĩnh em ái bày tỏ gì anh chuyên tâm tưởng tượng cũng không có lời kịch này hạ phong kinh ngạc nhìn chằm chằm gương mặt thanh lệ của bạn gái anh không phải là đối với em không có hứng thú sao vậy thì anh cảm thấy chưa nói rõ ràng liền chia tay rất không đúng mới tìm em ra ngoài ăn một bữa, thuận tiện nói sao? Ái tĩnh cắt một miếng thức ăn nhỏ bỏ vào trong miệng. Ừ, thịt bò rất mềm, ăn siêu cấp ngon. Cô cảm thấy sau khi trưởng thành biểu hiện của Hạ Phòng coi như là thành thục. Còn dẫn cô đi ăn một bữa cơm cuối cùng, không có quang minh chính đại đem cô quên đi. Như vậy tính là rất tốt rồi. Dù sao bọn họ đều không phải là học sinh trung học cấp 2 rồi, thành người lớn rồi nên có phương thức yêu khác. Không phải, ai nói muốn chia tay hay sao? Hạ Phong nhanh tức điên, cái này không có phụ nữ thần kinh. Vì kích thích suy nghĩ chậm chạp của cô, anh mới cùng nữ minh tinh ôm ôm ấp ấp, còn bị tạp gì bắt quái chụp được hình, mà cô thế nhưng... Gì? Nhưng là em đã chuẩn bị phải chia tay xong. Ai tĩnh lúc này mới ngẩng đầu kinh ngạc, đôi mắt nhìn người đàn ông đang tức giận, anh không cần chia tay hạ phong xúc động bóp vỡ cái ly tại sao anh rất thích em cũng muốn cưới em về nhà anh sao lại chia tay với em hạ phong đã giận đến đem lá bài nói ra toàn bộ mà anh không thể nào cứ cùng một người lên giường rồi liền kết hôn ái tĩnh nói em có thể yêu cầu anh anh sẽ thay đổi hạ phong thở phì phò phản bác anh không quản được dây lưng của mình còn phải em giúp anh giữ chặt sao? Ái tĩnh không tử tế hỏi ngược lại. Em... Anh muốn thao thao bất tuyệt lại lần nữa nghẹn ở trong cổ. Đắm chìm trong bể tình mấy ngày nay để cho anh thậm chí đã quên người phụ nữ của anh vốn là ăn nói khéo léo cỡ nào. Em không muốn ăn, em muốn về nhà. Bỏ lại giao nĩa, ái tĩnh bị tình huống hỗn loạn trước mắt làm cho không có tâm tình ăn cơm. Cô phải trở về suy nghĩ một chút nên xử lý chuyện này như thế nào có lẽ cô nên hiểu rõ ràng chính là nên xử lý hạ phong như thế nào không được anh không để cho em đi áp chế cổ tay mạnh khảnh người đàn ông bá đạo nhìn chằm chằm cô không để cho cô rời đi anh ái tĩnh nhìn chằm chằm người đàn ông đang nổi điên anh lại tới hai người có quan hệ sau lần ước hẹn đầu cũng là anh mạnh như vậy vội vã ép cô liều mạng muốn dẫn cô đi ra ngoài ăn cơm em dám lãng phí của tâm ý của anh, anh liền ở chỗ này muốn em. Hạ Phong hung tợn uy hiếp, anh dám, ái tĩnh không chịu yếu thế nhìn chằm chằm anh. Em có thể thử xem, anh rốt cuộc có dám hay không? Hạ Phong nhìn chằm chằm cô, tối nay anh không đếm xỉa đến rồi, ái tĩnh phải cắn răng cũng không cử động thân thể. Hảo Hán không chịu thiệt trước mắt, cô cũng không muốn trước mặt nhiều phục vụ như vậy, chỉnh kích tình nóng bỏng. Cho nên, cô tạm thời án minh bất động trước, quyết định trước tiên đem bữa cơm này ăn xong, nhìn xem anh lại muốn giở chào quỷ gì. Hạ Phong, anh điên rồi phải hay không? Thanh ấm ái tĩnh cắn đăng nghiến lợi từ trong phòng ăn bao riêng chuyển ra. Làm sao em biết? Hạ Phong rủn rập đáp lại. Đụng phải ái tĩnh. Cả người anh tựa như sống lại lần nữa, cảm giác phiền muộn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vội vàng thở dốc điên cuồng. Em không phải Biết anh vì em Đã sớm điên rồi sao Hạ Phong hỗn loạn thờ hồn hển Người phụ nữ trong ngực Khiến cho anh kích động không dứt Anh không thể nào không có cô Mặc dù sớm hiểu mình đối với cô yêu say đắm Nhưng anh không nghĩ tới Trường hợp mất khống chế như thế này Không cần loạn Ái tĩnh kinh thở gấp Kháng nghị cử động của người đàn ông Cái gì gọi là làm loạn Em là bạn gái của anh Anh yêu như thế nào liền như thế hạ phong đem tỉnh nhân áp chế ở trên ghế salon bên cạnh ở trong nhiều lần tranh chấp anh phát hiện mình rất yêu đối phương tình yêu cũng không để ý như vậy tại sao có thể có chuyện thật đáng buồn như vậy nhưng sự thật là như thế do ái tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh anh phát hiện chân tướng không sao hôm nay hạ phong anh chịu rồi ai bảo anh muốn yêu cầu ái tĩnh nhưng anh tuyệt đối sẽ không để cho cô gái nhỏ này đem anh đùa dẫn nếu như anh không có thua bởi tình yêu trên tay, anh cũng nhất định phải quân lấy cô, muốn cô dùng thời gian cả đời bồi thường, dây dưa cùng cô tới cùng. Đây chính là quyết tâm của anh. Lúc nào mới có thể nghỉ ngơi đây? Ái tĩnh bắt đầu khóc sụt sùi, rốt cuộc, lúc nào mới có thể chân của cô quá đau đó. Uống cà phê đi. Hạ Phong đem cà phê thêm sữa tươi bưng đến trước mặt cô. Em uống cà phê đen. Cô bày tỏ đơn giản, cà phê đen không tốt cho dạ dày thêm chút sữa tốt hơn hạ phòng săn sóc mà thâm tình nhìn cô cảm ơn bị người đàn ông nhìn như vậy cô có thể nói cái gì đây chọn nữa vậy thì bày tỏ cô không thức thời rồi cô bưng cà phê nóng hổi lên từ từ uống thầy ái tĩnh nghe lời mình ngoan ngoãn ăn bữa ăn sáng đầy đủ chất dinh dưỡng hạ phòng rất có cảm giác thành tựu mới bắt đầu ăn cơm anh đất thường tới đây ăn hầu như bạn bè thân thiết đều biết anh thích tới nơi này. Mà Ái Tĩnh là người quan trọng trong cuộc đời của anh, anh muốn cố tham dự tất cả cuộc sống của anh, dĩ nhiên cũng bao gồm biết nhà hàng ăn uống này rất ngon. Hạ Phong Thật may mắn đó, lại gặp được anh ở đây đây. Giọng nói vui mừng của Ngại Lâm từ phía sau hai người truyền đến. Hạ Phong không kịp nói chuyện, liền lại bị Ngại Lâm quấn lấy. Vốn là đang uống cà phê, Ái tĩnh lại dừng lại động tác Chúng ta đã ly hôn Ngại lâm Cô có thể cách xa tôi một chút hay không Hạ Phong liều mạng Muốn đem cánh tay ngại lâm trên tay rút ra Ly hôn thì không thể làm bạn bè sao Ngại lâm nhìn chằm chằm gương mặt tuần mỹ của Hạ Phong Cô cảm thấy mình thần kinh nhất định là có vấn đề Thế nhưng buông tha người chồng đẹp trai như vậy Cùng người đàn ông khác bỏ trốn Nhưng bây giờ bên cạnh anh có một người phụ nữ khác không sao, bằng sức quyến rũ của cô, cô vẫn là có thể đem anh trở về. Xin lỗi, tôi cũng không muốn làm bạn bè với cô. Mời lập tức buông tay. Hạ Phong cố gắng nhẫn nại nói, anh đối với người phụ nữ này là hoàn toàn không có cảm giác rồi. Làm sao anh trở nên như vậy vô tình? Ngại lầm không thể tin được, lại sẽ có ngày người đàn ông này cự tuyệt cô. Là cô rời khỏi tôi trước chứ? có thể nào trách anh vô tình phong em biết ngay là anh vẫn còn ghen anh không thể tha thứ cho em theo người đàn ông khác tốt hơn thương tổn tự ái đàn ông có đúng hay không thật xin lỗi sau này sẽ không như vậy con người luôn có thời điểm làm việc sai anh tha thứ cho em một lần có được hay không ngải lầm giống như bạch tuộc lại cuốn lấy cánh tay hạ phong phách lý nói một chuỗi dài Ánh mắt khoe khoang còn nhìn đến trên người của ái tĩnh, giống như đang nói, người đàn ông này còn yêu tôi, xin cô không nên vọng tưởng. Cô không cần phải trưng cầu sự tha thứ của tôi. Có thật không? Thật sự là quá tốt, em biết ngay là anh sẽ không nỡ để cho em khổ sở mà. Không đợi Hạ Phong nói hết lời, Ngải Lâm liền dâng lên đôi môi đỏ mọng, nặng nề hôn xuống ở trên mặt anh. Ái tĩnh lặng lặng ngồi tại chỗ, rốt cuộc không nhịn được rồi, Cô trực tiếp đứng lên, muốn đi ra. Tiểu tĩnh, đừng đi. Hạ phòng rà sức gỡ bỏ người phụ nữ đang dính trên người. Em không đi, ở lại xem anh diễn kịch tình yêu sao. Giờ lên ví ra, ái tĩnh lạnh nhạt ngắm, hạ phòng một cái, kêu căng tựa như nữ vương cao cao tại thượng. Mà người đàn ông trước mặt chỉ là thần tử thần phục ở dưới chân cô, ở trước mặt cô nằm rạp. Tiểu tĩnh, anh và người phụ nữ này thật không có quan hệ hạ phong hết sức hớt ngải lâm ra muốn giải thích với bạn gái đang nổi giận có thật không ái tĩnh một bên hỏi một bên dùng ánh mắt quay quang nhìn về phía ngải lâm hạ phong ngải lâm hét lên một tiếng không thể tin được người đàn ông này lại đang giữ lại một người phụ nữ khác ở trước mặt cô chúng ta chia tay hạ phong dùng giọng nói như đình chém sát bày tỏ không cần em không muốn chia tay ngả lâm quấy rối dùng ánh mắt tức giận và bén nhọn của mình nhìn chằm chằm ái tĩnh đức hạnh ăn vạ của cô cũng tương tự với hạ phong điều này làm cho ái tĩnh tin tưởng hai người trước mặt kia đã từng rất xứng đôi nghĩ được như vậy trong lòng của cô có chút chùa xót đây chính là một tỉnh nhân có vạn người mê không phải sao tôi không quản cô có muốn hay không tôi chính là không thích cô hạ phong liều mạng tránh tay ngại lâm ra chạy đến bên cạnh ái tĩnh ái tĩnh đứng tại chỗ không nói một câu chờ hạ phong đi tới bên cạnh mới cùng anh rời đi ngải lâm dùng ánh mắt căm hận nhìn bóng lưng của tỉnh địch cô tuyệt đối sẽ nhớ chuyện này cô tuyệt đối không thua khi giành đàn ông cô thì tiểu tĩnh cảm ơn em đã tin tưởng anh xe dừng lại ở nhà trọ của ái tĩnh hạ phong mới vô cùng trịnh trọng nói cảm ơn cô tin tưởng cái gì Ái tĩnh không hiểu lời nói không đầu không đuôi của anh từ đâu mà đến. Anh làm gì đột nhiên cảm ơn cô? Anh là nói chuyện của Ngài Lâm. Hạ Phòng có chút cả lâm, giải thích khó khăn chuyện vợ trước cứ dây dưa. Không cần nói, em không muốn biết. Ái tĩnh quả quyết cự tuyệt. Ừ, Hạ Phòng kỳ ngạc nhìn cô. Tình sự phong lưu của anh nhiều đến chính anh cũng không nhớ ra được. Người phụ nữ kia chỉ là vừa vặn đã kết hôn với anh em không muốn biết những thứ chuyện không liên quan gì đến em ái tĩnh nhàn nhạt trần thuật thần thái lạnh lùng giống như người đàn ông trước mặt này không hề có quan hệ gì với cô hạ Phong rùng mình một cái đột nhiên chế trụ của tay mảnh khảnh của bạn gái em là đặc biệt em anh sẽ không quên em giống như loại biểu thị công khai anh nói rõ ràng cho ái tĩnh hy vọng có thể an lỏng của cô anh nói láo. Ái Tĩnh nhìn anh, cười đến đất xinh đẹp. Anh nói sẽ không cùng sẽ không. Lời nói còn chưa dứt lời, mặt của Hạ Phong đột nhiên nhận một cái tát, không nặng cũng không nhẹ, nhưng là tiếng vang thanh thúy vẫn vang vọng ở giữa hai người. Em, anh nhìn chằm chằm cô, hoàn toàn không hiểu. Cái tát lườm gạt này, anh từ đầu tới đuôi cũng không có nhớ lại em. Trắng mắt ái tĩnh đầy nước Anh không cần phải tới tìm em Tiểu tĩnh Đây là chuyện gì xảy ra Anh đối với bạn gái tựa như giấy vệ sinh Dùng qua liền ném Đuổi kịp liền quên Lúc này anh cũng có thể giống như trước Như vậy vui vui vẻ vẻ Mà đem em quên mất Em cũng tuyệt đối sẽ không cuốn quyết chặt Lấy đối với anh Tạo cho anh nhiều phiền nhiễu tạm biệt đại tĩnh gọn gàng hất cổ tay hạ vong ra, mở cửa xe, bước chân lão đạo rời đi nhìn cái bóng lưng cô đơn đó hạ phong giống như thấy cô đang khóc ái tĩnh kiên trì không quay đầu lại cô tuyệt đối sẽ không nói cho anh biết chuyện đã quên cô muốn anh chính mình tự nhớ lại mà cô cầu ái tĩnh đời này có một đoạn tình yêu duy nhất cô có thể tự tay chặt đứt không cần phải có bất kỳ dã tâm gì đối với hạ phong cô không cần hôm sau mắt ái tĩnh sưng lên đất lợi hại cho nên cô xin nghỉ không đi làm. Chị em tốt ở cùng cũng đi làm, bình thường phòng ốc chật trội ồn ào, giờ có vẻ rất an tĩnh. Cô lặng lặng một mình vượt qua cả buổi trưa, không ai ẩm ý với cô, nhưng cô lại nhanh chóng không chịu nổi. Cô giống như có thể nghe được thanh ngâm kim chỉ giờ chuyển động. Cô đem tivi mở ra, nhưng cô lại luôn thất thần, chỉ biết là trang màn hình tivi có bóng người đung đưa, cô nhìn chằm chằm đồng hồ treo trên tường hy vọng giờ tan sở đến nhanh một chút cô cần có người bên cạnh tới đuổi tâm tình buồn bực của cô đi nhưng vừa quay đầu cô mới từ trên mặt kính tủ bát nhìn đến bản thân trên mặt không biết đẩy nước mắt từ lúc nào ngày cô có cần chật vật như vậy không không phải cô bỏ đàn ông bảo anh không cần trở lại tìm cô sao tại sao cô thấy khó quá như vậy lại đem mình làm cho giống như bộ dạng thất tình. Ái tĩnh thấy buồn cười, rút ra mấy tờ giấy lau, đem lau toàn bộ nước mắt. Cô không cần đợi ở trong phòng nữa rồi, cô phải nhanh ra ngoài, bằng không đợi mọi người trở lại thấy mí mắt của cô so với trước kia sưng to hơn, vậy thì cười đã rồi. Ở trên khuôn mặt sáng nõn, đeo kính mắt, cô bước ra khỏi nhà. Khu phố náo nhiệt sau giữa trưa, không có mấy người đi dạo phố, mà ai tĩnh đều chỉ là vì rời đi sự chú ý cho nên cũng không có nghiêm túc đi dạo. Cô vào một quán cà phê ở đầu đường, tùy ý ngồi xuống. Ngồi xuống chưa được 2 phút, có một người phụ nữ liền tự mình ngồi xuống ở trước mặt cô. Tâm tình ái tĩnh không tốt, không để ý tới cô ta, bắt chéo chân, cắm đầu cắm cổ uống cà phê, lật xem tạp chí thời trang. Cô muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng rời khỏi hạ phong? thanh âm vanh váo, hung hăng đột nhiên xuất hiện. Ừ, chuyện gì xảy ra? Là nói chuyện với cô sao? Ái tĩnh kinh ngạc ngẩng đầu lên, hết nhìn đông tới nhìn tây. Không cần giả bộ. Cậu ái tĩnh, tôi chính là muốn hỏi cô. Thanh âm cắn răng nghiến lợi của ngải lâm từ trong môi đỏ xinh đẹp nói ra. Cô đi theo cô ta một đoạn đường dài, cuối cùng cũng tìm được nơi có thể nói chuyện. Cô biết tôi. Mấy chữ phía sau bị cô cứng rắn nuốt vào trong bụng. Bởi vì cô nhận ra, người phụ nữ không có lễ phép, không có giáo dục, tách lối đến chết ở trước mặt này, chính là vợ trước của Hạ Phong. Hạ Phong là chồng của tôi, anh ấy rất hoa tâm, với cô cũng sẽ không chơi quá lâu. Cho nên cô cũng không cần si tâm vọng tưởng có thể gả cho anh ấy. Ngại lầm cố gắng khua môi mùa mép cùng tình địch mặc cả, không bằng cô đã chấp nhận điều kiện của tôi cầm chi phiếu rồi nhanh chóng biến mất đi ái tĩnh đất không bình tĩnh nhìn chằm chằm khuôn mặt của ngải lâm không nghĩ tới tình tiết trong phim giải tập tiểu thuyết tình yêu vợ cả khi dễ vợ bé bằng nhiều thủ đoạn lại đang chỉnh diễn chân thật trong cuộc đời của cô đáng tiếc người vợ này tin tức không đủ nhanh nhẹn cô ta không biết bọn họ đã chia tay rồi còn là cô tự nguyện rời đi ừ có muốn lấy từ người phụ nữ này một khoản tiền hay không? Thuận tiện trị liệu một chút tâm tình mất khống chế của cô, khóc đến mắt sưng. Ái tĩnh mỉm môi môi mỏng, trong lòng không ngừng tính toán. Ngại lầm nhìn ái tĩnh không nói lời nào, cho là cô không chịu, tiếp tục uy hiếp nói. Tôi hôm nay ngay cả chi si phiếu cũng không mang tới rồi. Nếu cô muốn lấy tiền, chỉ có hôm nay có cơ hội, cho nên cô tốt nhất ngoan ngoãn nói giá tiền. Nếu không, Giờ bà nội Hạ Phong từ Thụy Sĩ trở lại, bà nội cũng không thích cô gái nhà nghèo. Thật là đáng xem rồi. Thậm chí có người phụ nữ vì đoạt lại đàn ông có thể bỏ tiền đến mức này, cô không để cho cô ta biểu hiện tốt thì làm sao được đây. Đại tĩnh quyết định toàn bộ, khiến cái người phụ nữ tự cho là đúng này, về sau lại không dám dùng tiền đè người. Vì vậy, cô đưa ra ba ngón tay đầu. Ba chục triệu, không thể nào, quá nhiều. Quá nhiều ngại lầm thở hốc vì kinh ngạc hướng về phía ai tĩnh hét lên không có nhiều như vậy cuối cùng ai tĩnh mở miệng nhưng bà ngón tay đầu vẫn không có thu về ba trăm vạn thật là cô gái nhà nghèo khẩu vị nhỏ như vậy giá trị con người hạ phong sợ rằng ba tỷ cũng còn ít không nghĩ tới cô ta chỉ cần ba trăm vạn mà có thể đem anh trở về cuộc sống thật tốt đẹp ái tĩnh nhìn ngại lâm thật là á khẩu không trả lời được thật ra thì cô chỉ muốn 30 vạn dạy dỗ ngạ lâm một chút lấy chuyện này giải quyết tâm tình của mình nhưng có người lại muốn thêm một số không cô cũng sẽ khẩu ngại nhiều tiền ngại lâm vui vẻ lấy tờ chi phiếu ra ký chi phiếu tại chỗ ừ cầm đi ngại lâm lập tức đem chi phiếu để trước mặt ái tĩnh ái tĩnh cũng hào phóng cầm lấy tiền cẩn thận xem kỹ ừ quả nhiên là người hào phóng ra tay mua tình cảm rất khí phách cô nhớ không được đi tìm hạ phong nữa ngài lâm không ngừng dặn dò không thành vấn đề ai tĩnh trả lời nhanh thoát từ trước đến giờ đều là hạ phong tìm đến cô hẹn cô cho nên anh tuyệt đối không thể phá hư ước định vậy thì thật là quá tốt ngài lâm lộ ra nụ cười vui sướng cô tuyệt đối không nghĩ tới tình yêu của hạ phong và tình địch là nghiêng về một bên tình huống người đàn ông trước mắt người phụ nữ đẹp này chỉ là thần tử nghe lời thấy ái tĩnh đem 300 vạn chi phiếu nhận lấy ngại lâm hưng phấn đến không được đặc biệt gọi thêm hai cốc cà phê đá nữa làm gì ái tĩnh không hiểu vì sao sẽ thêm một ly cà phê trước mặt ăn mừng chúng ta đàm phán thành công ngại lâm muốn nâng chén ăn mừng à được rồi có người đưa tiền, còn phải ăn mừng thành công. Cô dĩ nhiên vui lòng phối hợp. Ái tĩnh cũng giờ lên cốc cà phê mời lại. Cạn chén. Ngài Lâm vui mừng siêu vẹo không đứng đắn. Cạn chén. Ái tĩnh có chút không xác định, nhưng vẫn là uống hết. Cô trò lạ thỉnh thoảng phối hợp với người mua cũng là hành động cao thượng. Hai người đồng thời uống một hớp cà phê, ăn mực giao dịch hoàn thành. Gió nhẹ ấm áp thổi qua thổi lất phất qua khuôn mặt của hai đại mỹ nữ xinh đẹp. Trước mặt kiểu diễm tản đà phòng tỉnh bất đồng, lại giống như làm cho người ta suy nghĩ xa vời. Lan canh Nghe có người nhấn chuông cửa, pha một ấm trà oải hương, ái tĩnh đang mặc quần áo ngủ, bên ngoài mặc thêm áo khoác, đi mở cửa. Không nghĩ tới vừa mở cửa ra, liền nhìn thấy hạ phòng lửa giận lên, đang đứng ở trước mặt. Ách, động tác của anh thật nhanh, buổi chiều cô mới cùng vợ trước của anh nói xong, buổi tối anh lại chạy tới. Khóe miệng ái tĩnh có chút co quắp, ngưng mắt nhìn người đàn ông. Không mời anh đi vào ngồi sau, dù sao anh cũng để cho em kiếm vải 300 vạn chỉ trong một buổi chiều. Hạ phòng mở miệng giễu cợt, yên lặng mở cửa cho anh đi vào. Thật ra thì cô quay lại, liền đem tiền quyên đến, tổ chức bảo vệ động vật lang thang không chủ. Nhưng cô không muốn nói, cô không cho là nên đem việc mình làm đều báo cáo với người đàn ông này. Hạ Phong vừa vào cửa liền đem Ái Tĩnh kéo vào trong ngực chất vấn, "Em lại hào phóng như vậy, muốn đem anh bán đi với giá 300 vạn." Hai người cài chán trong đỡ cái chán hơi thở phái nam tràn đầy trong mũi cô. Điều này làm cho Ái Tĩnh nghĩ đến hình ảnh hai người cuốn quýt, cô liền ngồi trên ghế sofa. Đợi lát nữa mọi người trở lại, nhìn chúng ta như vậy không tốt. Ái tĩnh dùng sức dãy ruột muốn rời khỏi ngực của anh. Em không quan tâm đến tình cảm của anh, còn bán nó rồi. Hạ Phong dùng lời nói thô bạo và tức giận, nắm chặt cằm của cô, nhìn chằm chằm tiểu nữ nhân không để anh vào mắt. Em cảm thấy, anh nên làm như thế nào đối với em, mới có thể không làm thất vọng về chính mình. 300 vạn ấy là người phụ nữ kia nhận định, không phải là em nói, trầm mặc nửa ngày cô mới báo cho em không nên cầm hạ phong giận dữ không thôi thanh âm của anh gần như tàn bạo trong đó cũng có cảm xúc bi thương anh biết ngạn lâm có một tật xấu nhưng bất kể như thế nào những người phụ nữ trước mặt này cũng quá phận lại đem tình cảm thành trò chơi đem người đàn ông mình không cần bán cho tình địch huống chi anh còn chưa có tìm ra nguyên nhân cô kiên trì chia tay cũng còn chưa biết có phải biết thương tâm của cô, càng không có đồng ý chia tay, tại sao cô có thể tự mình quyết định tình cảm của bọn họ? Còn không phải là anh dùng tiền mua em đêm đầu tiên, tại sao lại chỉ trích em chấp nhận giao dịch với người phụ nữ kia? Ái Tĩnh bị áp chế ở dưới thân người đàn ông, nhưng cô lại không chút nào bởi vì anh bạo lực mà yếu thế. "Nào có. Có loại chuyện này sao?" Nhìn mắt Hạ Phong hoang mang, ái tĩnh biết người đàn ông này hiển nhiên là đã quên mất cô nhẹ nhàng nhắc nhở chúng ta lần đầu tiên gặp mặt ở khách sạn thuê phòng hôm sau anh để tiền và danh thiếp liền chạy lấy người có chuyện này chứ à nguyên lai like là chuyện kia chuyện lâu như vậy cô còn nhớ rõ quả nhiên nhiều phụ nữ giỏi về tính nợ cũ chỉ là nếu đối với anh bất mãn tại sao không nói sớm Ngày kia em không mang ví ra chứ Anh không thấy em có ví ra Hạ Phong tìm tỏi nguyên nhân Ở trong ký ức Vậy thì thế nào Coi như cô không mang ví ra Chỉ cần cô muốn về nhà Tự nhiên sẽ có người đưa cô trở về Anh làm hỏng quần áo của em Lại tạm thời bị Trần Tẩu gọi về nhà Đương nhiên là muốn đem tiền Để lại cho em mua quần áo Anh từ trước đến giờ sẽ không đem số điện thoại của mình để lại cho người không liên quan gì tới anh. Anh nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của cô, không để cho cô chạy đi. Nhưng mà em không có gọi điện thoại cho anh. Hạ Phong tố cáo bực mình đã bị quyền mất. Anh cũng quá tự đại chứ, tại sao phụ nữ có số điện thoại của anh sẽ tự động gọi cho anh? Ai tĩnh cười nhạo anh? Đúng, thể ra, em để cho anh biết là cũng có phụ nữ sẽ không chủ động liên lạc với anh. Giọng nói cản cản lộ vẻ thống khổ. Cần gì kiên trì như vậy chứ Có rất nhiều người phụ nữ thích anh Thấy trang mắt Hạ Phong thống khổ Lòng của Ái Tĩnh có đúng lại một chút Anh không cần họ Anh chỉ muốn em Chỉ cần em Hạ Phong tức giận ngầm lên Trước kia anh không phải nói như vậy Vốt về thái dương của người đàn ông Ái Tĩnh tự hủ như nhớ lại Lại giống như đang nhắc nhở Người nào nói với bạn bè Bắt được quần lót liền chứng tỏ đã cùng cô ấy nảy nọ ý é rồi hả? Lời nói không đầu không đuôi, đột nhiên từ trong miệng ái tĩnh nói ra. Ừ, chân mày Hạ Phong nhíu chặt hơn. Ở thời điểm anh học trung học, anh đánh cuộc với một nhóm người, muốn sang vòng ba ngày lấy được quần lót của nữ sinh. Hạ Phong nhìn chằm chằm cô. Chẳng lẽ ái tĩnh chính là cô gái kia chứ? Đúng, em chính là học muội đó, đại ngốc ngách anh cầm quần lót của em vẫn còn cười nhạo em ở trước mặt mọi người em cả đời cũng sẽ không quên ai tĩnh dùng sức đẩy hạ phong ra tức giận đống to về phía anh liền xoay người đi về căn phòng của mình thật thê thảm thật quá là thê thảm người quả nhiên không thể làm việc trái với lương tâm sẽ có quả báo luân hồi hạ phong ngồi phịch ở trên ghế lông anh cũng nhớ ra rồi tiểu tĩnh cầu xin em tha thứ cho anh đi kể từ đêm hôm đó sau khi hai người nói chuyện công bằng hạ phòng liền làm ra vẻ đáng thương mà ở nhờ trong căn hộ của ái tĩnh không chịu về nhà khi mở mắt ra anh liền theo sát ở bên cạnh cô không chịu rời khỏi cô làm cho cô không có biện pháp đi làm đến buổi tối lúc nghỉ ngơi ái tĩnh không cho anh vào phòng ngủ anh liền quang minh chính đại ngủ ở trên ghế salon ở phòng khách Ba người phụ nữ khác thấy tình huống này toàn bộ chạy đến nhà bạn trai đem nhà trọ để lại cho bọn họ để cho đôi tình nhân mới này ra lò này đánh kháng chiến 8 năm. Có câu nói là nữ cương trực sợ nam dây dưa. Theo loại công lực ra mặt xảy của hạ phong này ai tĩnh tha thứ cho anh chỉ là chuyện sớm hay muộn. Làm trở ngại người ta nói yêu đương sẽ bị ngựa đá nên họ nhanh chóng đi xa một chút. Em lại không quan tâm, Cần gì nói tha thứ?" Ái Tĩnh nhanh chóng phát điên, "Anh ngày ngày hỏi có phiền hay không? Vậy em yêu anh sao?" Người đàn ông vô liêm sỉ nói. "Yêu cái rắm, cô mới không muốn lại vì anh lãng phí bất cứ tình cảm nào." Ái Tĩnh nhìn chằm chằm Hoa Hoa công tử, không chút lưu tình, đưa bỏ mặt mũi của anh. "Chúng ta cũng không quan hệ, nào có cái gì gọi là yêu hay không?" "Em quả nhiên vẫn còn giận anh." Tiểu tĩnh, anh thật là khổ sợ. Người đàn ông có bộ dạng như sắp khóc lên. Anh quần quýt chặt lấy như vậy, cô càng khó qua hơn có được hay không. Nhưng nương nhờ ở bên người cô, người đàn ông cũng không có tính toán thay đổi sách lược. Mặt khổ qua, cứ như vậy không che giấu chút nào đặt ở trước mặt cô, để cho cô rốt cuộc cũng đổi giọng. Chuyện trước kia cũng lâu như vậy, em đã sớm không nổi giận rồi, Thật ra thì cô vẫn không nỡ để anh buồn bực. Có thật không? Giọng nói người đàn ông trần chờ chẳng mắt lóe lên ánh sáng không tin. Anh hoài nghi à? Trên mặt thanh tú có khó chịu. Vậy em để cho anh hôn, chứng minh em thật không có tức giận với anh. Hạ Phong giả hoạt nói ra điều kiện, nghĩ muốn âu yếm. Chuyện cười, em vì sao phải cho anh hôn? Cô mới không chịu. Quả nhiên, em ăn ở hai lòng, trước kia thời điểm em giận anh còn để cho anh hôn. Bây giờ em nói không nổi giận với anh, nhưng cũng không để cho anh hôn. Hạ Phong bắt đầu nói nhỏ, đem mân oạn giữa bọn họ từ trước đến nay nói hết ra. Từ khi anh bắt đầu nói câu thứ nhất, ai tĩnh cũng biết phía sau 50 câu sẽ là cái gì, người đàn ông sẽ lại có kết luận gì. 10 phút sau, cô chịu đủ rồi. Không nên nói nữa, em thật sự vô cùng yêu anh ái tĩnh rốt cuộc giơ cờ đầu hàng môi anh đảo tự động chặn lên miệng của người đàn ông không để cho anh nói chuyện có môi thơm tự động dâng lên hạ phong rất hài lòng dừng lại om sòm anh ôm chặt vòng eo thon thả của cô bắt đầu vuốt ve dáng người yểu điệu sau đó họ đã ân ái với nhau kỳ trang mật của hai người tiến hành ở trong căn hộ cũ kỹ này ông chủ ái tĩnh cũng tự động thuê nhân viên mới thay thế chức vụ của cô. Đợi đến lúc ái tĩnh vạn bất đắc dĩ đáp ứng lời cầu hôn của Hạ Phong thì cô đã mang thai 5 tháng rồi. Ngải Lâm biết tin tức này thì tức đến phát điên, nghĩ muốn hỏi tội, nhưng Hạ Phong làm sao có thể để cho Ngải Lâm tìm được cầu ái tĩnh đây? Anh bảo thư ký mang theo mấy phần tử hắc đạo đến ngải ra. Thư ký lấy ra chi phiếu 300 vạn trả lại cho cô, chuyển lại ý tứ của Hạ Phong không cho cô phá hư nhân duyên của anh, nói rõ ràng cho cô biết về tin vui của anh, xin cô không cần tham gia. Nhưng nếu như Ngại Lâm chưa từ bỏ ý định, phá hư hôn lễ của anh, hoặc xúi dục ái tĩnh rời khỏi anh, anh sẽ công bố đĩa ghi hình khi cô còn là hạ phu nhân, vụ trộm cùng tỉnh nhân ở Nhật Bản, ở hạ gia. Ngại Lâm nghẹn họng nhìn chân chối, không nghĩ tới hạ phong lại nắm giữ tội chứng bất chính của mình. Cuối cùng, chỉ có thể vẫn hận cầm lại chi phiếu 300 vạn, về sau cũng không xuất hiện ở trước mặt anh. Rốt cuộc, hôn lễ mong đợi đã lâu của Hạ Phong cũng trở thành sự thật. Người thần hạ gia ở riêng các nơi, tất cả đều chạy trở về tham gia hôn lễ, trong đó vui nhất là Hạ Lão Phu Nhân. Bà sau khi nghe được quản gia báo cáo xong, người thứ nhất xông về Đài Loan định cư. Ở trong bốn người phụ nữ, yêu trễ nhất là ai tĩnh, nhưng lại kết hôn sớm nhất, mọi người riêu riết lấy làm kỳ lạ, lại đối với hôn nhân của cô chúc phúc vô hạn. Rốt cuộc, đền vẽ hạ hạnh phúc chấm hết thời điểm rồi. Bốn chị em tốt trong mắt đều lóe lên ánh sáng hạnh phúc, ở trước máy ảnh đồng thời lộ ra nụ cười. Chờ đợi trong tình yêu sẽ có hạnh phúc. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Bạn gái cũ của Tổng Giám Đốc, tác giả Liên Liên, được phát trên kênh Đọc truyện Ngôn Tình Hay cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu của mình lắng nghe và đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé xin chào và hẹn gặp lại nói hộp thư khiến mấy bạn tốt nổi giận vội vàng gọi điện thoại về còn đánh bài liều lấy cớ cùng bạn học thời trung học uống rượu say khướt cậu xảy ra chuyện gì à bao nhiêu tuổi rồi lại còn chơi luận này hướng duy mỹ tức miệng mắng to thật xin lỗi làm cho người ta lo lắng bị chửi là phải ái tĩnh không dám cãi lại nhớ mời bọn mình ăn bánh bao hấp đỉnh Thái Phong, bồi thường tổn thất bọn mình lo lắng cả đêm cũng không ngủ. Nghe hướng suy mỹ cô y nói rất thảm xong, khiến ái tĩnh rất ái náy. Được. Chữ bên ngoài cắt đất bồi thường còn có thể thế nào? Hạ Phong một bên thưởng thức bộ dáng kéo léo của ái tĩnh, một bên thông báo vương mụ có thể chuẩn bị ăn cơm rồi. Kết thúc cuộc trò chuyện với bạn tốt, ái tĩnh rất không vui vẻ nhìn chằm chằm đầu sọ gây nên, Hạ Phong vội vàng dụ dỗ cô đi tắm nước nóng, liền trở lại ăn ngay. Không cho phép anh theo tới. Ái tĩnh nhìn chằm chằm người đàn ông, cảnh báo trước. Được được được, em nói thế nào liền như vậy, là anh có lỗi với em. Hạ Phong lấy lòng, chỉ sợ đem bạn gái làm phát bực. Nhìn đến anh đôi ý hơn nữa thái độ phối hợp, sắc mặt của ái tĩnh mới thoáng chuyển biến tốt, vào trong phòng tắm hạ phòng chạy đến phòng bếp nhìn phương mụ thi triển tài nghệ ừ bánh trôi mặn thơm ngào ngạt thật là làm cho người ta chảy nước miếng Ái tĩnh rửa mặt xong đi xuống lầu liền bị mùi thơm hấp dẫn bụng không có tiền đồ vang dội ừng ực nhìn thấy lão phu nhân liền lành cười ha hạ vẫy tay về phía cô cô lập tức cũng không có cách khí bưng một chén bánh trôi mặn lựa chọn vị trí khách xa hạ phong nhất ngồi xuống ăn ngấu ăn nghiến này thật sự quá khi dễ người rồi. Thái độ ái tĩnh thật đà thương lòng của Hạ Phong. Cô có bánh trôi mặn có thể ăn cũng là anh cậu xin tới. Cô hẹp hỏi như thế này, chỉ để ý mình không để ý tới anh. <laughs> không sao. Hạ Phong vừa uống nước, vừa thử máy ghi âm trong phòng bếp. Sau thì xác định chức năng bình thường, anh lấy ra một băng ghi âm thần bí, nhìn tiểu nữ nhân ăn đang vui vẻ một cái, sau đó bắt đầu phát ra phốc tiếng ngâm nga tuyệt hảo khiến ai tĩnh đem nước canh trong miệng phun ra ngoài lớn như vậy còn như vậy thật không vệ sinh hạ phòng lắc đầu một cái lạnh lạnh phê bình anh mới không vệ sinh đấy ai tĩnh tức giận mặt đỏ lên thậm chí có người vô sỉ như vậy đem thể lực cô toàn bộ ép cô sau khi làm cho thần trí mơ hồ hơn nữa ghi âm lại đối thoại trên giường làm thành cam kết theo đuổi tình yêu thành công anh rốt cuộc muốn như thế nào? Ai kêu em chỉ lo ăn bánh thôi, cũng không quan tâm tới anh. Hạ Phong lộ ra biểu tình buồn bã. Anh... Ái tĩnh bị tức đến nói không ra lời, chỉ có thể hỏi ngược lại. Ăn cơm còn phải cùng anh nói chuyện phiếm sao? Không phải. Hạ Phong thấy đạt tới mục đích, liền đem máy ghi âm đóng lại, sẽ đem bằng ghi âm cẩn thận từng ly từng tí cất trong túi. Nếu không đây, hắc hắc không nghĩ tới hoàng tử cũng có diễn xuất ngây thơ này sao ái thỉnh vừa nhìn hạ phong thu đủ vừa tiếc hận nếu như không phải là diễn xuất cô cũng tốt cô thật sự muốn đem cái tin tức này bán mấy tờ báo lá cải khiến phụ nữ tính ảo tưởng đến hạ Phong bớt một ít muốn ăn chén bánh trôi mặn kia của em thoạt nhìn dáng vẻ rất ngon nơi đó có một nồi đầu bếp nấu một nồi anh tội gì chấp nhất muốn chén trên tay cô cái đó ăn không ngon. Hạ Phàng bắt đầu tinh khí đổ bỡn. Làm sao? Đây là đồ cùng một nồi chứ? Nhìn Hạ phòng nửa ngày, ai tĩnh rốt cuộc buông thà tranh chấp với anh, cầm chén kia trên tay nâng đến trước mặt anh. Lười phải tranh với anh, thiếu ra, mời anh ăn chén này. Sau khi cầm chén để xuống, cô sẽ đi lấy một chén, khoái khoái lạc lạc ăn. Hạ Phong ăn chén canh trước mặt này, nhìn lại ai tĩnh một chút, Cảm giác bánh trôi trong chén thời điểm ai tĩnh ăn không có ăn ngon như vậy. Chén này quá bình thường rồi, anh muốn chén kia. Phách vương lần nữa ra lệnh. Này, không phải anh quá nhảm chán chứ, rõ ràng chính là đồ giống nhau. Thấy Hạ Phong lại muốn đem băng ghi âm đặt lên bên trong máy, ai tĩnh đứng yên, giờ cờ đầu hàng. Được, chúng ta trao đổi. Cô cũng không có hơi phục vụ thiếu gia cáo kỉnh này, liền đem chén hai người đang cầm trao đổi hạ phòng mím môi môi mỏng nhìn ái tĩnh ăn rất thích chính mình tự ăn cũng không thể nào chỉ trong chốc lát anh rốt cuộc biết vấn đề ở nơi nào anh muốn cùng em ăn chung chén vậy thì ăn sẽ rất ngon anh không cần tự mình ăn một chén nói xong anh ngồi vào bên cạnh ái tĩnh tự ý cầm thìa trong chén bánh trôi của cô ừ cảm giác quả nhiên rất ngon Ai tĩnh nhìn ngây người, người đàn ông này quả nhiên rất nhảm chán. Nhưng nhìn anh vẫn múc bánh trôi trong chén, cô cũng không thuận. Cô đói đến nỗi, ngự dán vào lưng rồi, anh lại vẫn muốn cướp đồ ăn của cô. Vì vậy nhanh chóng đưa thìa ra, cùng Hạ Phong rảnh vớt bánh trôi trong chén. Nếu anh xuống giường hãy thu lại phong độ thân sĩ, vậy thì đến đây đi, muốn cướp đồ ăn, cô tuyệt đối sẽ không rảnh cùng người thua đấy. Đối với tình nhân trống rỗng mấy mọc ra này, ai tĩnh hoàn toàn không có cách nắm bắt anh. Dù sao hai người ở trên giường rất hòa hợp, anh lại săn sóc, cho nên cũng coi như là chấp nhận anh. Chỉ là rất kỳ diệu, bọn họ chưa từng công khai ở bên ngoài, vừa mới bắt đầu hạ phong còn không quan tâm, bởi vì chỉ cần anh gọi điện thoại hẹn cô, cô đều đồng ý. Chỉ là địa điểm ước hẹn sẽ cửa thành hạ ra. Nhưng đã lâu về sau, Hạ Phong liền bắt đầu buồn bực. Gần đây, anh thường ở trong nhà vệ sinh, ngần người soi gương. Anh biến dạng rồi sao? Sức quyến rũ của hoa hoa công tử không còn sao? Nếu không tại sao ái tĩnh không muốn cùng anh ra ngoài? Hạ Phong bắt đầu nghiên cứu diện mạo của mình. Rốt cuộc là nơi nào có nhiều nếp nhăn, anh vẫn chưa có dấu hiệu đầu trọc mà. Tổng giám đốc hạ, cậu là tự nhiên cuồng yêu à? Làm gì mà soi gương lâu như vậy? tôi còn tưởng rằng cậu ở bên sau ngủ thiếp đi đấy phó kính dương đi ngang qua tập đoàn hạ thị đặc biệt lên xem một chút không nghĩ tới ở phòng làm việc của tổng giám đốc đợi nửa tiếng vẫn không nhìn thấy người anh mới theo ám hiệu của thư ký chạy đến nhà vệ sinh xem một chút cậu mới thích rình coi đấy lén lén lút lút chạy đến nghĩ hù dọa người nào hạ vong cố làm ra vẻ rửa tay mới theo bạn tốt đi ra nhà vệ sinh tìm tôi có việc sao kỳ quái không có sao không thể tìm cậu trở lại phòng làm việc pháo kính dương bưng cà phê thư ký mới pha lên vừa nồng lại vừa thơm mát uống ngon cực kỳ cố tình như vậy thư ký không phải của ai ai giống như bạn gái hiển tụy cũng sẽ không lạ của anh bạn gái của anh chỉ biết so lớn tiếng với anh mắng thô tục đi an ủi người đàn ông thất tình khác yêu đến chết thảm tóm lại là anh xấu số. Nhưng mà bạn tốt nên so với anh may mắn, trước anh hỏi người phụ nữ kia, cậu ái tĩnh thật là keo léo hơn nhiều. Uống hai miệng cà phê hương nồng mới phân chấn tinh thần, phó kính xương mới mở miệng. Gần đây như thế nào? Cái gì gần đây như thế nào? Hạ Phong lưỡi biếng liếc bạn tốt một cái, điền cuồng, ai biết cậu ta đang hỏi cái gì? Tôi đương nhiên là hỏi cậu với ái tĩnh, anh hỏi người phụ nữ khác làm gì à? Nhớ ngày đó, anh theo đuổi Duy Mỹ cũng là ai tĩnh cung cấp tình báo. Hiện tại cô ấy động tâm, anh đương nhiên muốn quan tâm rồi. Hắc, cậu biết tôi và cô ấy nói yêu thương sao? Hạ phòng hai mắt sáng lên, bộ dáng thất vọng lúc trước biến mất. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết cái người này hoa hoa công tử. Đối với một người phụ nữ có hứng thú thì đương nhiên là ôm cô ấy vào lòng rồi hãy nói nguyên lai lạ nghĩ ai cậu có thấy qua tôi và cô ấy cùng nhau ra ngoài sao hạ phòng vừa vạc rã rượi hỏi cậu theo đuổi thất bại thật là không thể tin được cư nhiên sẽ có con mồi từ trong tay hoa hoa công tử này chạy trốn không phải nghĩ như vậy thật sự quá vỗ nhục người anh có đuổi không kịp phụ nữ sao hạ phòng đứng dậy kéo lòng cả vạt một tay dây trên trán cặp chân dài kiêu ngạo kia ở trong phòng bước đi thong thả, bước đi thong thả, nhìn ra được anh Âu lo. Rốt cuộc là thế nào? Có thể đem tổng giám đốc phong lưu làm cho chật vật như vậy, quả nhiên không phải người bình thường, vào kinh dương mở mắt lớn, càng thêm tò mò. Chính là... Thôi, tìm người thương lượng dù sao vẫn tốt so với để chính mình duy trì lo lắng. Hạ phòng đi tới bên cạnh bạn tốt, đặt mông ngồi xuống, bắt đầu nói chi tiết về chuyện hai người luôn luôn ngẫu nhiên, không có biện pháp ở bên ngoài gặp mặt. Không nghĩ tới Hạ Phong là tổng giám đốc cao quý, cũng có thời điểm bị phụ nữ ghét bỏ. Phó Kinh Dương nghe được chân mày nhíu lại, chống cầm. Anh nhìn chầm chằm bạn lâu năm. Hạ Phong rất tuấn tú, lông mày là lông mày, mắt lạ mắt, hình dáng đẹp như vậy, tại sao có thể có phụ nữ không thích đây? Cậu cảm thấy như thế nào? Hạ Phong nhìn chằm chằm quân sư, anh ta làm gì mà không nói chuyện. Tôi cảm thấy như vậy. Phó Kính Dương ở bên tài Hạ Phong nói ra diệu kế tuyệt hay. Hạ Phong vừa nghe vừa gật đầu. Người ta nói, sự bất khai hỉ, quan kỷ tắc loạn. Quả nhiên rất có đạo lý. Loại kiểm tra lòng của phụ nữ này, trước kia anh có thể nói ra 108 điều, nhưng sau khi đụng phải cầu ái tĩnh, anh ngay cả một điều cũng phải để cho người khác nhắc nhở Ai thật thảm Thật quá thảm 6 giờ tối cậu ái tĩnh đi từ công ty đi ra Chiếc xe thể thao mở bạc của Hạ Phong liền dừng ở lề đường bên ngoài tòa nhà Tất cả người đi ngang qua đều sẽ hướng nơi đó nhìn lâu hơn một chút Sang mặt ái tĩnh biến hóa Vội vàng xài bước chạy đến bên xe Thế nào nhanh như vậy đã đến Anh mới gọi điện thoại hẹn nửa giờ sau mới tới cơ mà Đói bụng Hơn nữa hôm nay có một bữa tiệc cho nên chạy nhanh tới đón em. Hạ phòng bên giải thích, bên thay yêu tĩnh mở cửa gió. Bữa tiệc, ái tĩnh nâng cao âm cuối, trên mặt tràn đầy biểu tình không dám tin. Mấy người bạn anh biết, lúc ở nước ngoài là buổi party nhỏ bên bờ biển, muốn chờ suốt đêm. Hạ phòng nhanh chóng đem xe lái đi. Không được, hôm nay em mặc đồ công sở. Lúc này ái tĩnh mới buông lỏng tâm tình. Hoàn hảo không phải là mấy buổi tiệc giao lưu thương nghiệp gì cô cũng không muốn ở nơi nào cùng duy mỹ trần khả ôn nhu mở tiệc gặp bạn bè cũ nữa cho nên anh mới chạy nhanh tới đón em đem em đi mua trang phục phù hợp hạ phong nghiêm túc bày tỏ cũng tốt trần chờ nửa ngày ai tĩnh mới gật đầu không có nói mình về nhà thay quần áo là được bởi vì hôm nay quá bận rộn không có thời gian nói chuyện với duy mỹ nên cũng không biết hôm nay họ có kế hoạch gì Ngộ nhỡ họ không có cùng bạn trai hẹn hò, toàn bộ đều ở nhà xem HBO, ăn gà chiên. Lúc Hạ Phòng đem cô trở về thay quần áo, chuyện cô có bạn trai không phải bị biết sao? Khóe mắt Hạ Phòng liếc về hướng khuôn mặt tâm sự nặng nề của ai tĩnh. Dựa vào giác quan thứ sáu của đàn ông, anh có thể xác định người phụ nữ của anh thật sự không muốn cùng anh tham dự bữa tiệc công cộng này. Mặc dù không có con số thống kê nói rõ ràng, giác quan từ xấu của đàn ông có đúng hay không, nhưng lần này trở lại, anh có thể kết luận, tuyệt đối chính xác. Nhất định phải ăn mặc như vậy sao? Ái tĩnh dịu mặt, mặc lễ phục trói mắt, được rỡ từ phòng thử quần áo đi ra, kháng nghị với Hạ Phong. Em mặc như thế, rất đẹp mắt. Hạ Phong đang cùng phụ tá nói chuyện điện thoại quay đầu lại, thấy Ái tĩnh xinh đẹp bộ sáng, ánh mắt sáng lên. Lần đầu tiên gặp mặt, cô cũng dùng bộ dáng khiêu gợi như thế chiếm đoạt tim của anh. Cũng chỉ là bữa tiệc nhỏ, ái tĩnh ục ục kêu la, vạn phần khó chịu. Cô chính là không thích mặc cái này loại lễ phục hở hang, chẳng những không thể mặc áo ngực, còn vải vóc mềm mại, vô cùng vừa người, chỉ cần không cẩn thận sẽ giả ánh sáng. Đáng chết cực kỳ, hơn nữa cô còn phải đi giải cao gót cùng, mới có thể làm cho tạo hình toàn thân hoàn mỹ hơn. Nhưng mặc loại lễ phục này, đi giải cao gót, sẽ làm cô run sợ trong lòng. Ngộ nhỡ té ngã, đó cũng không phải là chuyện đùa, chắc chắn thể diện vứt hết xuống Thái Bình Dương. Mà từ ánh mắt tán thưởng của Hạ Phong, cô biết anh thích cô ăn mặc như vậy, cô nhớ tới lần gặp mặt kia, cô cũng ăn mặc như vậy. Thôi, một bữa tiệc nhỏ anh cũng muốn biến thành như vậy, vậy thì cứ như thế đi, dù sao đi nữa, anh hiểu được so với đổi trang sức anh đưa cho bạn gái trước thì bộ lễ phục này cũng rẻ hơn nhiều. Ái tĩnh không cho phép trong lòng mình có ý tưởng ăn dấm chua để tay ở trên cánh tay của Hạ Phong. Anh đã hài lòng, vậy chúng ta xuất phát thôi. Wow, anh từ đâu kiếm được mỹ nhân như thế hả? Hai người vừa mới bước vào hội trường, nhiều người đàn ông liền xông tới, sau đó chính là hướng về phía bả vai Hạ Phong vỗ một cách mãnh liệt nụ cười trên mặt ái tĩnh cứng ngắc, bước chân từ từ, rời khỏi tâm điểm bị bao vây. Hội trưởng bữa tiệc trang trí bằng băng gấm, bóng bay cùng hoa hồng, cảm giác lãng mạn, lịch sự tào nhã, cô không biết phong cách buổi tiệc của người có tiền đều như vậy, khó trách Hạ Phong muốn dẫn cô đến cửa hàng cao cấp mua quần áo. Mặc dù cô không biết bạn bè của Hạ Phong, nhưng cô biết trên bản ăn nguyên liệu tốt. Đến trước bản ăn, bảo ngư, tôm hùm, thịt dê nướng, trứng cá muối, vân vân. Ừ, thật tốt quá, đều là thức ăn cao cấp. Lần này tạm thời bị gọi tới, còn ăn mặc và diễn như vậy, cuối cùng cũng có một chút thu hoạch nhỏ. Ái tĩnh cầm lên đĩa, tính toán chặn mấy món ăn ngon đến bên cạnh, vui vẻ ăn. Cậu ái tĩnh, một giọng nói giống như đã từng quen biết vang lên ở sau tai của cô. Cậu đáng chết rồi, thanh ngâm cắn thăng nghiến lợi mềm mại vang lên cậu tốt nhất có lý do thật tốt hạ phong và phó kính dương tổng giám đốc tâm tình không tốt sao ngồi ở trên ghế salon xem tạp chí về đàn ông dùng giọng điệu nhạ báng hỏi thăm hmm. hạ phong liếc xéo bạn tốt một cái dùng lỗ mũi hử tức tài liệu chất ở trên bàn nhiều giống như ngọn núi để cho tâm tình của anh không được tốt nhưng để cho tâm tình của anh cạn không tốt nguyên nhân chính là vì người phụ nữ chết tiệt kia hạ phong tâm tỉnh thấp thỏm nhìn chằm chằm điện thoại di động cô ấy thế nào lại không có gọi điện thoại cho anh biết hũ nút sĩ diện này sẽ không hủy đi đài của mình phó kính dương mở miệng hỏi chị dâu lại gọi điện thoại tới quan tâm anh sao người phụ nữ kia dám đến tôi liền gọi bảo vệ đuổi cô ta đi ra ngoài hạ phong tăng thêm giọng nói bày tỏ căn cứ vào tự ái của đàn ông anh tuyệt đối không làm cho người ta hiểu lầm anh còn lưu luyến cái người phụ nữ lẳng lơ đó vậy anh không thoải mái nơi nào liền nói đi tôi không phải thầy bói đoán không già anh không thoải mái nơi nào vào kinh dương đem tạp chí bỏ trên bàn có chút không kiên nhẫn còn không phải là anh kéo tôi đi tham gia cái bữa tiệc quái quỷ gì tư vị bị phụ nữ khinh thường thật không dễ chịu đây là anh chưa bao giờ có kinh nghiệm. Cô để cho anh nhớ thật kỹ, anh cố tình lúc này mới nhớ tới, anh căn bản không biết người phụ nữ cùng anh lên giường tên gọi là gì, chẳng lẽ anh bị xem thành đối tượng tình một đêm sao? Thật sự là quá tốt. Ngày cả năm đó, người khiến anh mê đắm tới mức thất điên bắt đầu, nhất định phải cưới Ngải Lâm vào cửa, cũng không dám đối với anh như vậy. Trừ cái bảo bối này. Vì anh còn nói cô là bảo bối Cô để cho anh muốn tìm người Cũng không từ mọi cách Chỉ biết họ của cô là câu Chỉ là với manh mối này Anh phải làm sao để tìm được người Hạ Phong ngồi phịch Ở trên ghế Đối với tình huống trước mắt Có chút bất lực Phó Kinh Dương thấy bạn tốt chán nản Tự hù gặp khó khăn lớn Muốn cười phá lên Cái người thưởng thắng nơi tỉnh trường này Cũng có thời điểm thất bại anh nên mượn sâm banh ăn mừng sao? Nhưng mà anh vẫn tốt bụng một chút, dù sao anh đã có tiểu thân ái xinh đẹp nhất, cười nhạo người khác thất bại nơi tình trường là hành động không nên. Anh vẫn là tốt bụng một chút, quan tâm thử xem người phụ nữ gì để cho anh kinh ngạc được. Buổi tối muốn đi đâu chơi? Trước khi tàn việc 10 phút, khắp nơi yên tĩnh không có phong ba, vùi ở máy vi tính tự như nhìn công việc phía trước trên thực tế mượn MSN nói chuyện phiếm, phụ nữ quan tâm nhất chính là cái này. Tôi muốn cùng Anna đi ăn cơm rồi xem phim, đến PUB chơi. Mọi người trò chuyện thân thiện, chỉ có ai tĩnh không có tham gia. Cô uống cà phê, câu được câu không sửa chữa báo cáo. Không chỉ có như thế, ngay cả trang web bát quái cô cũng không còn cập nhật hoặc làm bất kỳ hoạt động mới nào điều này làm cho tập đoàn nhân viên đều mất hết hứng thú. Thế nhưng không có hoạt động mới có thể chơi, không có bát quái mới có thể giải trí mọi người. Ai chủ bút báo lá cải này thật sự là thất trách. Rất nhiều người tới hỏi thăm ái tĩnh. Cô nói gần đây tất cả mọi người rất an phận, nên cô không thể kiếm được chút tin tức nào cả. Cũng không thể muốn cô phát ra tin tức tổng giám đốc một ngày mấy lần tới nhà vệ sinh đi. Phát loại tin tức nhảm chán này mới thật là tổn hại đến bắt quái chuyên nghiệp của cô. Thấy trên gương mặt thông tuệ xinh đẹp đầy biểu tình chính nghĩa, mọi người liền tin tưởng gần đây trong công ty ngay cả nhân vật quan trọng cũng rất an phận. Trên thực tế, chỉ là cô không có tâm tình quan sát thay đổi của người khác. Làm xong chuyện nên làm, cô liền muốn về nhà, hướng về phía tivi ngẩn người, nói xong cũng không muốn nói, lại có hơi sức gì đi cập nhật website tâm bị thương cần có rất nhiều thời gian yên tĩnh để lấp đầy cô cần rất nhiều an tĩnh cùng chỗ trống để cô buông tha mối tình đầy đau đớn này cho nên cô không muốn nói chuyện cũng không muốn làm bộ vui vẻ để che giấu tâm trạng của mình dù sao chị em của cô đều có hạnh phúc của mình rồi cũng không còn người biết cô thất tình cô chỉ muốn ở trong căn phòng của mình không khóc không kêu sống yên phận sẽ không có người biết cô ở bên trong len lén chảy nước mắt. Không biết qua bao lâu, người trên mở SN từng người một rời mạng, sắc trời ngoài cửa sổ cũng càng ngày càng mờ mờ. Ái tĩnh mới đứng dậy thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà. Gần đây cô thường xuyên ngồi ngẩn người như vậy, vô duyên vô cớ khóc thút thít, hoàn hảo là không có ai bên cạnh, nếu không nhất định êm mặt về nhà. Đèo túi sách lên, Ai tĩnh mới chịu đi ra khỏi công ty, lại đột nhiên bị một người đàn ông xuất hiện ngăn trở đường đi. À, không tưởng được người đang xuất hiện ở trước mắt cô. Không sai, em chính là người đó. Đôi mắt sắc bén của Hạ Phong đánh giá người phụ nữ ăn mặc tất quỳ củ trước mặt. Bộ đồ công sở vừa người, viền kính mạ vàng, dáng vẻ vô cùng giả dặn, thông minh, cùng kiểu mị đêm đó hoàn toàn không giống nhau. Thế nhưng khuôn mặt xinh đẹp, anh tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Còn có khi, cô thấy anh thì đáy mắt lóe lên ánh sáng ngạc nhiên. Nhiều loại trò đùa dài của con nít thành công, phản ứng của cô làm cho lòng bị nhục của anh thoáng được đền bù. Nhưng anh cũng xác định, thật sự cô cũng không có liên lạc theo ý tứ của anh. Nhường cái Sững sờ nửa ngày, cổ họng khô khốc của ái tĩnh mới phát ra được thanh âm, nói với người đàn ông đang ngăn trở đường đi của cô. <laughs> ghê tởm tính toán đêm đó ăn sạch sành xanh cứ như vậy quăng anh sao anh vì cái gì muốn chặn lại hạ phong ngăn ở trước mặt cô lại vô liêm sỉ hỏi ngược lại cắn chặt đôi môi ai tĩnh cảm giác mình không cần nói chuyện cùng anh cho nên cô chợt lách người muốn từ bên cạnh đi vòng qua anh không cho đi hạ phong kéo lấy cổ tay ai tĩnh không để cho cô rời đi tôi muốn kêu lên cô mới không chịu uy hiếp. Anh muốn nói mọi người biết, em ngủ cùng anh xong liền lập tức muốn ném bỏ anh đi. Lần đầu tiên bị phụ nữ ném bỏ Hạ Phong cũng không đếm xỉa đến. ra tay của cô, hương tợn cảnh báo. Hả? Anh thế nhưng... Ai tĩnh không biết tin lời nói chính mình nghe được, mở ta mắt nhìn chằm chằm anh. Muốn biết loại lời nói không biết thẹn này có thật từ trong miệng của anh nói ra hay không? em cho lại chừng mắt lớn như vậy anh liền sợ sao thuận thế ôm lấy eo thon của cô anh cũng chừng cô phụ nữ ở trên giường hạ tổng đền tỉ ít đi một người thì có vấn đề gì sao tôi còn tưởng rằng ngủ qua coi như xong thanh âm thanh thúy lời nói vô tình nếu không phải là hạ phòng đã có chuẩn bị tâm tư anh đại khái sẽ bị lời nói lãnh khốc của ái tĩnh chết tức chết anh nghe nói bình thường em giả bộ rất kéo léo ở trong công ty danh tiếng rất tốt Em không muốn bị mọi người biết Thì ra em là phụ nữ Dầm đãng như vậy chứ Nhìn chằm chằm gương mặt thanh tú Hạ Phong ở bên tay cô vừa nói lời tàn khốc Anh Ái tĩnh cắn đang nghiến lợi Anh lại dám nói như vậy Đi thôi Lát nữa tất cả nhân viên công ty đi ra Đều muốn vây xem đấy Đôi môi xinh đẹp của người đàn ông Lộ ra một nụ cười thản nhiên Ái tĩnh quay đầu thoáng nhìn mới phát hiện trong đại sảnh bảo vệ còn chưa đi, tất cả đồng nghiệp đều dừng lại tại chỗ, mang theo ánh mắt hứng thú rào rạt nhìn bọn họ. Đáng chết! Trễ như thế không trở về nhà, vẫn còn ở lại công ty làm gì? Mà người đàn ông chiếm được thế thượng phong ngắn ngủi, cũng mặc kệ sắc mặt của ái tĩnh có khó coi, dắt tay của cô bước đi. Hiện tại, anh đói muốn chết, phải đi ăn cơm trước. Bị cưng rắn kéo đi ăn cơm, ai tĩnh sầm mặc cả người phát ra hơi thở lạnh như băng, ngủ yên trên ghế, không nói lời nào. Mau ăn, em lại ngẩn người, miếng cũng lạnh rồi. Hạ Phong như không có vì gì kêu lên, cũng không đợi cô trả lời, liền đưa chiếc đũa ra, bắt đầu vớt miếng trong nồi đất. Mặc dù đói bụng, anh rất có phong độ thân sĩ giúp cô múc một chén nhỏ trước. Nhìn bàn đầy món ăn, lòng của ai tĩnh bị làm ấm rồi, thật là không có nghĩ đến không nghĩ tới là dưới loại tình huống này lấy được ân cần chở che của anh năm đó cô ngước đầu dùng ánh mắt lấy lòng đưa mắt nhìn anh chỉ cần anh vui vẻ vô luận anh nói gì cũng không quan trọng ngay cả lời nói dĩu cợt cô đều có thể làm bộ như nghe không hiểu chỉ cần được ở bên cạnh anh là tốt rồi bất luận cô nhân nhượng thế nào duyên phận của bọn họ cũng chỉ có ba ngày ngắn ngủi rồi sau đó chính là quên lãng thật dài. Không nghĩ tới 10 năm, tình hình lại đảo ngược, cô như thế lại có thể hưởng thụ đến trở tre của Hạ Phong. Hạ Phong biết mình đang dốc hết sức lấy lòng phụ nữ, anh chính là người năm đó vứt bỏ phụ nữ như giải rách sao, bên môi ái tĩnh nở nụ cười đắc ý. Hạ Phong lại hiểu lầm ý của cô, cho là giai nhân rốt cuộc cũng bị dụng tâm của anh đả động. Anh phải chịu có để ý hơn rồi, đem một con tôm hùm đã bóc vỏ gấp vào trong chén ái tĩnh ăn đi, ăn thật ngon người đàn ông cười đến rất vui vẻ lúc mang cô đến nhà hàng cuối hoa này anh đặc biệt dặn dò đầu bếp xính để hai con tôm hùm ở trên nồi miến bởi vì nếu mà gọi hai nồi cô có lẽ ăn không vào bất kỳ món ăn nào khác nhưng lúc này thế là món ăn cao cấp hơn nữa hai người chia sẻ một hồi tình cảm sẽ ngọt ngào hơn. Ái tĩnh trầm mặc ăn, để ý món ăn Quảng Đông, trên mặt cũng không có vẻ mặt đặc biệt. Bất kể người ngồi bàn bưng đến món ăn lạ mắt, quỷ hiếm cỡ nào, cô đều chỉ là yên lặng ăn cơm, lặng lặng cùng Hạ Phong, cái gì cũng chưa nói. Người đàn ông đã từng tổn thương cô, đang không tự chủ đền bù cho cô. Giờ phút này, cô thật sự không cần nói gì, chỉ cần im lặng hưởng thụ là tốt rồi tôi muốn về nhà đẻ nén tức giận ái tĩnh nhìn chằm chằm người đàn ông kiên quyết mang theo cô chạy xung quanh nếu là người phụ nữ của anh anh đối với chỗ ở của anh nên có chút hiểu đi hạ phong lái xe đến biệt thự rộng rãi của hạ gia ở ngoại ô thành phố dừng xe ở trong sân nhà rộng lớn hạ phong liền lôi kéo tay nhỏ bé của ái tĩnh đi vào một đình nghỉ mát trước mắt là bể phun nước hùng vĩ Căn nhà cung đỉnh nghỉ mát rất khác biệt, hai bên đủ loại cây cối rậm rạp, cao vút. Kỳ ngạc nhìn cảnh trí trước mắt, ái tĩnh còn tưởng rằng mình đi nhầm vào trang truyện cổ tích. Người đàn ông có khuôn mặt điển trai, chính là hoàng tử được tất cả phụ nữ ái mộ, mà cô là cô bé độ lem, mang giày thủy tinh, bất cứ lúc nào cũng lo lắng nửa đêm lại tới. Thích nơi này sao? Hạ Phong ho nhẹ một tiếng, cắt đứt suy nghĩ của ái tĩnh, Ừ. Ngọc đầu lên, cô mất hồn nháy mắt. Người phụ nữ này làm cho tâm trạng của anh nhộn nhạo như vậy. Anh ôm lấy mặt của cô, đôi môi móng bỏng rơi vào mắt cô. Chữ vợ trước là ngả lâm, anh không mang những người phụ nữ khác tới nơi này. Anh không cần mang bạn trên giường tới hiểu biết sinh hoạt cá nhân của mình, nhưng cô gái xinh đẹp mà dạo hoạt trước mắt này, thế nhưng anh lại không nhịn được muốn cùng cô chia sẻ toàn bộ cuộc sống. Không cần, tôi nói không cần. Ái tĩnh không ngừng dùng răng. Tại sao không cần? Thân thể của em rõ ràng không phải nói như vậy. Bàn tay Hạ Phong ôm lấy hông của ái tĩnh, không cho cô trốn tránh mà hôn cô. Hai chân ái tĩnh vô lực mềm nhũn, dựa ở sức lực tán chắc của người đàn ông, thở hồng hộc bởi vì tay anh đang không an phận ở trên người cô hoạt động. Tôi không có. Nhưng cô không thể nói ra được nhiều lời hơn, Bồi đỏ mọng lại bị che lần nữa. Gió đêm khẽ thổi qua, ánh trăng sáng ngửi khiến hình dáng gia nhân xinh đẹp rõ ràng hơn. Sau đó, họ đã ân ái với nhau. Trần Tẩu nghe xong vấn đề của thiếu gia, cười he he chật vỗ ngực, bày tỏ chuyện như vậy dễ giải quyết, không cần hao tổn tâm trí. Cái kia liền gây phiền toái Trần Tẩu rồi, hạ phong như chút được gánh nặng lúc này mới kết thúc trò chuyện trần tàu gật đầu một cái bước chân nhanh hơn cao hứng bừng bừng đi tới phòng bếp hôm nay bà có thể phải thi thố tài năng thay thiếu gia giữ người yêu lại tối hôm qua sau khi nghe được người làm báo tin thì bà có dự cảm thiếu gia lại động lòng nếu không phải thiếu gia sẽ không đem người phụ nữ đó về nhà bây giờ nghe được thiếu gia tỉ mỉ kể lại sở thích ăn uống đặc biệt của cô gái đó bà cũng biết sự cảm của mình không sai hơn nữa càng làm cho người ta vui vẻ chính là cô gái này đối với món ăn sang trọng tự hủ không có hứng thú gì mà thiếu gia đối với cô cũng không có gì nắm chặt mới có thể giao phó phải nơm nớp lo sợ chỉ sợ không biết dụng tâm người yêu đối với mình nhìn dáng dấp cô gái thiếu gia yêu lúc này chính là người thường không phải những tiểu minh tinh kia, cũng không phải là dáng vẻ cô nàng nhà giàu cao ngạo, chỉ là một điểm này, bà sẽ phải vỗ tay hoan hô. Thiếu gia của bà nên có một cô gái tốt bên cạnh, sẽ quan tâm cậu ăn cơm, mặc quần áo, lưu ý cậu ta cửa sớm muộn gì, cuộc sống như thế mới gọi là hạnh phúc. Nếu như bọn họ nguyện ý sinh thêm mấy tiểu bảo bối nữa, đảm bảo ngay cả lão phu nhân đang ở Thụy Sĩ cũng sẽ chạy về trở về trong đêm. Trận tàu giống như đã thấy được cảnh tượng gia đình đông đúc, lần này càng thêm tràn đầy tinh thần, tính toán là một bàn thức ăn tinh xảo. Ngô, bà chuẩn bị hai bàn, chủ nhân một bàn, bọn họ ở phía sau chủ nhân bận rộn cũng một bàn. Mọi người được ăn vui vẻ, đảm bảo làm việc sẽ còn có sức lực. Chờ đợi ngày hạnh phúc cũng không xa, thực sự nghĩ tới liền cao hứng. Sau khi hoàn ái sáng đêm tỉnh lại, đã là 3 giờ chiều, Ai tĩnh vội vàng mở điện thoại di động ra, phát hiện rộng Xin chào các bạn, ngày hôm nay Tâm Tình sẽ mang đến cho các bạn một bộ truyện mới có tên Bạn gái cũ của Tổng Giám Đốc, tác giả Liên Liên. Xin mời các bạn cùng dành thời gian và lắng nghe nhé. Sau khi tan học tại cửa trường trung học, người đến người đi đầy cổng trường, cầu ái tĩnh xinh đẹp, khuôn mặt trắng nõn đeo một chiếc mắt kính thật to, cầm trên tay một ít sách vở cùng hỏa đám người đi qua đi lại. Tiểu tĩnh, Hạ Phong cao lớn đẹp trai đi tới, trong ánh mắt lóe lên một vài tia sáng. A, à, anh đã đến rồi. Quay đầu thấy một chàng trai anh Tuấn xuất hiện, Cầu Ái Tĩnh nở nụ cười ngượng ngùng, lập tức đi về phía anh. Xin lỗi khiến em đợi lâu. Hạ Phong săn sóc giúp Cầu Ái Tĩnh cầm lấy túi sách. Không biết, không đợi bao lâu thật. Bình thường ở trước mặt mọi người, Cầu Ái Tĩnh là người miệng lưỡi lưu loát nhưng khi gặp được Mỹ Nam thì cũng giống như chuột gặp phải mèo, trừ nói chuyện cả lăm, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ lên tình yêu đầu tiên làm cho hình tượng nữ tú tài cơ trí cũng kém cách xa vạn dặm Hạ Phòng đi ở bên cạnh cô cũng không lên tiếng gương mặt Tuấn tú khẽ mỉm cười thản nhiên hưởng thụ cảm giác được cô gái có thành tích tốt nhất miến mộ uhm, thật thoải mái nghĩ đến ngày hôm nay trên danh sách đi săn đã ghi xếp lại tên tuổi của nữ tú tài, trong lòng tràn đầy tự mãn cùng đắc ý của đàn ông. Bảo cô gái đem xe đạp dừng lại ở ven đường, Hạ Phong liền kéo cô đi tới rừng cây sau trường. Anh đang làm gì? Hôm nay em còn muốn đi học bổ túc. Cậu ái tĩnh đỏ mặt, thấp giọng bày tỏ cùng chàng trai. Anh muốn hôn em. Hạ Phong hành động không kiềm chế được. Mặc dù qua lại với học muội khôn ngoan, còn là muốn làm gì thì làm. Hạ Phong Anh hôn tới vừa nhanh vừa vội, làm cầu ái tĩnh giật mình, nhưng nụ hôn đầu không lưu loát cùng ngọt ngào khiến cô không thể đẩy anh được. Cô chỉ ở trong ngực anh, không lưu loát mà dên rỉ. Hạ Phong không lên tiếng, thi diện kỹ thuật hôn thận tốt, làm cho cô điên đảo. Anh hôn cô, tay vén lên váy giải của cô, kẽ vút về cặp mông đẹp của cô. Toàn thân cầu ái tĩnh vô lực, choáng váng đầu óc, mắt cũng hoa lên, cô nhu thuận trong ngực anh, cùng anh quần lấy nhau, may mà sau lưng có thể dựa vào tường đào nên không bị ngã xuống. Hai người ôm nhau thật chặt, hạ phòng biết ôm cầu ái tĩnh chưa trổ mã hoàn toàn. Chết tiệt, cũng đã lớp 10 rồi còn như chưa trổ mã, trong lòng ghét bỏ nhưng cũng không có biểu lộ trên mặt. Bởi vì hôm nay hắn có nhiệm vụ quan trọng hơn là phải làm là anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, Ái nha, mình cảm thấy được. Đỡ ôn nhu hé miệng, riu ra riu rít. Không đúng, không phải hình dáng kia. Trần Khả cũng tiếp lời. Ở phòng khách của viện thẩm mỹ. Lệ Mỹ Tư trước mặt, có bốn mỹ nữ xinh đẹp như hoa, đang không ngừng nói chuyện. Như đang thảo luận nên ăn mặc như thế nào mới phù hợp với người tình trong mộng. Nhưng mình cảm thấy được, ái tĩnh nên... Hướng Duy Mỹ có ý kiến khá nhiều, các cậu thật là phiền đấy mình nói không cần rồi mà vạn tĩnh che lại lỗ tai sắp bị bạn tốt của mình làm phiền chết rồi kể từ khi ba người bạn tốt có bạn trai thì khổ nạn của cô cũng bắt đầu bởi vì bọn họ sợ cô về sau sẽ biến thành một kẻ lẻ loi hiu quạnh cả ngày nhìn đâu ngó tây bị nhóm nhiều chuyện giòm ngó cho nên bạn tốt của cô đứng lên làm mai chính là muốn đem cô ra ngoài tiêu thụ cho nên họ mới đến nơi này viện thẩm mỹ lệ mỹ tư này các tầng lầu chia ra làm thẩm mỹ mặt thẩm mỹ răng tóc liệu pháp nước chỉnh hình spa tạo hình toàn thân ở chỗ này tuyệt đối có thể thỏa mãn được những cô gái muốn trở nên xinh đẹp cậu mới phiền đấy tại sao lại không cần về sau bọn mình đều gả đi chỉ còn lại cậu vậy muốn làm sao bây giờ hướng duy mỹ khí thế bước người kéo cổ tay cậu ái tĩnh không cho cô chạy trốn hôm nay mình nhất định thay đổi cậu từ đầu đến chân mình thế này là được rồi vì sao phải vì đàn ông mà thay đổi bản thân mình cậu ái tĩnh thả chết cũng không nghe theo người đẹp mới tạo được ấn tượng tốt cậu làm ơn vào đi chân cả cậu xin bạn tốt có người muốn bỏ tiền giúp cô ấy tạo hình mà cũng buổi gặp mặt tốt thế mà lại hay ra sớm biết vậy tối nay cô đã ở nhà nói chuyện yêu đương Mạng ưu chỉ đang còn ở nhà đợi cô mà Đúng vậy Coi như không vì đàn ông kia Thì ít nhất cũng phải vì mình chứ Nếu như cậu ăn mặc xinh đẹp Nhưng vẫn không thể gả Ít nhất người ta nói cậu kén trọn Mắt thẩm mỹ cao Mà không phải nói cậu là kẻ không ai muốn Đỡ ôn nhu xuống tay Từ nhược điểm của bạn tốt Ai ai cũng biết miệng lưỡi thế gian đáng sợ Sao lại muốn bị người khác nói xấu Công lực của những bà tám đó Rất đáng sợ nhá <laughs> cậu nói người nào không ai muốn hả? Cậu ái tĩnh để đẩy gọng kính, khuôn mặt thông minh không chịu thua kém, khó chịu nhìn chằm chằm đồng đảng. Trần khả khả cùng hướng duy Mỹ dùng ánh mắt bội phục nhìn đỗ ôn nhu. Tuyệt đối không phải là mình nói, đỗ ôn nhu dùng hai ngón tay che miệng, bày tỏ cô tuyệt đối giữ yên lặng, không tham dự thảo luận. Ghê tợm, cậu ái tĩnh hừ mũi tức giận. Mặc dù tức giận đến toàn thân phát run, nhưng cô cũng muốn vào thử xem sao. Ngay cả vì cô chưa kết giao bạn trai cũng bị người ta đưa lên trang web thảo luận, tiến tới lên báo trang đầu, cho nên cô tuyệt đối, tuyệt đối không thể bị đám đàn bà tám đó nói cô không ai muốn. Được, chúng ta vào. Cầu ái tĩnh bị lời nói của đỗ ôn nhu kích thích, buông tay hướng Duy Mỹ ra, quyết định muốn vào thẩm mỹ viện cấp 5 sao này sửa sang lại xem. Thật tốt quá, tiếng hoan hô của Trần Khả như sấm động. Việc này không nên chậm trễ, hướng duy Mỹ vội vàng đem bạn tốt tới tận cửa, chỉ sợ cô đổi ý. Thế này mới đúng, cậu rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt rồi. Không cần nói nhảm nữa, đi vào nhanh một chút. Đỡ ôn như vội vàng đẩy thắt lưng của Văn Tĩnh. Hiện tại đến cùng là tình huống gì đây? Cậu ái tĩnh bị bạn tốt thúc giục ở bên cạnh, có chút không thể làm gì khác hơn là bước vào cửa chính của thẩm mỹ viện ô oh my god sắc mặt cầu ái tĩnh trắng bệch trốn ở trong nhà vệ sinh nữ không dám đi ra cô nhìn chằm chằm vào hình dáng của chính mình trong gương không dám tin lúc này cô mặc một bộ lễ phục sang trọng sau lưng lộ đến phần eo váy bằng chất liệu chip phôn êm ái làm cho cô có thể que được những đường cong hoàn mỹ tóc thì vấn lên thành búi đơn giản cầu ái tĩnh không thể tin được mấy người bạn tốt liên tiếp biến cô thành bộ dáng quyến rũ giống như vậy. Trên người cô cũng đã thay đổi không ít, còn phải trò chuyện với những người đàn ông khác ở trong bữa tiệc, có lầm hay không? Nếu như cô phải thay đổi thành bộ dáng như vậy mới có đàn ông theo đuổi, cho dù nói cô thế nào nữa thì cô cũng tình nguyện không để ai lấy cô làm vợ. Cậu ái tĩnh nhìn chằm chằm bóng dáng trong gương kia, khuôn mặt thanh tú nhìn không ra biểu tình. Ai nhà, nghĩ cũng biết cậu trốn ở chỗ này. Hướng Duy Mỹ nhìn khắp hội trưởng bữa tiệc cũng không thấy bạn tốt, liền đi tới nhà vệ sinh nữ, quả nhiên để cho cô tìm được người rồi. Duy Mỹ, mình muốn về nhà. Nhìn thấy khuôn mặt hưng phấn của chị em tốt, nguyên cả một bụng hỏa của cậu ái tĩnh bỗng dừng tàn hết, chỉ là biểu thị thế thôi. Họ chỉ là muốn giúp cô có bề ngoài rạng rỡ lên mấy phần, cũng làm cho cô được coi trọng hơn mà thôi. Mặc dù tâm tình không tốt, nhưng cô vẫn có thể giữ được lý trí mà phân tích động cơ của các bạn mình. Cậu còn chưa kiêu vũ với bất kỳ một người đàn ông nào trong đêm nay đấy. Hướng Duy Mỹ cười hỉ hỉ đưa mắt nhìn bạn tốt. Nhưng... Cậu ái tĩnh thật khó khăn mà nhìn bạn tốt của mình. Không cho cậu trở về, hôm nay mình sẽ liều mình cùng quân tử đó. Chân khả cũng sáng ngời bước vào nhà vệ sinh nữ, trên người phủ một bộ váy dạ hội trường hợp này cô rất ít khi tham gia bởi vì dù là công việc cô không phải xuất hiện ở dạng tiệc hôm nay thật vất vả bốn người chúng ta đều ở đây mình không cho phép cậu như vậy thật mất hứng đỡ ôn nhu cưỡng chế bạn tốt ở lại được rồi được rồi ở lại thì ở lại một người không nói lại ba người cậu ái tĩnh chỉ có thể giơ cờ đầu hàng toàn phần ngoan ngoãn đi theo mọi người vào đại sảnh bữa tiệc a à, họ tới đứng ở góc uống rượu. Đới bằng trình thấy mấy phụ nữ tiến vào trong hội trường liền dẫn bạn tốt đi lên trước, hội hợp với đám người phụ nữ. Không sai, anh đã nhận lời tìm một người bạn trai cho bạn tốt của bạn gái mình. Mạc ưng trí và pháo kính dương đứng ở một bên dùng ánh mắt đồng tình nhìn bạn tốt trên thương trường của mình. Đầu năm nay người làm mai cũng không dễ làm. Cũng mấy hôm nay gánh trách nhiệm nặng nề này không phải mình vốn đới bằng chỉnh nghĩ đến bộ dáng cháo trắng rau dưa của cô kế toán công ty mình sợ rằng nói không ra những lời đề cử tốt đẹp gì thật không ngờ cô ấy sửa soạn lên lại có bộ dáng mê người lại xinh đẹp như vậy thật đúng như câu người đẹp vì lụa ừ, không tệ không tệ như vậy sẽ không quá mất thể diện với người anh giới thiệu tới lúc này sắc mặt của đới bằng trình mới tốt đẹp một chút giới thiệu bạn trai cho cậu ái tĩnh người được giới thiệu cũng tương đối nể mặt với đới bằng trình lập tức vươn tay muốn mời cầu ái tĩnh kiều vũ cầu ái tĩnh dưới áp lực của bạn tốt không thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn tiếp nhận lời mời thấy tình hình thuận lợi như thế mấy người phụ nữ cũng buông xuống tảng đá trong lòng mình đi theo bạn trai tiến vào giả nhảy cô là bạn tốt của bạn gái đới tổng lôi văn vừa mới trở về nước đối với vẻ đẹp của cầu ái tĩnh tương đối có thiện cảm Đúng vậy, cậu ái tĩnh đi theo từng bước nhảy, chỉ lễ phép cười vì sự gian sóc của lôi văn. Tiếng nhạc tuyệt vời lại vang lên bên tai mọi người, cậu ái tĩnh chỉ lễ phép mỉm cười khiêu vũ cùng người đàn ông mà cấp trên giới thiệu, dường như rất vui vẻ. Hạ Phong ngồi ở trên ghế sa lông, trên tay cầm một ly rượu mạnh. Anh là tổng giám đốc tập đoàn Hạ Thị, mới trở về nước tiếp quản sự nghiệp được 5 năm, liền đem sản nghiệp tập đoàn điện tử hạ thị phát triển hơn trong thương giới nhưng trên thương trường người mạnh cũng có lúc thất bại đây là thời điểm anh vừa kết thúc một cuộc hôn nhân khiến tâm tình của anh rất kém mới theo lời mời của phó kính dương mà tham gia bữa tiệc này phó kính dương còn nói chỉ cần trong cuộc đời của anh xuất hiện một cô gái tốt giúp anh chuẩn bị cơm ăn áo mặc anh sẽ rất nhanh quên được sỉ nhục và tổn thương mà người vợ trước mang lại cho anh lãng tử vô tâm theo tính tình thích náo nhiệt của anh thích hợp với loại phụ nữ nhàm chán đó sao nhưng tiếp tục nhốt mình ở trong nhà thấy tất cả đồ dùng của người phụ nữ kia để lại tình cảnh ngọt ngào phóng túng thường ngày lại hiện lên trước mắt sự bi thương của anh cũng không dừng lại được cho nên anh mới tiếp nhận lời mời của pháo kính dương xuất hiện tại bữa tiệc này anh cũng không muốn quen người phụ nữ Chỉ là muốn mượn bầu không khí của bữa tiệc Để rời đi sự chú ý của mình Khụ, thật là nhách nhác. Không nghĩ tới từ trước tới giờ Người luôn tung hoành tình trường như Hạ Phong Cũng có lúc bị phụ nữ làm cho chật vật như lúc này Có lẽ thật là do ông trời muốn trừng phạt anh đi chẳng mắt anh hiện lên nỗi u buồn Đột nhiên, Hạ Phong bị đụng Rượu trong ly cũng bị đổ ra ngoài anh còn chưa hiểu tình huống gì thì một cô gái dáng vẻ yểu điệu liền ngã ở trong lòng anh. Cẩn thận! Hạ Phong một tay cầm ly, một tay nắm chặt cánh tay của giai nhân không để cho cô té ngã ở trong ngực mình. Cảm ơn! Cậu ái tĩnh nhếch nhác ngã ở trong lồng ngực của anh. Cô biết mình đụng người ta làm đổ rượu ra. Không sao, chuyện như vậy là khó tránh khỏi. Hạ Phong tác phong nhanh nhẹn nhẹ nhàng đưa tay ôm bên eo của cô anh cô liếc mắt một cái liền nhận ra chủ nhân của khuôn mặt tuần tú đang tươi cười này không nghĩ tới nhiều năm như vậy người cô vừa yêu vừa hận có thể lại xuất hiện trước mặt cô một lần nữa chỉ là người đàn ông này dường như không nhận ra cô ừ mỹ nữ từ trời đôi xuống này có thể đem trái tim âm u của hạ phòng thoáng dịu chút tôi rất xin lỗi đổ rượu lên áo của anh cậu ái tĩnh miễn cưỡng nói ra lời nói nên nói liền vội vàng muốn bỏ dậy từ trên người anh cô gái có nguyện ý nhảy với tôi một điệu không thấy người phụ nữ mình yêu mến ở trong ngực của người đàn ông khác lôi văn cảm thấy bất an trong lòng tôi thân thể cậu ái tĩnh thoáng lui về phía sau cô chính là vì tránh né hắn đuổi theo mới có thể ngã ở trên người hạ phong chuyện này không thể được tôi đã mời cô ấy điệu nhảy tiếp theo rồi tại sao lại có thể chấp tay nhường kẻ khác được hạ phong từ trong thân thể của cô và trong lời nói nhanh chóng đoán được đối diện cô là người theo đuổi vô ý nên tự động ôm cô vào ngực bá đạo dẫn cô vào trong sàn nhảy ách tại sao lại có thể như vậy tại sao anh ta có thể tự tiện quyết định cô đồng ý khiêu vũ với anh lúc nào vậy hả cầu ái tĩnh nhìn chằm chằm anh đang nghĩ nên từ chối như thế nào đừng nóng giận cô không muốn khiêu vũ với hắn ta đúng không hạ phong lười miếng cười khoe mắt hướng về phía lôi văn đang đứng cậu ái tĩnh không còn lời nào để nói chỉ có cách trấn an mình đi theo anh khiêu vũ gặp lại người yêu cũ anh xuất hiện trước mặt cô như thế này còn mang theo cô đi khiêu vũ chỉ là xem đầu óc của anh đã không có bóng dáng của cô rồi Cầu Ái Tĩnh vừa thương tâm vừa vui mừng, trong lòng tràn đầy ngỗ vị, cuối cùng cô ngoan ngoãn để Hạ Phong dẫn mình khiêu vũ, không nói thêm bất kỳ lời nào nữa. Không nhớ rõ, cô cũng tốt, cô không cần anh nhớ cô, cô nhớ anh, có đôi lúc anh xuất hiện trong giấc mơ của cô, trong mơ, anh theo đuổi cô không phải vì tiền đánh cuộc, mà vì vẻ đẹp của cô, giống như hiện tại cũng vậy. Ừm Người đàn ông dùng đầu lưỡi cạy đôi môi của cậu ái tĩnh ra, bữa bãi đòi hỏi ngọt ngào từ cô. Dưới ánh sáng yếu ớt, môi của cô bị bịt kín, hơi thở tinh khiết của phái nam bao quanh cô. Hạ Phong ôm chặt sai nhân yểu điệu trao ngực. Anh muốn ăn cô, chúng ta vẫn còn ở bên ngoài. Cậu ái tĩnh dựa vào lý trí còn sót lại mà nhắc nhở mình, không thể luống cuống ở trước mặt anh. Nếu để cho người quen nhìn thấy, tin tức chuyển đi, mặt mũi của cô còn đặt ở nơi nào được nhưng cô cũng không muốn trốn tránh sự dẫn dụ của Hạ Phong. Ở đêm thần kỳ này, cô như cô bé lọ lem đi giải thủy tinh, dễ dàng có được tâm tư của hoàng tử. Đến ngày mai, khi phép thuật hết hiệu lực, cô và anh lại trở thành người xa lạ. Thửa dịp tối nay, cô cần phải chấm dứt tâm nguyện nhiều năm. Cô muốn liên kết thân thể với anh, cho dù về sau không có gì, cô đều không hối hận cô đang ở trong đêm xinh đẹp nhất này. Vậy còn không dễ dàng, chúng ta đi thuê phòng. Không ngờ cô có ý nghĩ như vậy, Hạ Phong mừng rỡ như điên, dứt lời, anh kéo cô đi tới khách sạn. Thân thể của hai người dây xưa không dứt, đôi môi dán chặt vào nhau, khó khăn đi về hành lang phía trước, nhưng vẫn tìm được phòng, mở cửa đi vào. Vừa vào cửa, cậu ái tĩnh liền đá đôi giày cao gót xuống, cả người mềm yếu như không xương tựa trong ngực hạ phong và sau đó họ đã ân ái với nhau cô biết anh đã quên cô nhưng cô chưa từng quên năm đó khi quen biết thì anh giống như hoàng tử tôn quý ở trên cao mà cô chỉ là một người rất bình thường anh theo đuổi cô khiến cô có cảm giác như trong mơ sau đó lại chứng minh anh chỉ siêu đùa cô mặc dù cõi lòng tan nát cô cũng chỉ có thể chán nản rời đi nói cô không hận là giả đấy nhưng bỏ qua oán hận cũng là điều có thể chưa tưởng nghĩ tới thân thể của bọn họ sẽ có thời khắc quần quýt như vậy hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội cô có thể cảm nhận nhịp tim đang đập liên hồi trong lồng ngực thân thể của cô dâng lên một cỗ hương phấn khát vọng ở chung với anh máu trong người cũng nóng lên tình dục ngủ say nhiều năm trong người cô cũng theo vút ve hạ phong mà thức tỉnh cô muốn anh sau đó, sao phòng hết sức yên tĩnh, nếu không phải trên hành lang chuyển đến tiếng máy hút bụi, anh nhất định sẽ cảm thấy hoan ái kịch liệt tối hôm qua là giấc mộng. Hạ Phong nhìn người đang ngủ say trong ngực, ánh mắt không cách nào di chuyển. Đến bây giờ, anh vẫn chưa tin bản năng của mình lại nhiều như vậy. Tâm tình phiền muộn vì phát sinh quan hệ với cô gái phía dưới mà người mất sạch. Dã nhân thực sự chưa khai hóa. Tuy rằng phần lớn thời gian đều do anh cưỡng chế đòi hỏi, nhưng phản ứng của cô cũng không tồi. Nhìn thấy nụ cười của cô khi ngủ, trên da thịt trắng nõn toàn dấu hôn của anh, tim của anh cực kỳ thỏa mãn. Nhìn thấy cô gái ngủ say bên cạnh, khóe miệng Hạ Phong lại hiện ra tia nghi hoặc. Anh rốt cuộc nên làm sao mới phải bây giờ? Trong điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hạ Phong đi xuống giường, nhanh chóng bắt máy, cũng không muốn tiếng vang đột nhiên đánh thức cô gái đang trong giấc mộng xảy ra chuyện gì anh đi tới ban công nghe điện thoại thiếu ra không xong rồi thiếu phu nhân quay trở về dọn sạch đồ bên đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng kêu gào của trần tẩu cô ta còn mặt mũi trở lại anh cho là cô ta cùng tình nhân chạy trốn tới nam mỹ ít nhất mấy năm nay sẽ không dám trở lại không nghĩ tới anh lại đoán sai rất tốt cô ta tốt nhất hiểu được đường về nhà đi như thế nào bà cố gắng hết sức giữ cô ấy lại tôi lập tức quay về ra lệnh cha trần tậu giữ trần vợ trước xong hạ phong lập tức cúp máy trở về phòng nhanh chóng đổi lại quần áo của mình hạ phong liếc mắt nhìn người ngủ say trên giường thời gian tốt đẹp đã kết thúc anh để trên đầu giường một sấp tiền hơn nữa lấy ra danh thiếp của mình viết số di động của mình ở trên đó anh không cho rằng sẽ có người phụ nữ nào cam lòng không cùng anh liên lạc cũng không phải người phụ nữ nào lên giường cùng anh đều sẽ có số tiền của anh mà báu vật trên giường này là ngoại lệ nếu không phải có chuyện xảy ra ngoài ý muốn anh nghĩ sẽ cùng cô ăn bữa trưa rồi sau đó tiếp tục ở trong khách sạn cao cấp này cùng nhau trải qua ngày nghỉ tuyệt vời đều là người phụ nữ chết tiệt kia phá hư kế hoạch của anh thật là đáng ghét chưa bao giờ có loại cảm giác mệt mỏi không thể bỏ dậy nổi này, tứ chi vô cùng nặng nề. Ai tĩnh gì động thân thể một cái, đã cảm thấy đầu muốn nứt ra, toàn thân đau nhức. Cô rút cuộc làm sao vậy? Đau khổ mà mở mắt ra, ai tĩnh phát hiện, mình như thế nhưng lại ngủ ở trong phòng khách sạn cao cấp. Còn mày, cô cố gắng tìm kiếm trí nhớ bị phân tán, quài đầu, mới từ trong gương nhìn đến trên người mình xuất hiện đầy dấu vết sau hoàn ái cô một tay che miệng chỉ nhớ phân táng giống như hợp lại hình ảnh một buổi tối kích tình cuồng dã hiện lên cô nhớ tới mình cũng bị người đàn ông kia anh ở đâu nhìn xung quanh căn phòng bóng dáng của hạ phòng đã biến mất trong phòng tắm cũng không có bất kỳ tiếng vang nào xem ra anh đã đi rồi ái tĩnh thấy đầu giường bày một sấp tiền trước mặt trong lòng hiện lên cảm xúc bị thương cô không nghĩ tới anh lại dùng tiền mặt để giải thích hành động tối hôm qua anh coi cô là kỹ nữ còn là giúp đỡ lẫn nhau đối mặt với tình huống như vậy ai tĩnh nhàn nhạt giễu nhạt cợt ở trong lòng <laughs> cô mới tiết kiệm được tiền tìm ngưu lang chứ đầu năm nay muốn lên giường với người đàn ông đẹp trai lại dũng mãnh cũng cần phải có tiền nhưng cô biết chính xác rằng Kích tình tối hôm qua là cô tự nguyện Cho nên đã không còn gì để nói Mí môi mỏng lại Ái tĩnh quật cường mở tủ treo quần áo trong phòng Quyết định tắm một cái trước Còn chuyện từ nay nữa Tình cảm của người phụ nữ hiện đại nâng lên Cũng thả xuống được Người đàn ông ngủ cùng Một buổi tối hôm sau chạy mất Cũng không có gì Bọn họ cũng không quen thuộc Cô vốn dĩ cũng không có mong đợi Anh sẽ đợi cô A tĩnh bước chân tập tĩnh, đi chậm chạp vào phòng tắm. Trước tiên thư thái ngâm nước, nước nóng đã, những phận khác, đợi đầu cụ không đau lại nói. Buổi sáng thứ hai, theo thường lệ cực kỳ u buồn, tất cả người đi làm đều có thứ hai biến chứng, trải qua liên tiếp hai ngày nghỉ tốt đẹp, đối mặt với công việc bận rộn cũng sẽ có tâm tình không tồi tệ. Mà đợi ở phòng kế toán, ai tĩnh trừ tâm tình tồi tệ bên ngoài, sắc mặt còn u ám, dường như thân thể cũng không thoải mái. Cô miễn cưỡng dựa vào thành ghế, đề phòng mình ngã từ trên xuống. Thế nào, gì cả của cậu tới sao? Từ phòng làm việc của tổng giám đốc đi ra, đỡ ôn nhu vội vàng về bàn làm việc của mình, đi qua chỗ ngủ của bạn tốt quan tâm hỏi thăm. Không có, rất tốt, vẫn là câu trả lời ngắn gọn, đơn giản như cũ. Ai tĩnh nâng mắt kính lên, một tay sống cầm tay kia bưng cốc cà phê cô cần cà phê đậm đặc bởi vì cô cần phấn chấn tinh thần Màu tới ăn đi chân khả cầm một hộp sô cô la đẹp đẽ cười hì hì chạy vào phòng kế toán thoạt nhìn có vẻ rất ngon ngón tay mảnh khảnh đột nhiên đưa ra ở trước mặt mọi người chọn lấy một viên kể từ sau khi chân khả yêu đương liền mang một đống vật kỳ lạ cổ quái về nhà Hướng Duy Mỹ từ xa thấy cô ấy đang cầm một cái hộp tinh xảo, liền tự động theo đuôi ở sau lưng. Người kia mua sô-cô-la như vậy tới tặng quà cho cậu à? Thoạt nhìn có vẻ rất đắt tiền, tuyệt đối sẽ không phải là thật giữ của mua cho. Đỗ ôn nhu lột ra lớp vỏ màu đỏ, nhét sô-cô-la vào trong miệng. Ách! Bên trong nhân là thịt quả anh đảo ngâm rượu, bên ngoài kẹo mềm thêm cảm giác ngọt không lẫn lộn được. Cùng sô-cô-la bình thường, mua được là hoàn toàn khác nhau ăn ngon đến mức đầu lưỡi cũng muốn cắn đi Hồ, lấy thêm một viên là được rồi sô cô la trong miệng còn chưa có nốt vào đỡ ôn nhu lại đem một viên khác bỏ vào túi mình rất hào phóng chứ đồ tốt đem đến mọi người cùng nhau nếm thử trần khả cười he he bày tỏ là bạn trai của cậu thật hào phóng chứ hướng duy mỹ liếm sạch ngón tay chính xác chỉ ra mình dám cá trong phòng cậu còn có một hộp. Đâu, nào có. Mặt chân cả lúc đỏ lúc trắng, tuyệt đối không khai ra chính mình giấu riêng. Kẻ trộm tốt. Không hổ là bạn tốt, rất hiểu tính cách của nhau. Cậu dám thề không? Mấy người phụ nữ đem mặt lại gần, nhìn chăm chăm vào mắt chân khả. Mình mời các cậu ăn sô-cô-la, còn phải tiếp nhận chất vấn các cậu sao? Chân khả chuột dạ lui về phía sau hai ba bước mặt mất tự nhiên. Cậu đang nói thật à? Hoa, nói phét, mà bước ra đi. Cái gì? Nói thật nói láo, mình nghe không hiểu. Ô ồ thật ghê tởm đó, làm gì tới rảnh sô-cô-la của cô? Mấy người phụ nữ tranh cãi đang náo nhiệt, lại có người không đếm xỉa đến, một chút tiếng động cũng không có. Phát hiện tình huống kỳ lạ, đỡ ôn nhu sở lưng, hướng duy mỹ. Ừm, hai người dừng lại cãi vã, đồng thời nhìn về phía phương hướng đỗ ô nhu chỉ mới phát hiện cậu ái tĩnh u rũ ở bên cạnh uống cà phê đối với chuyện thảo luận của các cô một chút hứng thú cũng không có có sô cô la cao cấp để ăn không vui sao hướng suy mỹ song lòng tràn đầy nghi ngờ theo như tính tình trước kia của ái tĩnh không phải gọi nhiều cũng cung cấp đủ dấu điên, thế nào hôm nay cô ấy chẳng những chưa ăn sô cô la liền bỏ đi tìm tòi để cũng không có nứng tú, thật quỷ dị. Xem ra, cô nên cầm cống phẩm tới lấy lòng ái tĩnh trước thì hơn. Cô nàng này không biết xảy ra chuyện gì chứ? À, mình là nghĩ tới mình cùng ưng trí ở bên ngoài chơi chừng mấy ngày, sợ trong lòng của người không có bạn trai không thăng bằng mới mang sô cô la tới. Cô làm sao sẽ biết ái tĩnh vì sao buồn buồn không vui chứ? Hừm. Hoàn hảo đấy, buổi tối thứ sáu mình bị đôi giày cao gót kia hành hạ đến gần chết, ngày nghỉ ngủ thẳng đến lúc đi. Không có hứng thú, biết các người đi đâu chơi đâu. Ai tính phần chấn tinh thần giải thích, mới không thừa nhận mình bởi vì không có bạn trai mà ghen tị đấy. Chuyện cô và Hạ Phong không có bị phát hiện bởi vì mấy người bạn tốt đều bị bạn trai của mình cuốn lấy, không có ai về nhà. Tình hình này để cho cô thở vào nhẹ nhõm, Trước đây người nào cùng bạn trai làm điều mập mờ, cô đều truy hỏi tới cùng. Hiện tại chính mình qua đêm cùng Hạ Phong mà bị phát hiện, không để cho họ ẩm ý chết mới là lạ. Nhưng thân thể của cô giống như bị ba chiếc xe tải nghiền qua, vô cùng khó chịu, cho nên mới không muốn nói chuyện. Thật không giống với cá tính của cậu. Hướng duy mỹ tầm tắc lấy làm lạ, cái này giống như cháu con mà có nhân tính, khẳng định trời sắp đổ mưa máu rồi cậu quá kén chọn bằng trình nói cậu cũng không cho đàn ông cơ hội như vậy muốn tìm bạn trai rất khó đỗ ôn nhu đem lời của bạn trai mình nói lại một chữ không thiếu mình cũng không có nói muốn tìm ái tĩnh hơi yếu ớt hưởng ứng tiền một hạ phong đã để cho cô khổ sở nhiều năm như vậy cô làm sao chịu đựng được chiêu đủ của đàn ông đây ai coi như là xong đi dù gì giá trị con người lão công tương lai của ba người chúng mình cũng không tệ cho dù cậu đối với hôn nhân không có hứng thú nhưng tối thiểu cũng có thể giúp cậu chọn cái thật tốt cậu dù sao cũng là gà lần đầu chứ đỡ ôn nhu nghĩa khí mười phần khích lệ bạn tốt tích cực phấn chấn lại mấy người phụ nữ nghe được lời khích lệ của đỡ ôn nhu cũng rất vô lực thiếu chút nữa ngã nhào dù sao cũng phải gà lần đầu cô đây là cái tâm tình gì à đem tình yêu thành trò chơi, cái gì gọi là dù gì cũng muốn cả lần đầu. đang đắm chìm ở trong bể tình, hướng duy mỹ cũng không hiểu cái logic của bạn tốt. Là không gặp được ưng chí, mình cũng không muốn phải lập gia đình, độc thân rất tốt. trần khả cũng không chê vào đâu được. không có yêu qua, cuộc sống nhiều nhảm chán. mặc dù nói không biết đàn ông có được hay không, nhưng luôn là muốn thử mới biết từ vị đỡ ôn nhu kiên trì. Ai nói mình không có hưởng qua tư vị của đàn ông? Mím chặt môi mỏng, ái tĩnh hỏi ngược lại. Hỡ cậu, không, không thể nào. Ba người trợn ta mắt nhìn bạn tốt. Các cậu yên tâm, mình có nói yêu qua, chỉ là phát hiện mình rất không thích hợp, cũng không muốn gả cho người có tiền, cho nên mới phải cự tuyệt những đối tượng kia. Hạ thể chùa sát đau đớn như nhắc nhở cô, lúc trước hoang đường cỡ nào. Các cậu không cần giới thiệu bạn trai cho mình nữa đâu. Trong sinh mệnh cô đơn, không có đại hòa tâm hạ phong kia cũng rất đủ vốn. Cô nghĩ cô sẽ không bao giờ tiếp nhận bất kỳ người đàn ông ác bá nào đối đãi với mình như thế nữa. Thật, riêng một hạ phong là đủ rồi. Khóe miệng ái tĩnh hiện lên nét cười nhạt nhạt, khuôn mặt thanh tú đầy mấy phần bất đắc sĩ cũng không nói ra được hạnh phúc kiên trì như vậy ái tĩnh rất đẹp lại rất thần bí từ trực giác của phụ nữ ba người đồng thời cho là ái tĩnh nên có đối tượng yêu mến chỉ là cô ấy chưa từng nói người nọ là ai ai nếu ái tĩnh kiên trì như vậy họ cũng không thể miễn cưỡng cô ấy được không biết là hạng người gì khiến ái tĩnh nguyện ý trải qua tuổi thanh xuân cô đơn như vậy không oán cũng không hối hận thanh xuân của phụ nữ là thoáng chốc mà Người đó đáng giá để cô ấy chờ đợi như vậy Họ muốn hỏi Làm gì? Hạ Phong lủi biếng bắt điện thoại di động Nghĩ hẹn anh đi ăn một bữa cơm Không biết cái người này bận độn Tới lúc nào mới có thời gian rảnh rỗi Ông nói bên kia truyền đến giọng nói cười tủm tỉm ngọt ngào Gần đây cũng không có việc gì Hôm nào Nói ra mấy chữ đơn giản Lập tức tắt máy Ừ, Sắc mặt tổng giám đốc rất tệ, khẳng định tâm tính không tốt. Trong phòng làm việc của tổng giám đốc, mấy nhân viên nhìn nhau một cái, lập tức tăng nhanh tốc độ báo cáo, nói cho hết lời liền lập tức rời đi. Trong chốc lát, cả gian phòng làm việc chỉ còn lại hai người, tại sao cậu và tổng giám đốc tập đoàn Hạ Thị cùng xuất hiện? Các cậu cũng ở nơi đây sao? Ái Tĩnh cười khan, ngẩng đầu lên. Thế giới này thật là nhỏ. Ở trường hợp này, còn có người dùng giọng nói cắn đăng nghiến lợi nói với cô sẽ không có người khác, chính là các bạn tốt của cô. Mấy người kia không giải thích được, nhận được xã nhân là bạn trai, cũng là để cho cô chế nhạo bạn tốt thật ở trên lầu website bát quái. Thật sự là trùng hợp. Có câu nói, Sơn Thủy hữu tương phùng, thật đúng là không sai, không nghĩ tới cô hết sức phủi sạch, tránh cùng hạ phòng đến công cộng, bữa tiệc cao cấp với nhau kết quả lại gặp được họ ở loại bát cá nhân này cô còn có thể nói cái gì đó chỉ có thể nói người có tiền gặp mặt mọi người chạy tới bảo đi không chạm mặt cũng rất khó khăn chỉ là một lần liền gặp phải ba vận khí của cô cũng không khỏi thật tốt quá chứ mình nói lần này chủ bút của báo lá cải nên đổi người rồi chứ chân khả đẩy đẩy cánh tay ái tĩnh thay đổi người làm gì ái tĩnh than thở mình sợ cậu sẽ xấu hổ với bát quái của chính mình mình giúp cậu viết bài chân khả cười hì hì nói cô viết văn anh văn rất nhiều viết văn trung văn cũng cũng rất tuyệt đảm bảo ở trên người cô không thành vấn đề thật là cảm ơn cậu rồi cô thật là nhớ chết mình có thể viết về tổng giám đốc hạ hướng duy mỹ cũng chả sát tay nhào nhào muốn thử có phó kinh sương làm bạn trai lần này có giá trị nhất rồi không có yêu sách của anh ấy, cô còn không biết Ái Tĩnh và Hạ Phong đang kết giao. Lần này là mọi người cùng nhau bắt bớ bọn họ. Hắc hắc, tạp chí kinh tế vừa mới phỏng vấn anh ấy, Duy Mỹ không cần lo lắng. Ái Tĩnh cười khan không dứt. Cậu dám không? Mình độc quyền. Hướng Duy Mỹ trợn to mắt, ác bá nhìn Ái Tĩnh. Không dám không dám. Ái Tĩnh chỉ cảm thấy rất muốn khóc. Mọi người xem trước mặt đến nói đỡ ôn nhu dùng giọng nói kiểu kiểu non nớt nhắc nhở mọi người mọi người mặc dù không giải thích được nhưng vẫn là phối hợp ngẩng đầu mỉm cười mấy người các cô cứ như vậy bị máy ảnh chụp hình lại tiểu nhu cậu đây là ái tĩnh có dự cảm không tốt thật vất vả ở chỗ này gặp phải mình nhờ phục vụ giúp chúng ta chụp chung chờ một chút còn phải chụp cậu và hạ tổng đấy đỡ ôn nhu thật vui vẻ ồ oh. Anh ấy đang nói chuyện cùng bạn bè, không rảnh đâu. Ái tĩnh vội vàng nói cho cô ấy biết. Mình đã vừa mới hỏi anh ấy rồi, anh ấy nói xong cũng được, còn nói mặc kệ lúc nào cũng có thể, đỡ ôn nhu cười đến điểm đạm. Cậu thật là quá lo lắng rồi, ái tĩnh quả thực là khóc không ra nước mắt. Sẽ không á, khó có khi cậu tiêu thụ ra ngoài được, mình thỉnh thoảng lo lắng một chút cũng sẽ không sao. Đỡ ôn nhu đáp trả tinh ranh, vì chờ đợi một màn này họ đã chuẩn bị rất lâu rồi như thế nào thích thú sao hạ phong bưng một ly rượu tới đưa đến trước mặt ái tĩnh mà ái tĩnh đang bị mọi người khai thác bí mật cũng không quản mọi việc tất cả đều uống vào bụng cô không điếm xỉa đến rồi hạ phong tác phong nhanh nhẹn đứng ở bên cạnh cô lấy thái độ bạn trai tốt nhất thân mật che chở cho cô ở đây sẽ không ai tin tưởng bọn họ không phải người yêu tình huống như vậy khiến ái tĩnh có miệng khó trả lời kế hoạch trong tình yêu của cô không phải như thế cô cho là sẽ rất đơn giản đơn giản bắt đầu duyên tận liền kết thúc không cần công bố cũng không có chúc phúc thật là muốn hôn em giọng nói khàn khàn cắt đứt suy nghĩ của cô anh không cho cô thất thần ở trước mặt của anh dưới ánh đèn u ám mập mờ hạ phong ôm hông của ái tĩnh mỉm cười mặt tuần tú ngày càng tà khí môi của anh nhẹ nhàng vẽ qua viền tai của người yêu khiến cho cô khẽ rùn rẩy không được mọi người đang ở đây cô một bên cự tuyệt một bên phối hợp kiêu vũ với bước chân của hạ phong tiểu tĩnh mặc dù mới mấy giờ trước nhưng anh vẫn rất nhớ bộ dạng của em trên xe tất 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 cả làm cho anh không cách nào tự kiềm chế mà nghĩ tới anh kể lại cho cô nhớ tới triển miên ở trên xe hạ phong đối với cô tùy thời cũng nhiệt tình như lửa em bảo anh không nên nói nữa anh nghe không hiểu quốc ngữ à ái tĩnh ủ ủ kêu la lấy tay che môi của hạ phong ngăn cản anh ta nói ra nhiều lời mắc cỡ hơn đối mặt trêu đùa trắng trợn của tỉnh nhân lòng của ái tĩnh đều bị vứt đi ngoài chín tầng mây tỉnh lại đem toàn bộ tinh thần ứng phó với anh bên môi hạ phong lộ ra một nụ cười tả ác hạ phong không nói lời nào cư nhiên làm ra hành động so với lời của anh còn tả ác gấp trăm lần, khiến trực giác ái tĩnh lui về phía sau. Quá mức hốt hoảng cô căn bản quên cái đại sảnh thật ra thì cũng không thật sự rộng lớn. Trọng tâm không vững, thân thể liệt ngã về hướng phía ban công. Cô không nhịn được thét chói tay. Hạ phòng kịp thời đưa tay ra, nắm ở hông của tỉnh nhân, thuận thế đem khuyên đảo cô kéo về sau ngực. Quá trình nguy hiểm khiến sắc mặt ái tĩnh trắng bệch buông em ra tại sao hạ phong hỏi thẳng thừng một tay thật chặt nắm cả hồng của bạn gái lúc này hai người cũng đã đi tới ban công tay ải tĩnh trở thành mục tiêu môi lưỡi hạ phong tả ác xâm phạm bị anh vững vàng nắm chặt cố định ở trên môi tí bỉ thưởng thức cô chợt kinh hồn vừa thẹn vừa tức cũng không dám làm ra hành động động tác phản kháng tương đối lớn bởi vì ban công và đại sảnh chỉ cách nhau vẹn vẹn có một cái cửa sổ sát đất và rèm màu đậm nặng nề dày cộm. Còn rất nhiều người vẫn còn ở bên trong phòng khách đi lại, giai điệu du dương không hoàn toàn từ bên trong chuyển tới. Ngăn cách yếu kém và không an toàn như vậy, chỉ cần có bất kỳ một tiếng động nào cũng sẽ khiến mọi người bên trong chú ý. Thật sự quá tệ. Ái tĩnh ngẩng đầu, chống lại ánh mắt đùa dài của Hạ Phong. Trong nháy mắt, cô giác ngộ bất kể mình nói gì đều vô dụng. Hạ Phong căn bản là cố ý khi dễ cô, không muốn công khai lỏng của anh. Đều là người quen, bị nhìn thế thì thế nào? Hạ Phong nhún nhún vai, cô chính là giật anh một bộ dáng cợt nhà, trời sập xuống đều có người chống đỡ, nhưng cô lại không thể làm gì. Sau đó bọn họ rời giường rửa mặt trước, về phần tỏ tình, tối nay tốt lắm, anh tuyệt đối sẽ làm cho cô hiểu được tâm ý của anh đấy. Ai tĩnh một bên xem tivi, một bên uống sữa tươi thập cẩm lúa mạch và hoa quả. Tiểu thư, em không phải kêu đói bụng sao? Ăn hamburger trước chứ. Đợi lát nữa anh lại mang em ra ngoài ăn bữa tiệc lớn. Hạ Phong thức ăn đẩy tới trước mặt. Ái tĩnh dạn dỏ cô nhiều, ăn nhiều một chút. Cái này đơn giản là bữa ăn sáng là chính bản thân anh làm cho. Nơi này là biệt thự của bạn anh. Chỉ có ngày nghỉ hoặc làm party thì mới có nhiều người. Cho nên cũng không có người làm ở nơi này. Chỉ là trong tủ lạnh có một chút thức ăn, cho nên bọn họ hiện tại mới có thể, đều có thể đói. Em có giữa tươi cùng bánh bích quy là tốt. Ai tĩnh chỉ về phía mình ở phòng bếp trùng trùng điệp điệp lấy lấy, thật vất vả làm ra bánh bích quy trái cây phô mai. Chỉ ăn cái này thôi à? Hạ Phong nhướng mi suy nghĩ hồi lâu. Đáng chết, em muốn giảm cân. Bingo! Ai tĩnh quyết định xem kênh Quốc Hương xem kỹ, nhìn người ta ở hoang đảo cần cụ tiết kiệm vượt qua một tháng như thế nào. Cô mới không cần nhịn thức ăn ngon đâu rồi, ngộ nhỡ thầy đại bụng, vậy thì thảm. Ăn cơm không nên nhìn tivi. Hạ phòng đoạt lấy điều khiển tivi, tắt tivi tức giận. Làm gì mà dữ dội như vậy? Anh thật là kỳ quái. Kêu đói chính là em, ăn không có vải ngục cũng chính là em. Trọng điểm là không có để anh và trong mắt, ở bên cạnh anh lại dám xem tivi. Cái người phụ nữ đáng giận này, không có người phụ nữ nào dám đối với anh như vậy đấy. Tối hôm qua ăn nhiều quá, em sợ lại ăn nữa sẽ biến thành heo mập. Thật là, làm gì vừa tỉnh lại hỏa khí lớn như vậy. Anh có tức giận khi rời giường phải hay không? Vậy vợ anh đáng thương. Ái Tĩnh ở trong lòng nhắc đi nhắc lại, nhưng nhìn thấy sắc mặt người đàn ông không tốt, cô cũng thông minh không mở miệng, tránh cho gặp phải bão lớn. Vậy thì có cái gì quan hệ Em trở nên béo là vinh quang của anh Bày tỏ anh mới rất tốt Hạ Phong xem thường Chỉ ăn ít đồ Gầy đến da bọc xương Phụ nữ xem ra đáng sợ nhất Anh mới không muốn ôm ván giặt đồ Mới không cần ái tĩnh bĩu môi Công khai cự tuyệt Tại sao Em không muốn gả cho anh sao Hạ Phong một tay kéo người yêu Thuận tiện liếm sạch sữa tươi bên môi cô Gả cho anh á Ái tĩnh nghiêng đầu anh mất quái dị nhìn người đàn ông trước mặt thế nào em không muốn cả hạ phong quyết định nói trắng ra anh muốn biết vị trí của mình trong lòng cô gái anh yêu mến là như thế nào em cũng không muốn nhiều như vậy ai tĩnh giả vờ khúc khích tính nhanh chóng lở vấn đề của anh vậy bây giờ nghĩ đi người đàn ông sao có thể để cho cô trốn tránh chứ hạ phong cũng cười đất quái dị bướng bỉnh mà nháy mắt mãnh liệt đối với tình nhân đầu quá nhỏ không nghĩ ra được ái tĩnh dứt khoát sợ trả vô lại em không muốn anh liền trực tiếp mang em đi cụ dân chính công chứng kết hôn đem người phụ nữ áp đảo trên ghế sofa hai người bốn mắt nhìn nhau anh dùng giọng nói kiên định tuyên cáo quyết tâm của mình ái tĩnh kinh ngạc đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt giống như chưa từng thấy qua hạ phong như vậy thế nào bị nhìn lâu cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng Huống chi ánh mắt của cô không giống tán thưởng, cũng không vui sướng khi được cậu hôn. Anh cho là nghe được anh cậu hôn, ai tĩnh sẽ thật cao hứng, bởi vì cô không hề giống những cô gái lúc trước anh qua lại, có ý tưởng vui đùa một chút đối với tình yêu. Hoặc là những cô gái kia hám tiền, muốn mượn hôn nhân để đến với anh, đảo được nhiều tiền hơn. Ai tĩnh là một cô gái có ý tưởng rất kỳ lạ, so với đối tượng anh gặp gỡ trong quá khứ phải rất khác cũng khơi lên dục vọng chinh phục trong anh nói đơn giản anh yêu cô ở trong đoạn hôn nhân thứ nhất ngại lâm vì bởi vì mang thai con của anh anh mới kết hôn cũng bởi vì môn đăng hộ đối cho nên anh và người nhà nhắc tới chuyện kết hôn cũng không có trở ngại quá lớn nhưng cảm giác anh là bị đứa trẻ đẩy vào trong hôn nhân thái quá chính là kết hôn không bao lâu khi anh ra nước ngoài lúc khả lâm gọi điện thoại nói cho anh biết bác sĩ nói trong bụng của cô là phôi thai dị dạng, tốt nhất không cận sinh. Cô và cha mẹ của cô cũng đi bên viện, đem con lấy xuống. Vì vậy, người của hạ gia từ đầu tới đuôi đều không xác định ngã lâm có mang thai thật hay không. Cũng bởi vì chuyện này, bà nội anh giận đến bỏ ra nước ngoài, tuyên bố chỉ cần đứa cháu dâu này ở nhà, bà tuyệt đối không trở về Đài Loan. Mặc dù anh cũng không phải bởi vì chuyện này mới ly hôn với Ngả Lâm, chỉ là sau khi ly hôn, anh cũng không còn xin lão nhân gia ở Thụy Sĩ trở lại. Không khí ở Thụy Sĩ rất tốt, hoàn cảnh thanh nhã, rất thích hợp cho lão nhân gia ở. Đài Loan quá ồn ào, không khí lại ẩm ướt, đối với lão nhân gia cũng không tốt. Sau khi lão nhân gia rời đi, đại sạch hạn gia trở nên rất yên tĩnh, mặc dù anh cũng không nhàn rỗi, nhưng trong lòng cũng có cảm thấy có chút tịch mịch. Anh thường nghĩ, nếu như kết hôn cùng cô gái có cá tính thích hợp, cuộc sống gia đình của anh sẽ hòa thuận vui vẻ một chút hay không? Có lẽ còn có thể đem lão nhân ra trở về. Mà cô gái trước mắt hoàn toàn có khí chất của người vợ, rất tay của cô, anh có thể nghĩ đến dạng lúc về già của bọn họ, cảm giác hạnh phúc liền dâng lên. Đây không giống như lời anh sẽ nói, ải tĩnh nhàn nhạt, nhạt bình luận đối với việc hạ phong cầu hôn cô cũng không có rất vui vẻ thật cũng không bởi vì lúc học cao trung bị người đàn ông này đùa dẫn mà muốn trở về báo thù hiện tại cùng anh lui tới là bởi vì cô muốn cùng anh nói yêu thương muốn hưởng thụ không khí khi yêu cô thừa nhận mình vẫn rất thích anh nhưng là hạ phong tưởng khiến cô bị tổn thương nặng nề Cô không cho là người đàn ông này sẽ vì cô dừng lại như vậy. Cô cũng không hy vọng xa vời rằng anh sẽ dừng bước lại. Cô chỉ hy vọng là một đám mây đã từng thổi qua bên cạnh anh vậy thì đủ rồi. Cô không có nghĩ qua sẽ dắt tay với ai cả đời, nhất là người đàn ông trước mặt. Cô tuyệt đối sẽ không cùng anh kết hôn, tuyệt đối sẽ không. Hiện tại anh nói xong rồi, em suy nghĩ thử xem." Hạ Phong kiên nhẫn. "Hôn nhân đại sự nhé?" em muốn được suy nghĩ thật lâu đấy." Ái Tĩnh cười tủm tỉm, không trả lời thẳng, sau đó hôn lên môi mỏng khiêu gợi của Hạ Phong, không hề để cho anh nói chuyện nữa. Ăn xong bữa ăn đơn giản, Hạ Phong cùng Ái Tĩnh đến trung tâm thương mại đi mua sắm. Đi qua cửa hàng chân mãn cối đệm thấy mấy bộ màu sắc và hoa văn mới mẻ độc đáo, ga trải giường làm bằng vải bông nguyên chất, Hạ Phong không khỏi dừng bước lại, kéo tỉnh nhân vào cửa hàng tham quan. Em cảm thấy bộ ga trải giường hoa hồng kia như thế nào? Hạ Phong nhìn rất chuyên chú. Cũng không tệ lắm, rất đẹp. Ái tĩnh gật đầu, tuy bộ ga trải giường kia là hoa văn hoa hồng, lại dùng đường cong đơn giản vẽ ra, đặc biệt trang nhã. Vậy thì quyết định cái này đi. Người đàn ông bàn bàn ngón tay, muốn bày tỏ ý muốn mua với người bán hàng. Đảng tốt đẹp, chăn gà gối đệm làm gì? Ái tĩnh liền vội vàng kéo cánh tay tỉnh nhân, không hiểu tại sao hỏi xong ý kiến của cô sẽ phải mua đồ hôm nay hạ phong không bình thường mấy giờ trước còn cầu hôn với cô thật đúng là bệnh thần kinh trước tiên cô phải khai thông rõ ràng với anh mới được hai người đi tới ngoài cửa hàng hạ phong mới giải thích đã chuẩn bị kết hôn anh đương nhiên là muốn mua đồ dùng cho chúng ta rồi anh em nói em còn đang suy nghĩ cơ mà anh quả nhiên còn đang suy nghĩ chuyện này anh còn chưa hết hy vọng à? Trên sàn đáy tĩnh hiện lên một hàng hắc tuyến. Hạ Phong cũng mặc kệ cô nghĩ như thế nào đã, đã có suy nghĩ. vậy thì bày tỏ, cô cũng không bài xích, chỉ là không muốn kết hôn bây giờ. mua đồ chuẩn bị trước cũng được. anh muốn rủ.